Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 85. Bên trong hỏa diễm thế giới tầng thứ nhất, tụ tập hơn ngàn tu sĩ, bọn họ đều đang đợi truyền tống thông đạo xuất hiện. Một năm trước, có mấy ngàn người cùng tiến vào chúng thần mộ địa, nhưng một năm trôi qua, hiện tại chỉ còn lại không đến 1.000 tu sĩ, có thể tưởng tượng ra mức độ nguy hiểm của chúng thần mộ địa. Người có thể sống sót, đại bộ phận là vì thực lực cường đại, mà một số nhỏ bởi vì có vận khí tốt hơn. Một đám tu sĩ thiên tài của cổ tộc có thể sống sót không đến 500 người, những người khác đều là người của chiến thần điện. Trong 1.000 người này, hơn một nửa người đã đột phá đến chiến thần cảnh. Bọn họ đã được điều mình muốn, tất nhiên muốn rời khỏi chúng thần mộ địa, thời gian một năm này bọn họ đã trải qua quá nhiều sinh tử. Dù là đột phá được đến chiến thần cảnh, nhưng rất nhiều người đều có cảm giác sợ hãi đối với chúng thần mộ địa. Còn một ngày cuối cùng, tại sao những cây cầu vồng vẫn chưa xuất hiện, không gian tầng thứ nhất lớn như vậy, muốn đi đến lối ra truyền tống thông đạo cũng phải mất một đoạn thời gian. Đã có người không đợi được, lộ ra vẻ lo lắng. Phù phù đột nhiên, từng đạo hào quang hiện lên từ phía chân trời, từng chiếc cầu vồng vắt ngang chân trời, lộng lẫy rực rỡ như một đóa đóa hoa nở rộ. Trong nháy mắt, từng chiếc cầu vồng đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lo lắng trên mặt mọi người cuối cùng cũng tan ra, nét mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhanh, tiến về lối ra truyền tống thông đạo. Ha ha, rốt cục xuất hiện, hiện tại lão tử đã là chiến thần cảnh, sau này ta có thể tung hoành khắp chiến hồn dại lục rồi. Nếu như có cơ hội, qua 100 năm nữa, ta sẽ lại vào chúng thần mộ địa tìm kiếm thần lực chi tinh. Mỗi một người trong đám người này đều vô cùng hăng hái, chỉ có một số người vẻ mặt lộ vẻ sa sút, bọn họ không đạt được thần lực chi tinh, tâm tình đương nhiên không tốt được. Rất nhanh, từng tu sĩ tiến đến chiếc cầu vồng bay đi, nơi đặt cầu vồng chính là lối ra truyền tống thông đạo, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, có một số người tiến vào chúng thần mộ địa không chỉ một hai lần. Một sơn cốc nằm trong núi lửa, mấy người Lăng Phong không vui vẻ gì, ngược lại trong lòng đang vô cùng lo lắng. Đến bây giờ Tiêu Phàm vẫn chưa xuất hiện, ai biết có việc gì khác xảy ra rồi. Bây giờ bọn họ vô cùng băn khoăn, đến cùng là rời đi, hay là cứ ở lại nơi này, nếu như Tiêu Phàm thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng phải đi tìm Tiêu Phàm. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không quyết định được. Các ngươi nói. Tam ca có thể chạy tới truyền tống thông đạo hay không? Quan Tiểu Thất yếu ớt hỏi. Trong mắt mọi người đều hiện lên một tia sáng, đúng vậy, hỏa diễm thế giới tầng thứ nhất nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như Tiêu Phàm xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ đi về phía truyền tống thông đạo. Coi như đến lúc đó dù Tiêu Phàm vẫn không xuất hiện, bọn họ vẫn có thể lựa chọn lưu lại. Dù sao, nếu như Tiêu Phàm muốn rời khỏi chúng thần mộ địa, nhất định là sẽ cùng bọn họ nói một tiếng, không có khả năng hắn không nói gì mà đi luôn. Chúng ta vẫn nên đi tới gần truyền tống thông đạo rồi tính, mặt khác, để tránh bị người khác phát hiện, chúng ta tốt nhất nên tách ra đi. Lăng Phong nói, đám người cùng nhất trí, bọn họ đều bị chiến thần điện chú ý, đi cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, đến lúc đó, tốt nhất là có thể thừa dịp loạn để rời đi. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất và Long Thần đi thành một nhóm. Hai người Ảnh Phong cùng Phong Lang một nhóm, dù sao nếu hai người bọn họ muốn tránh thì không có mấy người có thể tìm được bọn họ, tự nhiên không có gì để lo lắng. Mấy người nhanh chóng chạy về phía lối ra truyền tống thông đạo, nửa ngày sau, một khe hở hư vô cao vài trượng lọt vào tầm mắt mấy người, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là cửa ra truyền tống thông đạo. Nhưng trong khe hở hư vô kia còn một tầng sương mù mông lung bao phủ, giống như một đầu mãnh thú đang mở ra chiếc miệng lớn. Rõ ràng, hiện tại truyền tống thông đạo vẫn chưa chính thức mở ra, nhưng đối với mấy người Lăng Phong mà nói, khe hở kia thực sự là miệng máu của một hung thú. Một khi tiến vào bên trong, chắc chắn sẽ không thể thiếu một trận đại chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bắt đầu khẩn trương, mắt thấy thời gian truyền tống thông đạo mở ra đã gần tới, nhưng vẫn chưa thấy được bóng dáng Tiêu Phàm. Bốn phía khe hở hư vô tụ tập hơn nghìn người. Một số người đang đề phòng lẫn nhau, nếu như không phải truyền tống thông đạo sắp mở ra, có lẽ mấy người này đã sớm ra tay đánh nhau. Bùm, dưới sự trông mong của tất cả mọi người, khe hở hư vô đột nhiên bùm một tiếng vỡ ra, sau đó một luồng gió hư vô cường đại cuốn tới,
Tất cả mọi người trợn lớn hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Thời gian một năm đã đến, các ngươi có thời gian nửa chén trà nhỏ để rời đi, người chưa rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Một tiếng nói như sấm từ trong khe hở hư vô truyền ra. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều như kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng xông về phía khe hở hư vô, thậm chí có người vì tranh đoạt thứ tự trước sau đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Chỉ có thời gian uống nửa chén trà, một khi bỏ lỡ, sẽ phải ở lại chỗ này thêm 100 năm, ai lại muốn ở chỗ này ngốc thêm 100 năm chứ? Nhưng vẫn có một số người bất động, chính là đám người Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Long Thần, bọn họ đang chờ Tiêu Phàm đến. Nhị bàn tử không phải nói đến thời gian mấu chốt Tiêu Phàm sẽ chạy đến sao, tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện? Lăng Phong nhíu mày, trước đó bọn họ đã liên lạc với Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu nói sẽ sớm đuổi tới, nhưng đến bây giờ cũng không xuất hiện, sao hắn có thể bình tĩnh được? Gào tiếng nói vừa dứt, từng tiếng gầm thét từ nơi xa truyền ra, chỉ thấy từng đầu tử sắc cuồng sư hung mãnh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm vang vọng đất trời. Những tu sĩ đã tiến vào truyền tống thông đạo cũng nhìn không được nhìn lại, cảm nhận khí thế trên người cuồng sư, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, sau đó nhanh chạy vào trong thông đạo. Ha ha lão đại! Xem ra ta chạy tới rất kịp thời. Một tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu đang ngồi trên lưng một hồn thú cao lớn uy mãnh, tay cầm chiến thiên kích, tựa như một vị thiên thần giáng lâm. Chậm thêm một chút, xem ta có đạp chết ngươi không. Lăng Phong nổi giận mắng, nhưng trong lòng thầm thở dài một hơi, đừng nhìn bình thường hắn đều nhằm vào Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng tình nghĩa huynh đệ giữa họ so với vàng còn chân quý hơn. Lão Tam đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu quét mắt bốn phía, nhưng thấy Tiêu Phàm, lập tức nhíu mày, sát khí nặng nề nói, lão Tam thế nào? Đám người Lăng Phong trầm mặc không nói, bọn họ chờ lâu như vậy vẫn không thấy Tiêu Phàm, ai cũng lo lắng, bọn họ nghĩ, Tiêu Phàm có khả năng đã chết. Các ngươi nói chuyện đi, Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ quát, chiến ý trên người từ từ dâng lên, sau đó chậm rãi biến thành sát ý. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, công tử truyền tin. Để chúng ta rời đi trước, hắn sẽ đến sau. Đột nhiên, một bóng đen từ đằng xa hiện ra. Đám người nghe vậy, thần sắc run lên, Lăng Phong càng kích động hỏi, Phong Lang, ngươi nói cái gì? Lão Tam truyền tin cho ngươi rồi. Người tới chính là Phong Lang, chỉ thấy Phong Lang lấy ra truyền âm ngọc phù. Lát sau, từ bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc, mọi người rời đi trước đi, thời gian không có nhiều lắm, sau đó ta sẽ đến. Là thanh âm của ca ca, Tiêu Linh Nhi đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu hết sức kích động, trên gương mặt cứng ngắc của Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất cuối cùng cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Chúng ta sẽ chờ thiếu chủ hay là? Chọc Thiên Hồng hỏi. Đi, thời gian uống cạn nửa chén trà không còn nhiều, chúng ta rời đi trước. Lăng Phong không chút do dự nói, nếu Tiêu Phàm đã dùng truyền âm ngọc phù truyền tin, có nghĩa là hắn ở một nơi cách nơi này không xa. Đi. Quan Tiểu Thất cũng gật gật đầu, đám người đua nhau đạp không mà lên. Tiểu Lôi, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi rời đi trước, chúng ta chờ Lão Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, không có Tiêu Phàm, hắn không có ý định rời đi. Gào, Lôi Hoàng gào thét một tiếng, hơn trăm đầu tử tinh lôi thú giống như vạn mã cưỡi mây phóng tới truyền tống trận, tu sĩ bốn phía thi nhau tránh ra, nhưng Lôi Hoàng lại lưu lại. Nam Cung Tiêu Tiêu mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa, yên lặng chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Thời gian uống cạn nửa chén trà chậm rãi trôi qua, mấy người Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất đã tiến vào truyền tống thông đạo, hiện tại đã chỉ còn khoảng 100 người chưa rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu ngồi trên lưng Lôi Hoàng, cau mày, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Tiêu Phàm có thể đến kịp. Rất nhanh, 100 người còn lại cũng đều đi hết, nhịp tim Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bắt đầu tăng tốc. Con người thỉnh thoảng nhìn về phía truyền tống thông đạo. Trong lòng của hắn thậm chí hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ Phong Lang cố ý đang gạt hắn. Sau đó hắn lại lắc đầu, tình nghĩa huynh đệ giữa Phong Lang và Tiêu Phàm tuyệt đối không yếu hơn hắn, nếu như Tiêu Phàm xảy ra sự tình, Phong Lang tuyệt đối sẽ không rời đi. Tiêu Phàm không phải sẽ không xuất hiện chứ? Lôi Hoàng cũng có chút ngồi không yên, không đâu, Lão Tam nhất định sẽ xuất hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu cắn răng nói. Hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ tới. Lôi Hoàng bất đắc dĩ, quay đầu thoáng nhìn, đột nhiên hét lớn, nhanh,
truyền tống thông đạo sắp biến mất. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khe hở không gian đang chậm rãi thu nhỏ, một khi khe hở không gian biến mất, bọn họ có muốn rời đi cũng đều khó có khả năng. Thần sắc Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ co rút, trong lúc nhất thời hắn không biết lựa chọn như thế nào. Hồng hộc, đúng lúc này, một đạo kiếm mang từ đằng xa quét tới, giống như một viên sao băng xẹt ngang chân trời, kiếm khí sắc bén chém hư không thành hai mảnh. Khe hở không gian kia vốn chuẩn bị biến mất, vậy mà lại mở rộng, biến thành truyền tống thông đạo. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lôi Hoàng không quan tâm tới khe hở không gian, mà là nhìn về nơi phát ra kiếm mang, chỉ thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng chạy về phương hướng này. Nhìn thấy một đạo hắc ảnh trong đó, trên mặt hai người Nam Cung Tiêu Tiêu cuối cũng lộ ra nụ cười sán lạn, sau đó hai người không chút do dự xông vào truyền tống trong thông đạo. Gần như đồng thời, hai thân ảnh ở xa kia cũng nhanh chóng bay đi vào, trong chốc lát, khe hở hư vô tạo thành truyền tống thông đạo biến mất. Hỗn độn hải bên ngoài thần chi kiếp địa, tại vị trí truyền tống thông đạo, hai đội tu sĩ đứng phân biệt hai bên, khí tức cuồng bạo từ trên những người này tản ra. Trong đó có một đội khoác áo bào đen, đang bao vây lấy truyền tống thông đạo, dẫn đầu đoàn người này không phải người khác, chính là Chiến Thiên Hạ mà Tiêu Phàm đã từng gặp. Thần sắc Chiến Thiên Hạ băng lãnh nhìn vào trong truyền tống thông đạo, hắn rất muốn biết bên trong chúng thần mộ địa, Tiêu Phàm còn sống hay không. Sau lưng hắn đều là cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ do chính hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Nếu như Tiêu Phàm không chết, Chiến Thiên Hạ chắc chắn sẽ cho Tiêu Phàm một kích lôi đình. Đối với Tiêu Phàm, Chiến Thiên Hạ vô cùng thận trọng, bởi vì Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Mặt khác, hắn đã biết chuyện Tiêu Phàm chém giết Minh La, Chiến Thiên Hạ rất rõ ràng thực lực Minh La, thời điểm hắn tiến vào chúng thần mộ địa đã là tứ biến chiến thần, có rất ít người cùng cấp có thể là đối thủ của hắn. Chiến Thiên Hạ còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, ngắn ngủi mấy tháng đã có thể chém giết tứ biến chiến thần. Điều này đủ để chứng minh thực lực cùng thiên phú biến thái của Tiêu Phàm. Mà bây thời gian đã trôi qua hơn nửa năm, ai biết Tiêu Phàm đã đạt đến cấp độ gì. Nghĩ đến việc này, ánh mắt Chiến Thiên Hạ không khỏi nhìn về phía một đội nhân mã đối diện, tất cả những người kia đều khoác chiến bào màu đỏ, mang theo mặt nạ màu đỏ, chỉ để lộ ra đôi mắt hiện ra quang mang khát máu. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, chỉ có 18 người. Nhưng trên thân mỗi người đều phát ra khí tức cửu biến chiến thần. 18 người này cưỡi trên 18 con huyết sắc báo thân hình to lớn, dài đến 3 trượng, cả người phát ra một luồng sức mạnh cuồng dã. Miệng bọn chúng lộ ra răng nanh, nhìn qua vô cùng dữ tợn, 18 huyết sắc báo này không phải hồn thú bình thường, mà là huyết long báo, trên thân chúng ẩn chứa một tia long huyết mạch. Nhìn thấy trận thế của bọn họ, Chiến Thiên Hạ cũng cảm thấy sợ hãi. Không dám cùng bọn họ tranh phong, hắn biết những người này cũng vì Tiêu Phàm mà đến, vừa vặn phù hợp ý nguyện của hắn. Hy vọng huyết đồ thập bát kỵ này có thể giết chết Tiêu Phàm, ta đỡ phải lãng phí thời gian. Trong lòng Chiến Thiên Hạ nghĩ thầm, chỉ là khi vừa nhắc tới mấy chữ huyết đồ thập bát kỵ, hắn không khỏi có chút ngưng trọng. Ha ha, cuối cũng ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng cười to từ bên trong truyền tống thông đạo truyền đến, ngay sau đó. Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được khí thế trên người huyết đồ thập bát kỵ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thân thể tựa như rơi vào hầm băng. Trong lòng bọn họ vô cùng thắc mắc, họ không phải đã phá chiến thần cảnh sao? Chiến thần cảnh không phải cường giả đứng đầu chiến hồn đại lục, tại sao chỉ thấy khí tức trên người huyết đồ thập bát kỵ, bọn họ ngay cả thở cũng không được. Trong nháy mắt, trong lòng mấy người đều có loại cảm giác thất bại. Truy cầu cả đời, thật vất vả mới đột phá được chiến thần cảnh, thế mà bây giờ vẫn chịu không được áp lực của người khác. Tu sĩ chiến thần điện tới. Ở bên đám người của chiến thần điện đột nhiên truyền đến một giọng nói, chỉ thấy một lão giả khoác áo bào đen lạnh lùng nhìn lên truyền tống trận. Các tu sĩ vừa ra khỏi truyền tống nghe thấy vậy, mấy người của chiến thần điện vội vàng bay về phía Chiến Thiên Hạ, ánh mắt không khỏi liếc nhìn huyết đồ thập bát kỵ một cái. À đột nhiên có tiếng kêu thảm truyền đến. Dọa cho đám tu sĩ chiến thần điện phát sợ. Dưới ánh mắt của bọn hắn, một đạo huyết ảnh lướt qua, mấy người không phải tu sĩ chiến thần điện, bỗng hóa thành một trận huyết vụ biến mất giữa hư không, có mấy người không kịp hét thảm đã bỏ mình, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Trên không trung chỉ thấy một tu sĩ cả người khoác chiến bào màu đỏ đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào trong truyền tống thông đạo. Mà việc này, chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần là tu sĩ từ trong truyền tống thông đạo đi ra mà không phải người của chiến thần điện người, toàn bộ sẽ bị tu sĩ khoác chiến bào màu đỏ kia chém giết hầu như không còn, tình cảnh vô cùng máu tanh. Thời gian chỉ trong 10 nhịp hô hấp, bên ngoài truyền tống thông đạo đã biến thành một mảnh tu la. Máu tươi đầy trời, tay cụt chân cụt rơi đầy đất. Những tu sĩ chiến thần điện vừa từ trong truyền tống thông đạo đi ra nhìn thấy một màn này, không khỏi dùng mình một cái, may mắn bọn hắn là người của chiến thần điện, nếu không bọn hắn cũng đã chết. Phó điện chủ, huyết đồ thập bát kỵ này cũng quá bá đạo. Một lão giả áo bào đen sau lưng chiến thiên hạ híp híp hai mắt nói, thiếu chút không nhịn được liền xông lên. Một lão giả áo xám cũng nhíu mày một cái. Chán ghét nhìn hành vi máu tanh của huyết đồ thập bát kỵ chiến thiên nhất, chiến thiên nhị, đây là mệnh lệnh của điện chủ đại nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn phản đối sao? Chiến thiên hạ hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng huyết đồ thập bát kỵ này là dị tộc, chúng ta cứ trơ mắt nhìn tu sĩ của chiến hồn đại lục bị dị tộc giết chết sao? Lão giả áo bào đen vẫn có chút không cam lòng nói. Chiến lão nhị, đừng nói ta không dặn dò ngươi, ngươi cần phải biết rằng. Hậu quả khi chống lại mệnh lệnh của điện chủ đại nhân là gì? Chiến thiên hạ trừng mắt nhìn lão giả áo bào đen, sau đó lại nói, dù sao để những người này sống sót rời đi, cũng sẽ đối địch với chúng ta, không bằng chết ở chỗ này. Chiến thiên nhị nghe vậy, thầm toát mồ hôi lạnh, hắn không khỏi nhìn về phía chiến thiên nhất, nhưng chiến thiên nhất chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Lúc này, cuộc đồ sát vẫn tiếp tục, tu sĩ chiến hồn đại lục. Không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay huyết đồ thập bát kỵ này. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng gầm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một luồng khí thế cuồng bạo từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Hư không thậm chí còn xuất hiện mấy đạo trưởng cương cùng kiếm mang, bay thẳng về phía huyết đồ thập bát kỵ, cả đất trời cũng bắt đầu rung chuyển. Nhìn thấy từng đạo trưởng cương cùng kiếm mang xuất hiện, huyết đồ thập bát kỵ ngẩng đầu lên nhìn một chút. Lúc nhìn thấy những đòn kia đến gần, mấy người trong đó bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bùm, 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 từng tiếng nổ vang từ trên cao truyền đến, giống như kinh lôi, chấn động đến nỗi người khác thần hồn phát run, hư không vỡ vụn, từng đợt gió bão hư vô giật lên. Phía chiến thần điện, nếu như không có bọn chiến thiên hạ ngăn cản, đoán chừng rất nhiều người chịu không nổi áp lực này, thậm chí sẽ chết bất đắc kỳ tử. Giờ khắc này, không gian giữa thiên địa hoàn toàn cuồng loạn, gió bão của thần lực phá hủy tất cả, đúng là quỷ dị, vị trí lối vào thông đạo lại hoàn toàn không bị chút tổn hại gì. Bất kể là người tới, hay là huyết đồ thập bát kỵ đều không muốn hủy diệt nó. Một lúc sau, thiên địa khôi phục lại yên tĩnh, trên không trung, trong nháy mắt lần lượt từng bóng người lọt vào tầm mắt đám người kia, là mười mấy lão giả, khí thế trên thân mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, dường như cùng hư không hòa làm một thể. Lão quái vật của cổ tộc cuối cùng cũng xuất hiện, con người của chiến thiên hạ lạnh lùng. Những cường giả này, tất nhiên đều là đi hộ tống tu sĩ cổ tộc đi vào chúng thần mộ địa lịch luyện, bọn hắn vẫn luôn ở xung quanh hỗn độn vụ hải, chờ lối vào thông đạo xuất hiện lần nữa, đưa các tộc nhân của mình đi. Nhưng mà, bọn họ không ngờ, huyết đồ thập bát kỵ lại đang tàn sát tộc nhân của bọn họ, trong lòng mọi người nổi giận, tự nhiên xuất thủ chặn đánh mà không chút do dự. Dù sao, nếu như trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết ở chỗ này, vậy còn để cho bọn họ đến nơi này lịch luyện làm gì nữa? Giết, đột nhiên, một người trong huyết đồ thập bát kỵ cưỡi yêu huyết long báo tiến lên, trong miệng thốt ra một luồng âm thanh khàn khàn, vô cùng u lãnh. Mười mấy cường giả cổ tộc kia đến, bọn hắn cơ bản dường như không để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, đối phương chỉ là một đám sâu kiến muốn giết cứ giết. Lời nói vừa xuống. Bỗng nhiên 11 người trong đó bay lên, sát khí tỏa ra không có gì sánh kịp, hư không chấn động đáng sợ, không gian bạo động, thiên địa dao động. Đạt tới cảnh giới như bọn hắn, không phải hủy thiên diệt địa, thì cũng không sai biệt lắm, ngay cả không gian của thần kiếp địa cũng không chịu nổi công kích của bọn hắn, bắt đầu dần vỡ vụn. Lúc này, một người trong huyết đồ thập bát kỵ lại xuất hiện lần nữa ở lối ra của thông đạo. Thanh loan đao trong tay hắn bắt đầu tiếp tục thu hoạch tính mệnh tu sĩ chiến hồn đại lục. Dừng tay cho ta, đám các ngươi không bằng loài cầm thú. Chiến thiên hạ, vào hùa cùng dị tộc, chẳng khác gì đùa với lửa tự thiêu mình, chiến hồn đại lục bị hủy diệt rồi,
người cũng chỉ là một con chó của dị tộc thôi. Cấu kết dị tộc, mưu hại đồng bào, đáng chém. Từng câu nói tức giận từ trên cao truyền đến, tu sĩ cổ tộc vô cùng giận dữ, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, tu vi từng người huyết đồ thập bát kỵ đều là tu vi cửu biến chiến thần trở lên, còn có một người là cường giả chiến thần viên mãn. Cho dù bọn hắn muốn ra tay cứu giúp, cũng hữu tâm vô lực, thậm chí, đừng nói giết chết huyết đồ thập bát kỵ, nếu như tiếp tục chiến đấu đến cùng, cuối cùng kẻ phải chết có thể là bọn hắn. Dù sao, huyết đồ thập bát kỵ không chỉ có 18 người, còn có 18 con yêu huyết long báo, thực lực của yêu huyết long báo cho dù không bằng 18 người, ước chừng cũng không kém gì mấy. Thần sắc chiến thiên hạ lạnh lùng, căn bản dường như không nghe thấy những lời kia, đạt tới cảnh giới này, tâm tính đã đầy kiên định, dựa vào mấy câu nói lại có thể khiến hắn thay đổi quyết định sao? Huống chi, đây cũng không phải là việc chiến thiên hạ hắn có thể thay đổi. Giả sử chiến luân hồi tự mình hạ lệnh thì không nói làm gì, còn chiến thiên hạ hắn muốn cũng không ngăn cản được huyết đồ thập bát kỵ. Tàn sát đang tiếp tục, huyết đồ thập bát kỵ giết chết tu sĩ chiến hồn đại lục càng ngày càng nhiều, nhiều đến hơn 100 người, vốn dĩ đông đảo người cổ tộc còn sống sót cũng hơn 400 người, nay chỉ còn lại hơn 300. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người bên trong vẫn như vậy không hề biết chuyện xảy ra bên ngoài lối vào thông đạo, ra khỏi thông đạo hầu hết chỉ có kết cục tử vong. Hai mắt những cường giả cổ tộc đầy máu, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con cháu hậu bối của mình bị người ta giết bỏ, năm đó bọn hắn cũng bất lực giống như thế, bây giờ cảnh tượng như vậy lại hiển hiện, có thể cảm nhận đau đớn trong lòng bọn họ. Cảnh cực kỳ bi thảm này, sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm khảm. Ở trong mắt tu sĩ dị tộc, sinh mệnh là thấp kém như vậy, bọn hắn chém giết từng đao giống như không phải người, mà là cỏ rác. Bùm, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ cửa vào truyền tống thông đạo truyền đến, lại nhìn thấy một thanh niên mặc bào trắng một kiếm chặn tu sĩ mặc huyết bào kia lại, sắc mặt lạnh lùng, con ngươi lộ ra sát khí dữ dội. Diệp Khuynh Thành, làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Có tu sĩ chiến thần điện nhận ra thanh niên mặc bào trắng, không tránh hít một hơi lạnh. Những người khác chỉ có bị tàn sát, nhưng mà Diệp Khuynh Thành lại chặn được công kích tu sĩ mặc huyết bào, chẳng phải nói chiến lực của Diệp Khuynh Thành đã tương đương với cửu biến chiến thần sao? Thất biến chiến thần, chiến thiên hạ híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một sự ngạc nhiên, Diệp gia không ngờ còn có anh tài như thế. Lấy lực thất biến chiến thần, ngăn cản cửu biến chiến thần, mấu chốt là cửu biến chiến thần này ngay cả ở đồng cấp cũng là tồn tại số 1 số 2. Thực lực của Diệp Khuynh Thành đã đủ khiến cho đám người thay đổi cách nhìn. Ngươi muốn giết ta, con ngươi của Diệp Khuynh Thành lạnh lùng vô cùng, có lẽ hắn không quan tâm dị tộc tàn sát tu sĩ chiến hồn điện như thế nào, nhưng việc đến lượt hắn, hắn cũng không phải kẻ mềm yếu. Kiếm khí lạnh lùng từ trên thân Diệp Khuynh Thành tỏa ra, không gian bắt đầu bị uốn cong, xâm nhập tầng thứ 8 chúng thần mộ địa, hắn cũng đã đạt được tiến bộ rất lớn. Thân là nhân vật xếp hạng thứ 2 trong thập đại yêu nghiệt cùng thế hệ của chiến hồn đại lục, Diệp Khuynh Thành há sẽ e ngại một cửu biến chiến thần sao? Chết, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng quát lên, kiếm khí màu xanh vô tận của thanh đồng cổ kiếm tách ra, mỗi một tấc không gian hư không dày đặc, áo bào quanh thân tu sĩ mặc huyết bào kia bị kiếm khí chém, máu tươi bắn ra. Nhưng hắn dường như không biết đến đau đớn, căn bản không có ý nghĩ lui lại, lần nữa đánh giết Diệp Khuynh Thành. Thần sắc Diệp Khuynh Thành lạnh lùng, thanh đồng cổ kiếm chém một nhát vào không trung, kiếm khí bùng lên đầy trời, giống như tất cả kiếm khí dung hợp lại cùng nhau. Thổi phù một tiếng, kiếm khí vô tận xuyên qua lồng ngực tu sĩ mặc huyết bào, nửa người dưới của hắn bị đánh tan nát, cảnh tượng này bất thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, càng kinh ngạc hơn là, tu sĩ mặc huyết bào vẫn không chết, thanh loan đao trong tay hắn đột nhiên vung lên một nhát rất nhanh. Muốn dùng một đao giết chết Diệp Khuynh Thành. Nói thì chậm, lúc đó thì nhanh, lúc loan đao chém ra, thời khắc hư không tách ra một đạo huyết kiếm, bỗng nhiên Diệp Khuynh Thành biến mất tại chỗ. Phụt, lúc Diệp Khuynh Thành lại xuất hiện, đã là sau lưng tu sĩ mặc huyết bào, một kiếm đâm xuyên sau gáy tu sĩ mặc huyết bào, ai cũng không biết Diệp Khuynh Thành làm sao tránh được cú nhất kích tất sát kia. Âm thanh vù vù bên tai không dứt, Diệp Khuynh Thành không có ý định dừng tay. Thời khắc thanh đồng cổ kiếm rung chuyển, kiếm khí phá tan thân thể tu sĩ mặc huyết bào thành từng mảnh, hư không không lưu lại bất kỳ cái gì. Chết rồi, đám người hít một hơi lạnh,
đây chính là cửu biến chiến thần, không ngờ bị Diệp Khuynh Thành giết chết. Người biết tới huyết đồ thập bát kỵ càng rung động không thôi, đây chính là kẻ bất bại trong truyền thuyết, hôm nay lại bị Diệp Khuynh Thành chém dụng một tên. Không gian áo nghĩa, không ngờ là hắn lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa. Chiến thiên hạ lại nhìn thấy nhiều hơn, ánh mắt lấp lóe không yên. Vừa rồi Diệp Khuynh Thành đột nhiên biến mất, mà còn là biến mất hoàn toàn quỷ dị, tuyệt đối không phải do tốc độ tạo thành, mà là di chuyển trong không gian. Người có được năng lực không gian Nazi, chỉ có lĩnh ngộ không gian áo nghĩa trong truyền thuyết, người như thế, có thể nói là trong vạn người không được một người. Diệp Khuynh Thành cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn huyết đồ thập bát kỵ, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa rồi hắn cũng đã trả một cái giá không nhỏ, tiêu hao không ít. Hừ, lúc này, người cầm đầu huyết đồ thập bát kỵ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên, lại có hai tu sĩ mặc huyết bào cưỡi yêu huyết long báo phóng lên trời. Lông mày Diệp Khuynh Thành nhíu lại, bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại bị người ta chặn giết. Nhưng, đối với kẻ muốn giết mình, xưa nay Diệp Khuynh Thành cũng sẽ không nhân từ nương tay, so với Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành càng là một kẻ có thù tất báo. Bằng không mà nói, vừa rồi ở vào tình huống không biết thế cục ra sao hắn cũng sẽ không dùng hết sức chém giết cửu biến chiến thần kia. Không để hắn lấy lại tinh thần, lại có hai kẻ mặc huyết bào đến giết hắn, căn bản giống như không muốn nói nhảm với hắn. Con người của Diệp Khuynh Thành cũng biến đổi càng phát ra vẻ lạnh lẽo. Nhích cái mũi, bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, nhưng hiện tại cũng không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, mà phải xem đối mặt với hai tu sĩ mặc huyết bào này thế nào và yêu huyết long báo của chúng ra sao. Đạp chân xuống, Diệp Khuynh Thành bay lên phía không trung, mặc dù hắn vô tâm trong việc cứu những người khác, nhưng đi ra với hắn, vẫn có không ít đệ tử Diệp gia. Giết, tu sĩ cầm đầu đám người mặc huyết bào lại phun ra một tiếng, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định động thủ. Mục tiêu của hắn chỉ là người ở bên trong truyền tống thông đạo. Một người cưỡi yêu huyết long báo trong đó bay lên, lại xuất hiện ở trước cửa truyền tống thông đạo, đánh tới phía tu sĩ cổ tộc khác. Cút, không đợi tu sĩ mặc huyết bào xuất thủ, một giọng nói bá đạo từ trong truyền tống thông đạo truyền đến, ngay sau đó, một đạo kiếm vàng dường như chém nát sự vững chắc, từ trong truyền tống thông đạo gầm thét tới, gắt gao khóa chặt tu sĩ mặc huyết bào. Tu sĩ mặc huyết bào vung ra một đao, thân hình tránh sang một bên, con người khát máu hiện ra phát sáng lạnh lùng. Ngay sau đó, một nam tử mặc bào trắng đầu đeo ngọc quan xông ra, khí thế quanh thân bùng phát, bá khí hung mãnh, hai tay cầm kiếm một kiếm chém tới. Hoàng Thiên, dừng tay, chiến thiên hạ thấy thế, vội vàng hét lớn. Không sai, người lúc này xuất hiện chính là chiến Hoàng Thiên, dựa vào khí thế mà thấy, hắn không hề yếu hơn Diệp Khuynh Thành. Mà còn cho người ta thấy một loại cảm giác càng bá đạo hơn. Nghe thấy lời chiến thiên hạ, chiến Hoàng Thiên dường như căn bản không để tâm, tiếp tục oanh sát tu sĩ huyết bào kia, hai kiếm liên tiếp, tu sĩ mặc huyết bào cầm loan đao lại có chút run rẩy, có thể thấy sức mạnh khủng bố của chiến Hoàng Thiên. Trừ khi bị Nam Cung Tiêu Tiêu khắc chế ra, bằng vào sức mạnh, trong các tu sĩ cùng cấp đúng là không có mấy người là đối thủ của chiến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, dừng tay! Chiến thiên hạ lại hét lớn lần nữa, sắc mặt cũng trở nên trầm lặng, hắn cũng không muốn kế hoạch của chiến luân hồi bị đánh loạn, dù chiến Hoàng Thiên được chiến luân hồi ưu ái cũng không được. Lúc này, một thân ảnh từ nơi xa bay tới, đi đến bên người chiến thiên hạ, thấp giọng nói với hắn vài câu, sát ý trên người chiến thiên hạ lặng yên sinh ra. Chiến Hoàng Thiên, còn không qua đây chịu đòn nhận tội, lẽ nào ngươi muốn phản bội chiến tộc hay sao? Hậu quả thế nào ngươi biết đó? Chiến thiên hạ đột nhiên thay đổi ngữ khí, sát khí nặng nề nói. Bùm, một tiếng nổ vang, tu sĩ mặc huyết bào kia cùng yêu huyết long báo bị một kiếm của chiến Hoàng Thiên đánh lui, cả người nặng nề rơi trên mặt đất, bụi bặm văng lên vô số. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là cường giả cửu biến chiến thần, không ngờ lại bị chiến Hoàng Thiên đánh bay. Nếu như Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, nhất định cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì giờ khắc chiến Hoàng Thiên phát huy ra chiến lực, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì áp chế được. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thần sắc chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn về phía chiến thiên hạ, sát ý không cần che giấu. Phải thì như thế nào, nếu như ngươi phản bội chiến tộc, phe này các ngươi chắc chắn bị xóa tên vĩnh viễn.
Chiến Thiên Hạ híp hai mắt lại, mặc dù hắn vừa mới biết Chiến Hoàng Thiên đã thoát ly khỏi sự khống chế của Chiến Luân Hồi. Chỉ là hắn không ngờ, thực lực của Chiến Hoàng Thiên lại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ trước kia hắn còn cố ý ẩn giấu tu vi hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Chiến Thiên Hạ nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên cũng thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, nếu quả thật như ta nghĩ, vậy tiểu tử này cũng nhẫn nhịn quá, hắn sợ điện chủ khống chế hắn, cố ý ẩn giấu tu vi, áp chế thực lực. Chiến Thiên Hạ đoán không sai, Chiến Hoàng Thiên đúng thật là làm như vậy, bằng không mà nói, năm đó Tiêu Phàm muốn đánh bại Chiến Hoàng Thiên, không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Còn về hiện tại, nếu như hai người chém giết thật sự, đoán chừng bên nào thắng cũng là thắng thảm. Người nhà của ta mà chết, tất cả những người khác của chiến tộc đều phải chôn cùng. Chiến Hoàng Thiên đằng đằng sát khí nói, căn bản không có ý e ngại bất kỳ cái gì. Lần trước sở dĩ hắn ngăn cản Tiêu Phàm giết chết Minh La, cũng là sợ Chiến Thần Điện đối xử bất lợi với người nhà hắn, nhưng những ngày qua trải qua tu luyện sinh tử, Chiến Hoàng Thiên đã nghĩ thông rất nhiều. Nhà của mình chỉ là gia đình nhỏ mà thôi, toàn bộ chiến hồn đại lục mới là gia đình lớn không còn nữa, gia đình nhỏ làm sao có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như mỗi người đều vì ích kỷ tư lợi như hắn, cuối cùng phải dựa vào ai để cứu vớt chiến hồn đại lục. Bây giờ hắn đã nghĩ thông rồi, bất luận như thế nào, hắn đều muốn ra sức đánh cược một lần, thế giới này, không phải chỉ một mình hắn đang chiến đấu. Sở dĩ đây cũng là nguyên nhân khiến cho Chiến Hoàng Thiên dám khiêu chiến Chiến Thiên Hạ. Ha ha, đại ca trở về rồi. Đột nhiên, một tràng cười ngông cuồng vang lên, chỉ thấy hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía sau Chiến Hoàng Thiên, hai người không phải ai khác, chính là Dạ Cô U và Phong Thiên Khê. Ở phía sau hai người, từng thân ảnh lại lần lượt xuất hiện, đám người Dạ Cô ảnh đều ở trong đó, hơn nữa còn có tu sĩ khác lần lượt xuất hiện. Nhị đệ, tam muội, đại ca sai rồi, xin lỗi các ngươi. Chiến Hoàng Thiên hít sâu, khom lưng nói với Dạ Cô U. Đại ca, chuyện đã qua hãy để cho qua đi, hôm nay, chúng ta rốt cục lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Dạ Cô U thoải mái cười một tiếng. Trải qua chuyện lần trước, Dạ Cô U cuối cùng cũng biết, mình hoàn toàn không có gì không bỏ xuống được, tình cảm đối với Phong Thiên Khê cũng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi, đối đãi với nàng như muội muội cũng rất tốt. Còn có ta, Phong Thiên Khê cũng gật đầu, không còn cố tình gây sự như trước, xem ra trải qua một năm này, cô cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tốt, tốt, các ngươi từng người, đều phải chết. Chiến Thiên Hạ nhe răng trợn mắt nhìn ba người Chiến Hoàng Thiên, hoàn toàn tức giận rồi. Ta không sợ ngươi uy hiếp, bởi vì ta vốn là cô nhi. Dạ Cô U cười to sảng khoái nói. Sau đó lại truyền âm cho Dạ Cô Ảnh sau lưng nói, tiểu đệ, mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Dạ Cô Ảnh hít sâu, cuối cùng vẫn gật đầu, hắn biết, những người bọn hắn ở lại đây, ngược lại sẽ gây cản trở. Chiến Thiên Hạ, rất lâu từ trước ta đã muốn thử ngươi một chút, ta ngược lại muốn xem tên chó săn của Chiến Luân Hồi nhà ngươi là cái thứ gì. Trường kiếm trong tay Chiến Hoàng Thiên chỉ vào Chiến Thiên Hạ nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin và bá đạo. Phù đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, mọi người đều biết Chiến Thiên Hạ là chiến thần đỉnh phong, người mới đột phá chiến thần cảnh chưa bao lâu, liền dám khiêu chiến chiến thần đỉnh phong rồi. Là mù quáng vô tri, hay là bá đạo vô song? Đây mới ra dáng là Chiến Hoàng Thiên. Trên không trung, Diệp Khuynh Thành híp hai mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, sau đó rất nhanh tập trung tinh thần, đối mặt hai đại cửu biến chiến thần và hai con bát biến yêu huyết long báo. Hắn cũng không dám phân tâm đến việc khác. Các vị, người này giao cho lão phu, các vị thấy thế nào? Thần sắc Chiến Thiên Hạ lạnh lùng tới cực điểm, nhìn về phía huyết đồ thập bát kỵ nói. Người cầm đầu huyết đồ thập bát kỵ kia nhẹ gật đầu, sau đó phía sau hắn lại bay ra một kỵ, hiển nhiên là chuẩn bị ngăn chặn cửa vào truyền tống thông đạo lần nữa. Ầm ầm, cũng chính vào lúc này, một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo từ bên trong truyền tống thông đạo truyền đến. Giống như vô số luồng khí chồng chất lên nhau, tựa như vạn mã phi lên, uy thế chấn thiên. Chuyện gì xảy ra, đám người nhíu mày, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng đến lối ra của truyền tống thông đạo. Nghe được âm thanh vạn mã xông lên bên trong truyền tống thông đạo, đám người vô cùng căng thẳng, cho dù tu sĩ mặc huyết bào kia chuẩn bị động thủ cũng dừng lại, hắn ngửi được có một luồng khí tức hết sức nguy hiểm. Tu sĩ chung quanh nhao nhác thừa cơ lui lại.
thấy được thực lực của huyết đồ thập bát kỵ, một khắc bọn hắn cũng không muốn ở lại nơi này. Gừ gừ bỗng nhiên, từng đợt tiếng gầm gừ hưng phấn từ trong thông đạo truyền đến, tất cả đám người đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm trong thông đạo. Nhưng mà, trước tiên đập vào tầm mắt đám người lại là mấy đạo nhân ảnh, mấy người cầm đầu chính là bọn người Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Long Thần cùng Trọc Thiên Hồng. Đồng đảng của Tiêu Phàm, giết bọn hắn, Chiến Thiên Hạ gầm thét một tiếng, gần như không có chút do dự gì. Hắn triệu tập nhiều người như vậy tới đây, vốn là để đối phó với Tiêu Phàm, nay không gặp Tiêu Phàm, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ có liên quan đến Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Hạ đồng thời xông lên đánh giết Chiến Hoàng Thiên, Chiến Hoàng Thiên đã thoát ly khỏi sự khống chế của Chiến Luân Hồi, vậy cũng không cần giữ lại hắn. Dù sao, thiên phú của Chiến Hoàng Thiên có lẽ cũng là ngàn năm khó gặp, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, cho dù không dung chuyển được chiến thần cảnh, nhưng cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn hắn. Hừ, Chiến Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ là người dòng chiến tộc bình thường, nhưng ngạo khí của hắn có lẽ cũng không yếu hơn so với bất kỳ con em dòng chính nào. Năm đó Chiến Luân Hồi để lại một đạo tàn niệm trong đầu hắn, Chiến Hoàng Thiên liền bắt đầu ngụy trang mình, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới nghĩ đến ở bên trong chúng thần mộ địa xóa đi tàn niệm của Chiến Luân Hồi. Mà hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều để đột phá chiến thần cảnh, những năm này phải kiềm chế, bây giờ cuối cùng có thể xuất ra, Chiến Hoàng Thiên lập tức cảm thấy một vùng sáng tỏ trước mắt, đây cũng là nguyên nhân khiến tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh. Dầm một tiếng, Chiến Hoàng Thiên đón lấy không hề sợ hãi, cùng Chiến Thiên Hạ giao phong một chỗ. Giết, kẻ mặc huyết bào kia quát lạnh một tiếng, rồi lại giết thẳng về phía đám người Lăng Phong. Mấy người Lăng Phong nhíu mày, nhìn về phía kẻ mặc huyết bào cùng yêu huyết long báo kia, bên trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Khinh thường, chính vì bọn Lăng Phong lo lắng là vẻ chấn động trong mắt tu sĩ khác, rất nhiều người còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, không ít tu sĩ Chiến Thần Điện càng cười lạnh lên. Bọn hắn có lẽ đã nhìn thấy sự kinh khủng của huyết đồ thập bát kỵ. Mỗi một kẻ đều là trời sinh giết người, chuyên vì giết chóc mà sinh ra. Mặc dù Diệp Khuynh Thành giết chết một tên rồi, nhưng nhất định đã bỏ ra cái giá rất lớn, trong thiên hạ lại có được mấy người như Diệp Khuynh Thành đâu. Ai ở trên kia, Quan Tiểu Thất nhìn mấy người Lăng Phong nói. Hay là ta tới đi, Trọc Thiên Hồng khẽ cười, trên mặt hiện ra nụ cười tươi. Đồ chán sống, lúc này còn cười được, tu sĩ Chiến Thần Điện không ngừng cười lạnh lùng. Huyết đồ thập bát kỵ uy danh hiển hách, một khi giết tới, đã kinh sợ mấy ngàn năm ở thần kiếp địa. Cũng chính thời khắc tu sĩ mặc huyết bào và yêu huyết long báo tới gần bọn Lăng Phong, Trọc Thiên Hồng cuối cùng cũng cử động, phía sau hắn đột nhiên tỏa ra 8 cái xúc tu, đan xen thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ lấy tu sĩ mặc huyết bào cùng yêu huyết long báo kia. Trọc Mệnh Thiên Vĩ, nơi xa. Tu sĩ mặc huyết bào cầm đầu huyết đồ thập bát kỵ liếc mắt một cái liền nhận ra bản thể của Trọc Thiên Hồng, trong con ngươi màu đỏ hiện lên một vẻ kiêng dè. Bỗng nhiên, hai người khác bên cạnh hắn không chút do dự cưỡi trên yêu huyết long báo phóng lên tận trời, thật sự nếu không xuất thủ, bị Trọc Thiên Hồng vây lại người kia coi như phiền toái. Thực lực của bọn hắn định sẵn mạnh mẽ, công kích cũng cực kỳ ghê gớm, nhưng ở trước mặt Trọc Thiên Hồng, căn bản bọn hắn không chiếm được chỗ tốt nào. Mấu chốt nhất là, thời khắc này Trọc Thiên Hồng phát tán khí tức, vậy mà đã là bát biến chiến thần, vẻn vẹn chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới mà thôi, gần như Trọc Thiên Hồng có thể nghiền ép bọn hắn. Đương nhiên, Trọc Thiên Hồng đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã nhận được lợi ích to lớn, bằng không mà nói, thời gian hơn nửa năm nay, hắn cũng không có khả năng đột phá hai tiểu cảnh giới được. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Trọc Thiên Hồng chỉ là khôi phục thực lực, tự nhiên sẽ tiến nhanh hơn rất nhiều. Nửa năm hai tiểu cảnh giới cũng chẳng là gì. Tới hay lắm, đại gia còn sợ các ngươi không đến. Trọc Thiên Hồng quấn lấy tu sĩ mặc huyết bào chạy lên không trung, hai tu sĩ mặc huyết bào khác cũng đuổi theo, để chiến trường nơi này cho mấy người Lăng Phong. Cùng với một tiếng gầm thét của Chiến Thiên Hạ, hai người Chiến Thiên Nhất và Chiến Thiên Nhị đạp không bay lên, lách mình xuất hiện trước thân mấy người Lăng Phong. Chính là các ngươi giết đám người Lão Tam. Lão giả Chiến Thiên Nhị mặc áo bào đen, thần sắc lạnh lùng nhìn bọn người Lăng Phong, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Trước đó chiến đấu không xuất ra khí tức thần lực, Chiến Thiên Nhất và Chiến Thiên Nhị tự nhiên nhìn không ra tu vi của bọn người Lăng Phong. Theo bọn hắn nghĩ,
mấy người Lăng Phong có mạnh cũng có thể mạnh tới đâu được, thời gian một năm mà thôi, có thể đột phá ba tiểu cảnh giới đã không tệ rồi, nhưng cho dù lục biến chiến thần, bọn hắn cũng không thèm để ở trong lòng. Lão Tam là ai? Quan Tiểu Thất cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu như là chiến thần điện, vậy chúng ta đã giết không ít, đếm không hết. Khiêu khích, đơn giản là khiêu khích trắng trợn. Lời nói của Quan Tiểu Thất, khiến Chiến Thiên Nhị có vẻ kích động hộc máu, đặc biệt là cái dáng vẻ rất bình tĩnh mà chăm chú kia, hoàn toàn giống như là đang khoe khoang. Hoặc có thể hiểu là ta giết rồi, nhưng ngươi lại không làm gì được ta. Chiến Thiên Nhị chút nữa không kìm được mà phun ra một ngụm máu, Quan Tiểu Thất chọc tức người ta, đúng là không cần mạng. Đồ khốn kiếp, lão phu muốn nghiền xương ngươi thành tro. Chiến Thiên Nhị gào thét một tiếng, phóng tới Quan Tiểu Thất, tính tình hắn vốn rất nóng, làm sao có thể chịu được khẩu khí này. Hừ, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng chuẩn bị tiến lên, hôm nay hắn đối mặt với cửu biến chiến thần, cũng không có quá nhiều e ngại. Lão đại, giao cho ta đi, thần sắc Quan Tiểu Thất lạnh nhạt, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng bay về phía không trung. Chiến lão nhị hận không thể lột ra Quan Tiểu Thất, sao có thể để hắn yên ổn rời đi. Hiện tại đối thủ của các ngươi chỉ còn lại lão phu, xem ra mệnh của ngươi thật không tốt. Lão giả Chiến Thiên Nhất mặc bào xám từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt, giơ tay dùng một chưởng đánh về phía Lăng Phong và Long Thần. Hư không rung động, tựa như chịu không nổi một chưởng lực của hắn, Lăng Phong và Long Thần hơi kinh ngạc, không ngờ lão giả mặc áo xám trước mắt lại là chiến thần đỉnh phong. Thời gian hơn nửa năm đó, bọn hắn gặp phải thần thú cửu biến chiến thần không ít, nhưng chưa hề có ai khí thế mạnh hơn Chiến Thiên Nhất, bằng điểm này hai người liền đoán được thực lực của Chiến Thiên Nhất. Ta tới đây, rất lâu rồi không động thủ. Long Thần tiến lên một bước, trên mặt hắn kèm theo nụ cười với Chiến Thiên Nhất. Thời khắc lúc nhìn thấy trường cương sắp trúng người bọn hắn, trong tay Long Thần chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, khoảnh khắc trường kiếm rung động. Một luồng giải lụa màu đen xé rách khung trời, cương trưởng kia ở trước mặt hắn lộ ra yếu ớt như không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn ra. Lại không có chuyện của ta, vẻ mặt Lăng Phong tỏ ra khó chịu, thở dài một hơi. Cách đó không xa, Chiến Thiên Nhất có chút ngưng thần, hắn nghe thấy trong tai lời của Lăng Phong là chói tai cỡ nào, chẳng lẽ lão tử đường đường là chiến thần viên mãn, còn không được các ngươi để ở trong mắt, đều muốn đến khiêu chiến. Thật sự đúng là Lăng Phong nghĩ như vậy, hắn còn chưa từng được thử thực lực của chiến thần cảnh đỉnh phong, hôm nay vừa đúng lúc thử một lần. Giết bọn hắn, Chiến Thiên Nhất cũng tức giận rồi, ánh mắt quét về phía bọn Lăng Phong và Tiêu Linh Nhi, tu sĩ của chiến thần điện lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Gào vừa dứt lời, lần lượt từng thân ảnh từ bên trong truyền thống thông đạo xông ra, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như thấy mặt trời mà cảm thấy hưng phấn. Chỉ thấy phía trên hư không xuất hiện chừng 100 tử tinh lôi thú cao lớn uy mãnh, nhìn qua giống như cuồng sư, bá đạo vô địch, mỗi một con tử tinh lôi thú so với lúc Tiêu Phàm nhìn thấy bọn chúng, đều đã vượt trội về chất. Đương nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu giúp bọn chúng hóa giải nguyền rủa, bọn chúng thu được không ít cơ duyên, thực lực cũng tăng trưởng không ít. Đối thủ của các ngươi là chúng ta, xem ra, mạng của các ngươi, thật không tốt. Lăng Phong cười nhìn tu sĩ chiến thần điện, trả lại lời nói của Chiến Thiên Nhất về nguyên vẹn. Khóe miệng Chiến Thiên Nhất co rút lại, cảm nhận được khí tức trên thân hơn 100 con tử tinh lôi thú kia, hắn cũng không khỏi rùng mình, trong đó có 2 con tử tinh lôi thú mang lại cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, có lẽ ta sẽ giết ngươi. Giọng nói của Long Thần hững hờ vang lên, hắn hóa thành một luồng ánh sáng, chủ động tấn công Chiến Thiên Nhất. Sắc mặt Chiến Thiên Nhất âm trầm. Hắn nhận ra, sự tình phát triển vượt quá dự liệu của bọn hắn. Vốn dĩ bọn hắn là vì giết Tiêu Phàm mà đến, tuy nhiên bây giờ, chính chủ còn chưa xuất hiện, nhưng bọn hắn lại chưa chắc có thể chịu nổi những người này. Người của chiến thần điện mặc dù cũng không quá kém, nhưng cũng không phải tinh anh chân chính, chưa chắc là đối thủ của những người bọn Lăng Phong và đám hồn thú này. Không để hắn nghĩ nhiều, đòn công kích của Long Thần đã đến, hắn âm thầm cắn răng. Hiện tại chỉ có thể giết Long Thần trước việc khác lại nghĩ sau. Trong lòng của hắn chỉ hy vọng, huyết đồ thập bát kỵ có thể biểu hiện hơn hắn nghĩ, dù sao đây chính là một đội ngũ tàn sát tiếng tăm lừng lẫy. Giết, chỗ cửa vào truyền tống thông đạo, Lăng Phong hạ lệnh một tiếng, dẫn đầu phóng tới trước mặt tu sĩ chiến thần điện,
đối với chiến thần điện, Lăng Phong cũng cảm thấy không có bất kỳ cảm giác tốt đẹp gì. Thất biến chiến thần, con người của đám người hơi thu lại, bọn hắn quen biết Lăng Phong, một năm trước chuyện của Cổ Nghiệm Hải bọn hắn đều biết rất rõ ràng. Tuy nhiên, thời điểm đó tu vi của Lăng Phong có vẻ như mới chỉ là tam biến chiến thần điện, thời gian một năm liền đột phá đến thất biến chiến thần, nếu như lại để cho hắn có thêm thời gian, chẳng phải là. Đám người không dám nghĩ tiếp, bọn hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của chiến luân hồi, rất nhiều người bị chiến luân hồi khống chế biến thành cái xác không hồn chính là ví dụ tốt nhất. Giết! Tu sĩ chiến thần điện gầm thét, sát cơ lan tỏa, trong nháy mắt nhào về phía bọn Lăng Phong. Gào gào bầy tử tinh lôi thú cũng gầm thét lên sôi sục, bọn chúng nhận được mệnh lệnh của Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lôi Hoàng, bảo vệ bọn Lăng Phong, bây giờ đối mặt nhiều kẻ địch như vậy, bọn hắn cũng không dám bất cẩn. Lúc nhất thời, đại chiến đã hoàn toàn bùng phát, bởi vì có bọn Diệp Khuynh Thành, Chiến Hoàng Thiên cùng Lăng Phong ngăn cản, tu sĩ cổ tộc cuối cùng đã có cơ hội thở dốc. Có một vài người trốn không thấy bóng dáng nữa, cũng có người ở nơi xa, lẳng lặng chờ đợi kết quả trận đấu. Về phần những tu sĩ vừa mới từ bên trong truyền tống thông đạo đi ra kia của chiến thập điện, lại chẳng thể làm gì. Bình thường bọn hắn đều chỉ là nhị biến chiến thần, hoặc là tam biến chiến thần, nào dám gia nhập trận đấu của những tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ này. Trong hư không, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, khắp nơi đều là chiến trường, bụi bặm tràn ngập, sát khí ngút trời, chấn động khiến truyền tống thông đạo có chút bất ổn. Ba cường giả cổ tộc, Diệp Khuynh Thành, Trọc Thiên Hồng ngăn cản thập lục kỵ rồi, lại thêm một người mà Diệp Khuynh Thành vừa giết, bây giờ chỉ còn lại kẻ mặc huyết bào cầm đầu huyết đồ thập bát kỵ. Một phía khác, Chiến Hoàng Thiên ngăn chặn chiến luân hồi, Quan Tiểu Thất cùng Long Thần ngăn chặn chiến thiên nhị và chiến thiên nhất, Lăng Phong dẫn bảy tử tinh lôi thú chém giết người của chiến thần điện. Bốn phía loạn thành một đoàn, năng lượng biến động cuồng bạo, chấn động đến rất nhiều tu sĩ cấp thấp không ngừng ho ra máu. Bọn hắn cũng không dám dừng lại ở chỗ này, nhao nhao bỏ chạy ra bốn phía. Lúc này, con người màu đỏ của người mặc huyết bào kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào bên trong truyền tống thông đạo, ngồi trên lưng yêu huyết long báo đi đến phía truyền tống thông đạo, sát khí lạnh lẽo quét sạch vùng thiên địa, hư không tràn ngập một tầng sương mù màu máu. Tiêu Linh Nhi cách đó không xa đang canh giữ ở truyền tống thông đạo đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía người mặc huyết bào. Sở Nguyệt ở sau lưng nàng vội vàng ngăn ở trước người nàng. Linh Nhi, người đi mau. Thần sắc Sở Nguyệt tái nhợt một vùng. Ca của ta không xuất hiện, không thể để cho bọn hắn phá hư truyền tống thông đạo. Còn người Tiêu Linh Nhi kiên định vô cùng, những người mở ra truyền tống thông đạo kia đã thu hồi sức mạnh, truyền tống thông đạo tuyệt đối không chịu được bao lâu. Hiện tại, nàng chỉ có thể mang theo mấy người Sở ra bên cạnh khống chế lối dẫn thông đạo, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Chết, kẻ mặc huyết bào lạnh lùng phun ra một chữ, bốn phía sương mù màu máu lập tức quay cuồng, hóa thành vô số đao khí màu máu sắc bén cắt vào hư không. Sở Nguyệt đứng mũi chịu sào, bị mấy đạo huyết sắc đao kiếm cắt lên thân thể, thấm đẫm máu tươi. Người mặc huyết bào dường như cố ý không muốn bọn hắn chết, mà nghĩ cách tra tấn bọn hắn, hoàn toàn không giết chết, nhưng tiếp tục như vậy, cũng sẽ chảy hết máu mà chết. Hỏa ngục, đúng lúc này. Một tiếng nổ mạnh vang lên, ở trước người bọn Sở Nguyệt, lại xuất hiện một thân ảnh, kia là một con hỏa phượng lớn mấy chục trượng, hỏa diễm của xích huyết sắc làm cho chân trời đều nhuộm thành màu máu. Lăng Phong ca, Tiêu Linh Nhi nhìn thấy hỏa phượng, lập tức thở ra một hơi, nàng không ngờ Lăng Phong đi mà còn quay lại. Lão chết tiệt, chết đi. Lăng Phong gầm thét một tiếng, lửa trong phượng hoàng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Bao phủ lấy bốn phía vô số sương mù màu máu. Lửa vô tận trong phượng hoàng lấp kín sức mạnh của hỏa diễm, kín không kẽ hở, mạnh mẽ trở về áp chế lưỡi đao huyết sắc kia, người mặc huyết bào cùng yêu huyết long báo bị biển lửa vây ở bên trong lúc nhất thời dường như không thể động đậy. Tà phượng trừ hải, Lăng Phong biết, đối phương có lẽ là chiến thần cảnh đỉnh phong, bằng vào hỏa ngục chỉ có thể nhất thời vây khốn hắn mà thôi, muốn giết chết hắn, là không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể thừa dịp vây khốn công pháp của hắn làm trọng thương hắn. Cùng lúc giọng nói Lăng Phong vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn đột nhiên biến hóa, càng phát ra sáng hừng hực, đáng sợ là nhiệt độ ngay cả hư không cũng không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn ra. Gào người mặc huyết bào nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt,
vô số đao khí màu máu giống như vòi rồng cắt vào hư không. Phù một tiếng, biển lửa kín không kẽ hở kia lại bị đao khí hỏa diễm của nó cắt ra, mấy đạo huyết kiếm xuyên thủng thân thể Lăng Phong. Nhưng thời khắc Lăng Phong hóa thân thành huyết ngục thiên phượng, các đòn công kích vật lý cũng không uy hiếp được hắn, hắn tiếp tục theo vào, không muốn cho người mặc huyết bào có cơ hội thở dốc. Nhưng mà người mặc huyết bào lại đằng đằng sát khí, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc loan đao, lộ ra vẻ sắc bén vô tận, còn người màu đỏ lại khóa chặt Tiêu Linh Nhi ở nơi xa. Mặc dù bọn hắn đến là vì tiêu diệt Tiêu Phàm, nhưng sự việc lại biến đổi, những người này đủ khiến cho bọn hắn giết nửa ngày, bọn hắn cũng không muốn lại xảy ra thêm cái gì bất thường. Đối thủ của ngươi là ta, Lăng Phong phẫn nộ, hai cánh dương ra, giống như hai thanh thiên đao hoành không chém xuống, hắn muốn bảo vệ Tiêu Linh Nhi, nhất định không để cho người mặc huyết bào ở bên cạnh hắn tiến lên. Cái gì? Đột nhiên, Lăng Phong sợ hãi kêu lên, hắn chỉ thấy một đạo huyết sắc huyễn ảnh từ bên trong đôi mắt hắn hiện lên, trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh, lúc xuất hiện lại lần nữa, đã là ở cách không xa bọn Tiêu Linh Nhi. Người mặc huyết bào đưa tay vung lên, từng đạo đao sắc bén gào thét ra, trong đám người Tiêu Linh Nhi, người mạnh nhất chính là Tiêu Linh Nhi, cũng là ngũ biến chiến thần mà thôi, đâu phải là đối thủ của người mặc huyết bào. Nếu như bọn Tiêu Linh Nhi chết rồi, lối dẫn thông đạo sẽ đóng lại, bọn Tiêu Phàm xem như muốn xuất hiện cũng không thể. Keng keng, cũng chính lúc này, từng hồi tiếng va chạm kim loại kịch liệt vang lên trong hư không, ở trước người Tiêu Linh Nhi, lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Phong Lang, Ảnh Phong, Lăng Phong có chút kích động kêu lớn, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng được buông xuống. Nếu như có cái gì không hay xảy ra với Tiêu Linh Nhi, hắn có lẽ không có cách nào ăn nói với Tiêu Phàm, cho tới bây giờ. Hắn mới hiểu được cảm giác Tiêu Phàm lúc trước không bảo vệ tốt muội muội Lăng Thi Thi của hắn. Lại nhiều thêm mấy con bò sát, thú vị. Giọng nói khàn khàn của người mặc huyết bào vô cùng lạnh lẽo, người nghe không khỏi dùng mình một cái. Người mặc huyết bào nói chưa dứt lời, đột nhiên quỷ dị tránh qua một bên, bọn Lăng Phong còn chuẩn bị phòng ngự bất cứ lúc nào. Nhưng mà, điều khiến bọn hắn kinh hãi là, trong hư không đột nhiên bay ra một thanh huyết kiếm. Xuyên thủng bả vai người mặc huyết bào, máu tươi bắn ra, cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh hiện ra, cực tốc lướt tới phương xa. Ám sát thật tinh diệu, đáng tiếc, Lăng Phong sợ hãi âm thầm thán phục, hắn không thấy rõ bóng đen kia xuất hiện lúc nào, vậy mà thần không biết quỷ không hay đã ẩn núp bên người mặc huyết bào. Nếu như không phải trong nháy mắt động thủ bạo phát ra sát ý, bị người mặc huyết bào phát hiện, vừa rồi một kiếm đủ để lấy tính mạng hắn. Đạo hắc ảnh kia đến nhanh, đi cũng nhanh, như chưa từng xuất hiện. Người mặc huyết bào lại rơi trên lưng yêu huyết long báo, con người màu đỏ quét qua mặt đất, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt phía dưới mặt nạ kia, nhưng ai cũng biết, sắc mặt của hắn nhất định chẳng dễ nhìn gì. Sát vương không hổ là sát vương, Ảnh Phong không khỏi cảm thán nói. Người khác không biết đạo hắc ảnh kia vừa rồi là ai, nhưng Ảnh Phong và Phong Lang có lẽ đều biết, kia là Lãnh Tiếu Đao. Đã từng là một trong tứ đại sát vương. Có thể thần không biết quỷ không hay đến ẩn núp bên cạnh cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, ở trong Tu La Điện Bát Đại Diêm La, cũng chỉ có Lãnh Thiếu Đao mới có thể làm được. Bọn Ảnh Phong cùng Phong Lang mặc dù đột phá đến lục biến chiến thần, nhưng ở phương diện ám sát, cũng không phải là đối thủ của Lãnh Thiếu Đao, những người khác đều cam bái hạ phong, dù là huyết vô tuyệt đều tự thấy không bằng. Người mặc huyết bào hình như rất kiêng kỵ Lãnh Thiếu Đao. Không dám tiếp tục tùy tiện xuất thủ, Lăng Phong thừa cơ xuất hiện ở trước người mặc huyết bào, không cho hắn cơ hội đánh lén. Trong nhất thời, hai phe lâm vào thế giằng co, nhưng bọn Ảnh Phong biết, sở dĩ người mặc huyết bào không dám động thủ, tất cả đều là công lao của Lãnh Tiếu Đao. Thuật ám sát tuyệt diệu kia, hoàn toàn làm kinh hãi người mặc huyết bào. Thời gian chậm rãi trôi đi, tất cả mọi người đều chờ đợi, chờ người hiểu biết chiến đấu trên không trung. Diệp Khuynh Thành độc chiến hai người mặc huyết bào, tạm thời vẫn ở thế thấp hơn, trong một thời gian ngắn không phải là không có khả năng thay đổi cục diện, dù sao hắn chỉ là nhất thất biến chiến thần mà thôi. Chiến Hoàng Thiên lấy chiến thần cảnh hậu kỳ chống lại chiến thiên hạ đã đạt chiến thần cảnh đỉnh phong, ngược lại chiến rất hay, đôi bên rằng co không xong, mọi người lúc này mới phát hiện, Chiến Hoàng Thiên đã bất ngờ đột phá đến bậc bát biến chiến thần. Những người khác kinh ngạc. Nhưng người hiểu rõ Chiến Hoàng Thiên lại xem là bình thường, Chiến Hoàng Thiên có lẽ là người được trời phù hộ,
kiểu người đi ra ngoài ngã một cái đều có thể đụng phải cơ duyên lớn. Đừng nói là bát biến chiến thần, ngay cả đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Thậm chí, người mệnh cách không cứng rắn bằng chiến hoàng thiên, đối địch với hắn, đoán rằng sẽ xui xẻo nửa đời, cũng chính chiến thiên hạ đã đạt chiến thần cảnh viên mãn mới dám đụng vào hắn. Bên cạnh đó, một mình Chọc Thiên Hồng cuốn lấy ba kẻ tu sĩ huyết bào, hắn khôi phục được bát biến chiến thần, đối mặt mấy kẻ chiến cửu biến chiến thần, căn bản không có quá nhiều áp lực. Nhưng những người mặc huyết bào này cũng tạo ra bối rối rất lớn cho hắn, bọn họ trong tay cầm loan đao sắc bén dị thường, Chọc Thiên Hồng máu me khắp người, xúc tu cũng không biết đứt mất mấy lần. Nếu như là người khác, đoán chừng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, nhưng xúc tu của Chọc Thiên Hồng có thể tái sinh vô hạn, năng lực tái sinh của hắn quá mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, ba người mặc huyết bào và ba con yêu huyết long báo kia sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Hai người Quan Tiểu Thất và Long Thần cùng Chiến Thiên Nhị và Chiến Thiên Nhất chiến đấu, tính kịch liệt không cao, nhưng hai người lại bình an vô sự, chỉ ít kéo dài thời gian là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần chiến đấu của Tử Tinh Lôi Thú và Chiến Thần Điện, cơ bản không có quá nhiều lo lắng, chưa kể bầy Tử Tinh Lôi Thú số lượng nhiều, tổng thể mà nói thực lực cũng rất mạnh, Chiến Thần Điện suy tàn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chiến trường kịch liệt nhất phải kể tới cuộc đấu của cường giả cổ tộc và 11 người mặc huyết bào kia, có điều 11 cường giả cổ tộc kia, chỉ mờ nhạt có chút lực không còn tâm. Khí thế của người mặc huyết bào lại đang không ngừng tăng lên, đã bắt đầu áp chế cường giả cổ tộc, thực lực của cường giả cổ tộc có lẽ không kém hơn bọn hắn, nhưng qua nhiều năm chưa từng chiến đấu như vậy, đâu còn là đối thủ của những người từ trong núi thây biển xác bò ra. Trái lại bọn Diệp Khuynh Thành, Chiến Hoàng Thiên cùng Chọc Thiên Hồng, thời gian mấy năm này, bọn hắn đều từ trong giết chóc và chiến đấu trưởng thành, cho dù vừa mới gia nhập chiến thần cảnh hậu kỳ, cũng có thể giữ vững áp chế đối thủ một bậc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phía tu sĩ chiến thần điện đã bắt đầu trốn chạy, Tử Tinh Lôi Thú giết người bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Gần như đồng thời, người mặc huyết bào đột nhiên giết được một người cường giả cổ tộc, lúc này cũng bắt đầu trở thành chiến bại của họ, giống như một dạng cân bằng nào đó bị đánh vỡ. Trong nháy mắt cứ xuất hiện thêm một người mặc huyết bào cưỡi yêu huyết long báo gia nhập chiến đoàn của người khác, vẻn vẹn mấy giây về sau, lại có hai người tử vong. Đi, một cường giả cổ tộc hét lớn, thân hình lóe lên, kéo theo tộc nhân của hắn lao đi về phía chân trời, nếu tiếp tục đấu nữa, nhất định bọn hắn đều phải ở lại. Mà không phải chỉ đám bọn hắn bị lưu lại, tộc nhân của bọn hắn cũng đều phải chết ở chỗ này. Có người thứ nhất, tất nhiên sẽ có người thứ hai. Cường giả Mộ Dung gia, Lăng gia, Độc Cô gia, Hoàng Phủ gia, Diệp gia, Tô gia nhao nhao tự mang theo người của mình rời đi. Chỉ có cường giả Sở gia kia vẫn tiếp tục ở lại, vết thương của hắn chằng chịt, cũng không thể kiên trì được bao lâu. Linh Nhi, đi theo ta. Cường giả Sở gia lộ ra vẻ lo lắng. Tiền bối, ngài đi trước đi, ta phải chờ ca của ta. Ánh mắt của Tiêu Linh Nhi kiên định lạ thường. Sở Nguyệt. Các ngươi cùng tiền bối đi trước, ta cũng không đi, Sở Nguyệt lắc đầu, nếu như Tiêu Linh Nhi xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, sau này hắn còn có mặt mũi nào ở Sở gia. Nghe ta, Tiêu Linh Nhi trầm giọng nói, thực lực của huyết đồ thập bát kỵ cô cũng rất rõ, bọn Sở Nguyệt ở lại, sẽ chỉ càng phiền phức. Cường giả Sở gia càng tỏ ra lo lắng, giờ phút này nếu ngươi không đi, lát nữa bọn họ đi không được nữa. Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đi. Người cầm đầu mặc huyết bào bên trong giọng khàn khàn tỏa ra sát khí vô tận, lúc này, 11 người mặc huyết bào cưỡi trên yêu huyết long báo xuất hiện ở trước mặt hắn, sát khí ngút trời. Một kẻ cũng không buông tha, huyết đồ nơi đây. Người mặc huyết bào đưa tay vung lên, thập nhất kỵ kia lập tức phóng lên tận trời, vừa rồi có một mình hắn, còn phải chịu sự âm thầm khống chế của Lãnh Thiếu Đao, nhưng hiện tại, bọn hắn tổng cộng có hơn 10 người, cũng không còn sợ hãi. 10 kẻ cửu biến chiến thần đồng thời đạp trên thần giai hậu kỳ yêu huyết long báo lên đánh giết, thiên địa đều đang run rẩy, bọn Lăng Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thương khung sắp sụp đổ xuống, truyền tống thông đạo phía sau cũng bắt đầu vỡ nát. Sắc mặt mấy người Lăng Phong âm trầm tới cực điểm, đối mặt một cửu biến chiến thần, hắn chắc không sợ hãi, nhưng bây giờ là thập nhị kỵ, hắn làm sao có thể là đối thủ. Bọn người Phong Lang, Ảnh Phong chỉ là lục biến chiến thần. Có lẽ trước mặt có thể cuốn lấy một người một thú, nhưng còn thập kỵ nữa.
phải biết rằng, bọn hắn còn phải giữ truyền tống thông đạo, bằng không mà nói, bọn Tiêu Phàm và Nam Cung Tiêu Tiêu muốn ra cũng không ra được nữa. Ngược lại ở xa xa phía trên trăm con tử tinh lôi thú có thể cứu bọn họ, nhưng cách xa nhau quá, muốn cứu bọn họ cũng không kịp. Đối mặt với mười mấy kẻ sát khí cuồng bạo kia, thân thể của Lăng Phong cũng hơi run rẩy một chút, nói không sợ là không thể nào, hiện tại hắn có chút bối rối. Uỳnh, cũng ngay lúc này, truyền tống thông đạo cuối cùng đã không chịu nổi áp lực kia, trực tiếp nổ vỡ ra, tất cả bọn Tiêu Linh Nhi và mấy người trông coi truyền tống thông đạo đều bị đánh bay. Giết, một tiếng hét lớn vang lên, 12 người mặc huyết bào đồng thời xuất thủ, sát khí đáng sợ biến thành kiếm khí bao phủ thiên địa, bốn phía hoàn toàn cuồng bạo. Nhìn thấy bầu trời ngập tràn sát phạt kiếm khí gầm rít ào tới, ánh mắt bọn người Lăng Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng, hung uy như vậy, người ở chỗ này ai có thể chống đỡ được. Không ít người của Sở gia cảm thấy hối hận không thôi, nếu sớm biết thì đã cùng lão tổ rời đi rồi. Ban nãy bọn họ quan sát trận đấu của mấy người từ đằng xa, xem ra không cảm thấy sự kinh khủng của 18 kỵ huyết đồ này, bây giờ tự mình trải nghiệm mới thấy dần giật sởn ra đầu. Những người này, tuyệt đối là từ trong núi thây biển xác bò ra, sát phạt chi khí trên người cũng đủ để nghiền ép áo nghĩa, trong đám người họ, chỉ có Lăng Phong dám cùng chúng ứng chiến, nhưng cực hạn cũng chỉ đối phó được hai người mà thôi. 12 người hợp lực. Uy lực không đơn giản là sự cộng hưởng bình thường của 12 người. Mắt thấy sát phạt kiếm khí mãnh liệt đầy trời, sắp trùm lên bọn họ. Lúc này, đột nhiên điều dị thường xảy ra. Phút một tiếng, một đạo lưu quang từ trong hư vô gào thét mà tới, đám người khó mà tin nổi, chỉ thấy một đường sáng lóe lên. Sau đó, phát sinh một chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc, hư không đột nhiên tràn ngập kiếm khí màu xám, nó hình thành một đạo kết giới. Bảo vệ tất cả đám người Lăng vào trong đó. Keng keng, những âm thanh sắc bén và tạp loạn vang lên từng hồi, khi vô số sát phạt kiếm khí kia chém tới kết giới kiếm khí màu xám, bỗng nhiên lại bị đẩy ngược trở lại một cách dị thường. Vẻn vẹn trong thoáng chốc, sát phạt kiếm khí đầy trời kia tất cả đều bị đẩy ngược, thấy cảnh tượng này, mọi người đều trợn tròn mắt. Đây chính là công kích tổng lực của 12 cường giả cửu biến chiến thần trở lên. Cho dù chiến thần cảnh viên mãn chưa hẳn ngăn cản được. Trong đám người Lăng Phong, chỉ có Lăng Phong là tu vi cao nhất thất biến chiến thần mà thôi, làm thế nào có khả năng ngăn cản được. Đám người nhìn chằm chằm vào trong kết giới bằng kiếm khí kia, muốn xem cho rõ ràng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 12 người mặc huyết bào cũng ngừng công kích, ngồi lên phía trên yêu huyết long báo, đồng tử hung đỏ tỏa ra vẻ khát máu. Bọn họ muốn xem rốt cuộc là ai mà có thể ngăn cản một kích tổng lực của chúng. Sau một lát, bốn bề yên lặng trở lại, kết giới kiếm khí màu xám kia cũng từ từ biến mất, đám người nhìn thấy tất cả bên trong, tất cả đều trợn tròn hai mắt. Tiêu Phàm, chiến thiên hạ trên không trung một kiếm đẩy lui chiến hoàng thiên, gầm vang phẫn nộ, sát khí đáng sợ tỏa ra, hắn trực muốn lao xuống dưới. Trong hư không phía sau đám người Lăng Phong, xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Hai người cầm đầu, một người áo đen thân hình cao lớn, một người áo trắng có chút mập mạp. Hai người không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm và Nam Cung Tiêu Tiêu, phía sau hai người, có một nam tử trung niên và một thanh niên áo bào tím. Người đến ta cũng không phải là đối thủ, còn muốn giết hắn sao? Nhìn thấy chiến thiên hạ chuẩn bị lao về phía Tiêu Phàm, chiến hoàng thiên nói vọng lại, trong lòng của hắn cũng có chút kinh hãi. Một kích tổng lực của 12 người vừa nãy, cho dù hắn cũng không có khả năng bảo vệ những người khác, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ chính mình mà thôi, hơn nữa còn bởi vì hắn là người được trời phù hộ. Nhưng Tiêu Phàm lại đột nhiên chống đỡ, điểm này cũng đủ để chứng minh sự kinh khủng của Tiêu Phàm, căn bản chiến hoàng thiên tự cho là mình đủ mạnh, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Phàm không thua hắn chút nào. Tiêu Phàm, là ngươi giết thần tử, tên cầm đầu đám người mặc huyết bào trầm giọng nói. Nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt như xem người đã chết, dù là vừa mới chặn đứng một kích của bọn chúng, nhưng hắn vẫn không coi trọng Tiêu Phàm. Chiến thần điện hoàn toàn mục nát rồi. Tiêu Phàm không thèm để ý tới hắn, nhìn về phía chiến thiên hạ đằng xa mà nói. Hắn xem xét xung quanh một chút, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cái khác hắn cũng không quan tâm, việc chiến thiên hạ cùng bộ lạc huyết ma liên thủ đối phó với người của chiến hồn đại lục. Cũng đủ để cho Tiêu Phàm động sát tâm đối với bọn chúng. Hừ, kẻ cầm đầu người mặc huyết bào hừ lạnh một tiếng, bị Tiêu Phàm coi thường,
sát tâm của hắn nổi lên, đưa tay vung lên một kiếm. 11 tên khác cũng không do dự, mục đích của chúng chính là chém giết tu sĩ chiến hồn đại lục, sẽ không bởi vì sự xuất hiện của bất cứ ai mà thay đổi. Sở dĩ hỏi Tiêu Phàm, chỉ là bởi vì bọn chúng muốn chăm sóc riêng Tiêu Phàm mà thôi, dù sao thần tử Minh La của bọn chúng cũng chết trong tay Tiêu Phàm. Điện chủ, Kiếm La xin ứng chiến. Đột nhiên, Kiếm La tiến lên một bước, cung kính nói với Tiêu Phàm. Cảm nhận được sát khí ngút trời của 12 người mặc huyết bào, ý chí chiến đấu của Kiếm La tăng vọt, huyết dịch của hắn cảm giác sôi trào. Được, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn biết suy nghĩ trong lòng Kiếm La, những người này đều lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, đối với hắn mà nói, hy vọng nhất là được chạm trán với người lĩnh ngộ áo nghĩa cùng loại. Chỉ có như vậy, Kiếm La mới có hy vọng đột phá bước cuối cùng của chiến thần cảnh, tới cảnh giới sát lục áo nghĩa viên mãn. Đa tạ điện chủ, Kiếm La cung kính cúi đầu, bỗng nhiên thân thể của hắn biến mất, xuất hiện lần nữa đã là ở trước mặt kẻ cầm đầu đám người mặc huyết bào. Huyết hải cuồn cuộn từ trên người hắn tỏa ra, so với huyết bào nhân, khí thế của Kiếm La yếu hơn mấy phần, dù sao đối phương cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, mà hắn vẫn chỉ là cửu biến chiến thần mà thôi. Đừng coi đây chỉ là khoảng cách một bước, đối với một số người mà nói lại là hố sâu vĩnh viễn không thể vượt qua, về phần Kiếm La có thể vượt qua hay không, phải xem bản thân hắn. Lão tử cũng ngứa tay rồi, Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. Lôi điện cuồng bạo từ trên người hắn cuồn cuộn cuốn quanh thân, sau đó mấy con lôi long gào thét phóng ra, trực tiếp khóa chặt ba huyết bào nhân cùng ba con yêu huyết long báo. Tử tinh lôi thú nhất tộc, theo bản tọa giết, lôi hoàng hét lớn một tiếng, xa xa tử tinh lôi thú lập tức gào thét liên tục, uy thế chấn động bầu trời. Sự xuất hiện của Tiêu Phàm, không chỉ bảo vệ đám người Lăng Phong, cũng cho tử tinh lôi thú bọn chúng tranh thủ thời gian, bọn chúng vốn dĩ đã tiến đến rất gần. Việc tham chiến chỉ là chuyện rất đơn giản. Tu vi của bọn chúng mặc dù không quá cao, mạnh nhất cũng chỉ là lôi hoàng ở bát biến chiến thần, nhưng đừng quên, phòng ngự của bọn chúng lại cực kỳ tinh quái. Tử tinh lôi thú nhất tộc vây hãm 6 huyết bào nhân cùng 8 con yêu huyết long báo, chỉ còn lại 2 huyết bào nhân, 2 người nhìn nhau, mục tiêu trước mắt là khóa chặt Tiêu Phàm và Lăng Phong. Ha ha, lần này rốt cục đến phiên ta xuất thủ. Lăng Phong cười ha ha, trước đó chiến thiên nhị và chiến thiên nhất bị quan tiểu thất và long thần chọn, trong lòng hắn có chút khó chịu. Hiện tại cơ hội đến, Lăng Phong bỗng vui vẻ không thôi, rốt cục mình cũng có hội đại triển quyền cước rồi. Thế nhưng còn chưa nói dứt lời, giọng nói của Lăng Phong liền đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong mắt lóe lên, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Thời khắc Lăng Phong lấy lại tinh thần. Nhìn thấy hai huyết bào nhân kia đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, trừng lớn hai con mắt đỏ lòm, đầy vẻ kinh hãi. Lập tức mặt nạ của hai người kia rơi xuống, lộ ra hai gương mặt cổ quái, tại ấn đường của bọn chúng, nứt ra một khe hở nhỏ, máu tươi từ từ chảy ra. Phù một tiếng, thân thể hai người đột nhiên bị vô số kiếm khí rảo sát, từ bên trong máu tươi vẩy ra, lập tức hóa thành vô số hạt máu li ti tràn ngập trên không trung. Chết rồi! Trong lòng mọi người run lên, thở ra một hơi lạnh. Đó là cửu biến chiến thần, làm sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Tất cả trận đấu bỗng ngưng lại, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, người ở đây tựa hồ không thấy rõ ràng hai người kia là như thế nào mà chết, nhưng cũng có mấy người ngầm đoán được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Trong con mắt của mọi người, có thể trong nháy mắt sát hại cửu biến chiến thần, cũng chỉ có một người là Tiêu Phàm. Chỉ có Lăng Phong nhìn thấy rõ, trong khoảnh khắc đã không thấy Tiêu Phàm, sau đó khi xuất hiện một lần nữa thì hai cửu biến chiến thần kia liền chết. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là Tiêu Phàm ra tay, chỉ là tốc độ của Tiêu Phàm quá kinh khủng, như là dịch chuyển tức thời vậy. Khốn nạn, lại không có cơ hội cho ta xuất thủ. Lăng Phong mắng thầm, sau đó lại thở dài, hiện tại hắn càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm rồi. Con mắt Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn về huyết đồ thập bát kỵ với sát khí đằng đằng, nhưng hắn không xuất thủ. Thực lực của huyết đồ thập bát kỵ tuy mạnh, nhưng hiện tại chưa đủ để uy hiếp đến tính mạng của đám người Nam Cung Tiêu Tiêu, nhất là tử tinh lôi thú nhất tộc, hiện tại là cơ hội tốt để bọn chúng mài đao. Đa tạ thiếu chủ, Trọc Thiên Hồng kêu lớn, một giải xúc tu cuốn lấy hai huyết bào nhân hút cạn kiệt huyết khí. Hiện tại hắn đã khôi phục được bát biến chiến thần.
muốn khôi phục cửu biến chiến thần, cần một lượng cực kỳ lớn huyết khí để đền bù đắp sự thiếu thốn mệnh cách, huyết khí của hai cửu biến chiến thần của chiến thần điện là vật phẩm bổ sung tốt nhất. Đám người nghe thấy, lại càng hãi hùng run sợ, chẳng lẽ vừa mới đây, hai người kia thật sự là bị Tiêu Phàm giết chết. Chọc Thiên Hồng kỳ thực cũng không biết, nhưng hắn có thể đoán được, bởi vì hiện tại hắn cũng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hỗn xược, bị kiếm la cuốn lấy khiến tên cầm đầu huyết bào nhân tức giận khôn nguôi, muốn đẩy lui công kích của kiếm la, nhưng kiếm la lại tựa như kẹo da trâu, bám giết lấy hắn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vết thương trên người kiếm la càng ngày càng nhiều, nhưng khí thế lại càng ngày càng dũng mãnh, không có bất kỳ hiện tượng suy yếu. Tiêu Phàm không thèm đếm xỉa chút nào đến huyết bào nhân, con mắt của hắn nhìn về phía chiến thiên hạ trên không, sau đó từng bước một đi tới. Chiến thiên hạ bỗng nhiên giật mình, cảm giác như bị một con rắn độc theo dõi, thất kinh một lát rồi đột nhiên thối lui ra xa. Có điều khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, đồng tử lại trở nên lạnh băng, trong lòng có chút tủi nhục, mình lại bị Tiêu Phàm dọa cho thoái lui. Chiến thiên hạ nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, muốn nhìn thấu Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm tựa như biển cả mênh mông, thâm thúy vô cùng. Tiêu Phàm, chết đi. Lúc này, chiến nhiên nhị đột nhiên đẩy lui quan tiểu thất. Xuất hiện phía sau lưng Tiêu Phàm, một kiếm đâm lén Tiêu Phàm. Phụt một tiếng, trường kiếm xuyên vào cơ thể Tiêu Phàm, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Ha ha, xem ra ngươi chỉ có thế mà thôi. Chiến thiên nhị ngông cuồng cười lớn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lão nhị, cẩn thận. Lúc này, chiến thiên nhất ở đằng xa buông tiếng thét lớn. Sinh tử luân hồi. Một giọng nói ảm đạm vang lên bên tai chiến thiên nhị, nụ cười trên mặt chiến thiên nhị bỗng nhiên cứng đờ. Lúc này, Tiêu Phàm phía trước hắn đã đột nhiên hóa thành một luồng thần lực bạo tán, không có gì còn sót lại. Tàn ảnh, con mắt chiến thiên nhị run rẩy, hắn không thể tin đây là giả, hắn vừa mới rõ ràng không thấy Tiêu Phàm rời đi, làm sao có thể biến mất rồi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này, một sự uy hiếp chết người bao phủ hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, một đạo kiếm tự ấn đường của hắn đâm ra. Chiến thiên nhị hoàn toàn sửng sốt, trong mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, hắn đường đường là cửu biến chiến thần, thậm chí ngay cả sức mạnh phản kháng cũng không có. Lại nghĩ tới trước đó, hai người trong số huyết đồ thập bát kỵ tử vong không rõ nguyên nhân, chiến thiên nhị bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đáng tiếc là đã muộn. Tất cả việc này, dường như đều xảy ra trong ánh lửa. Đám người nhìn thấy chiến thiên nhị bị Tiêu Phàm giết chết, trong lòng cũng không tin. Nhưng sau khi thân ảnh của Tiêu Phàm hiển hiện, bọn hắn không tin cũng phải tin, không ít người ngẩn ra tại đó, rụi rụi hai mắt. Mạnh thật, có người sợ hãi thốt lên, giọng nói có chút run rẩy, thực lực đáng sợ như vậy, hoàn toàn khiến bọn hắn thót tim. Chiến thiên hạ nhìn thấy Tiêu Phàm dễ dàng đánh chết chiến thiên nhị, con người cũng không ngừng co rút lại, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Mới bao lâu, Tiêu Phàm đã trở nên đáng sợ như thế rồi. Thời gian mới hơn một năm mà thôi, lần trước nhìn thấy hắn, Tiêu Phàm mới chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, mà bây giờ hắn đã có thể sát hại cửu biến chiến thần. Nếu như tiến thêm một bước nữa, chẳng phải là ngay cả mình đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đi, chiến thiên hạ cắn răng quay người bỏ chạy về phương xa. Chiến thần điện người thì chết, người thì trốn. Dựa vào hắn cùng chiến thiên nhất thì không có khả năng giết chết Tiêu Phàm rồi, hơn nữa ở đây còn có chiến hoàng thiên cùng bọn người tử tinh lôi thú nữa. Chiến thiên nhất khẽ cắn răng, cũng quay người rời đi, mặc dù hắn rất muốn thay chiến thiên nhị báo thù, nhưng chỉ dựa vào hắn là không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn mấy người rời đi, con mắt trầm xuống, nếu như có thể giết chết chiến thiên hạ cùng chiến thiên nhất, hắn tuyệt nhiên không nói không rằng mà đuổi theo. Đáng tiếc. Mấy người chiến thiên hạ đều là chiến thần đỉnh phong, những cường giả có áo nghĩa viên mãn, bọn hắn muốn đi thì Tiêu Phàm cũng không thể giữ lại. Thần sắc chiến hoàng thiên đăm chiêu nhìn Tiêu Phàm, hắn thở sâu một hơi, xuất hiện tại nơi cách Tiêu Phàm không xa, Tiêu Phàm, chuyện lần trước, là tại hạ không phải, chiến mỗ thật có lỗi. Tiêu Phàm ngoái nhìn chiến hoàng thiên một cái, không ngờ rằng chiến hoàng thiên trước mặt nhiều người như vậy lại cúi đầu với mình. Giữa ngươi và ta vốn không ân oán. Có điều, ta thay nhị ca tha thứ cho ngươi rồi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Lần trước chuyện chiến hoàng thiên trắng trợn cướp đoạt chiến thiên kích, cũng đúng là chiến hoàng thiên không đúng, nay đối phương thành tâm xin lỗi,
Tiêu Phàm có gì mà phải để ý, và lại hắn cũng không muốn có thêm một kẻ địch như Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một hơi, trên mặt khẽ mỉm cười, đa tạ. Tiêu huynh, đa tạ ơn cứu mạng. Dạ Cô U cũng đột nhiên tiến lên, kính cẩn nói với Tiêu Phàm. Chiến Hoàng Thiên cùng Phong Ngàn Khê thấy thế, trên mặt lộ ra chút biến đổi, bọn hắn không ngờ rằng Tiêu Phàm lại có ơn cứu mạng với Dạ Cô U. Việc nhỏ mà thôi, Tiêu Phàm xua tay cười, nhớ tới cảnh tượng mình ném Dạ Cô U vào trong lôi điện bị lôi điện oanh kích, chính hắn cũng dùng mình mà không làm gì được. Dạ Cô U gật đầu, thoái lui về một bên Chiến Hoàng Thiên, hắn không nói cụ thể sự việc. Chiến Hoàng Thiên cũng không tiện tiếp tục hỏi. Tiêu Phàm quay đầu, ánh mắt nhìn về huyết đồ thập bát kỵ đằng xa Tiêu huynh, có cần giúp một tay hay không? Chiến Hoàng Thiên đột nhiên nói. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, nói, một đám rác rưởi mà thôi, không làm nên trò trống gì đâu. Một đám rác rưởi, ba người Chiến Hoàng Thiên nghe vậy, khóe miệng giật lên, đây đều là cửu biến chiến thần, trong mắt Tiêu Phàm lại chỉ là một đám rác rưởi. Phong Thiên Khê liền có chút khó chịu, suýt chút nữa châm biếm, có điều cuối cùng nàng vẫn nhịn được không nói ra. Chết, đột nhiên, giọng nói tức giận của Chọc Thiên Hồng truyền đến từ nơi xa, ba xúc tu của hắn trói buộc ba huyết bào nhân cùng ba con yêu huyết long báo, ba xúc tu khác mang theo một lượng lớn máu xương. Ngay sau đó, xúc tu dùng sức kéo một cái, đường đường cửu biến chiến thần, ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu lên, đã bị Chọc Thiên Hồng phá tan thành từng mảnh. Phong Thiên Khê há hốc miệng, kinh ngạc nhìn phía xa, ba cửu biến chiến thần cùng ba con yêu huyết long báo, lại bị Chọc Thiên Hồng loại bỏ như vậy sao? Lại nhớ tới câu nói khi nãy của Tiêu Phàm, nàng phát hiện Tiêu Phàm nói không sai, những người này trước mặt bọn họ, xác thực chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được, những người này còn chưa đủ làm đối thủ của hắn phải là Chiến Luân Hồi và Dạ Cửu U. Hơn nữa, hắn cũng biết những cửu biến chiến thần này, không phải là ranh giới cuối cùng của bộ lạc huyết ma, thậm chí tại bên trong bộ lạc huyết ma, vốn dĩ cũng không là cái gì. Công tử, giải quyết luôn đi. Chọc Thiên Hồng khí thế phấn khởi xuất hiện bên cạnh Tiêu Phàm, có vài phần vẻ đắc ý. Vẫn còn quá chậm, Tiêu Phàm lắc đầu, khiến Chọc Thiên Hồng sắc mặt ngưng lại, Tiêu Phàm tiếp tục nói, phương pháp đánh của ngươi không đúng, mỗi lần xuất chiêu chỉ muốn đánh chết đối thủ. Vì sao công kích không thể sắc bén hơn một chút? Phải biết rằng, ngươi là thần thú chính tông. Chọc Thiên Hồng không phản bác, ngược lại rơi vào trong trầm tư, trước kia không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Chọc Thiên Hồng lại phát hiện phương diện công kích của mình không đủ. Giây lát sau, Chọc Thiên Hồng tựa như được khai sáng, hít sâu một cái nói, đa tạ thiếu chủ chỉ điểm. Ngươi tự mình hiểu ra là được. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt chú ý tới trận chiến đằng xa. Tiêu Phàm nhìn về phía trận đấu giữa Kiếm La và kẻ cầm đầu huyết bào nhân đằng xa, huyết bào nhân và Kiếm La đều lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, đối với hắn mà nói cũng có lợi ích to lớn. Nếu như có thể lĩnh ngộ vài thứ từ đó biết đâu lại tiến thêm được một bước. Mặc dù miệng nói những người này là rác rưởi, nhưng trong lòng lại hiểu rõ sự đáng sợ của bọn chúng, hơn nữa đây nhất định không phải lực lượng mạnh nhất của bộ lạc huyết ma. Nếu ngay cả những người này cũng giết không nổi, thì Tu La Điện cũng không cần thiết phải phản kháng lại bộ lạc huyết ma nữa. Tử tinh lôi thú nhất tộc công hãm 6 huyết bào nhân cùng 8 con yêu huyết long báo, ngay từ đầu phối hợp có chút thiếu kinh nghiệm, đã nếm phải không ít đau đớn từ đối phương, nhưng theo thời gian trôi qua, phối hợp của bọn chúng càng ngày càng ăn ý. Công kích của huyết bào nhân quả nhiên cường đại, có điều muốn phá vỡ phòng ngự trên thân thể của tử tinh lôi thú, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấu chốt là bọn chúng chỉ có 6 người, thêm 8 con yêu huyết long báo cũng chỉ có 14, căn bản không thể nghỉ ngơi. Mà tử tinh lôi thú lại gấp 7 lần bọn chúng, lấy một địch 7, Tiêu Phàm nhận thấy, việc huyết độ thập bát kỵ bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ở một nơi khác, Nam Cung Tiêu Tiêu một mình độc đấu với 3 huyết bào nhân cùng 3 con yêu huyết long báo, vẫn ở thế thượng phong, mà lại càng đánh càng dũng mãnh. Tiêu Phàm vừa mới ở bên trong truyền tống thông đạo đã hiểu rõ được một chút chuyện của Nam Cung Tiêu Tiêu, sau khi Nam Cung Tiêu Tiêu giải trừ sự nguyền rủa của tử tinh lôi thú nhất tộc, cũng đã đạt được một phần tạo hóa, tu vi đã đạt đến bát biến chiến thần mạnh mẽ. Tu sĩ tiến vào bên trong chúng thần mộ địa, có lẽ phải kể tới Nam Cung Tiêu Tiêu lấy được tạo hóa lớn nhất, một người khác chính là Chiến Hoàng Thiên.
dựa vào bát biến chiến thần đối chiến với ba cửu biến chiến thần cùng ba con yêu huyết long báo thần giai hậu kỳ, đối với Nam Cung Tiêu Tiêu mà nói, nếu như vẫn có áp lực thì hai phần truyền thừa của hắn cũng thật lãng phí. Huống chi, cách đó không xa còn có Lăng Phong và Quan Tiểu Thất chăm chú quan sát, hai người đó bất cứ lúc nào đều có thể ra tay cứu viện, giết chết ba kỵ kia cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong những người này, Tiêu Phàm lo lắng nhất ngược lại là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành dựa vào tu vi của thất biến chiến thần độc chiếm hai kỵ, áp lực không phải là nhỏ. Nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí thế trên người Diệp Khuynh Thành đang tăng cường, cho dù giết không được huyết bào nhân, việc tự vệ là không có vấn đề gì. Nếu như Tiêu Phàm biết trước đó Diệp Khuynh Thành đã sát hại một huyết bào nhân cửu biến chiến thần cảnh, đoán chừng sẽ không cho rằng Diệp Khuynh Thành là yếu nữa. Thoáng cái nửa canh giờ đã trôi qua, dưới sự công kích điên cuồng của Nam Cung Tiêu Tiêu, ba huyết bào nhân kia cuối cùng không chịu được sức ép, bắt đầu tan tác. Sau đó Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong gia nhập chiến đoàn, rất nhanh liền loại bỏ ba người. Ngay sau đó là Tử Tinh Lôi Thú nhất tộc, bọn chúng luân phiên tác chiến, sáu huyết bào nhân và tám con yêu huyết long báo tiêu hao hết đại bộ phận thần lực, cũng chịu không nổi nữa, bị Tử Tinh Lôi Thú xé thành mảnh nhỏ. Khiến cho Tiêu Phàm ngạc nhiên nhất là, Diệp Khuynh Thành tuy vẫn có xu hướng đi xuống, nhưng kiếm pháp của hắn lại càng lúc càng nhanh, tựa như hắn không phải đang đối chiến, mà là đang múa kiếm. Hắn đang dùng bọn chúng để mài kiếm. Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, lúc trước hắn đã đánh giá sai rồi, Diệp Khuynh Thành không phải yếu như hắn tưởng tượng, mà là cố ý mượn địch tìm điểm yếu của mình. Phải biết, giết người và mài kiếm là không giống nhau, giết người dùng thủ đoạn mạnh nhất, mà mài kiếm lại là mượn ưu thế sức mạnh của đối phương mài luyện nhược điểm của bản thân. Dưới sự công kích điên cuồng của hai kỵ mà Diệp Khuynh Thành còn có thể ung dung như thế, cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của hắn. Thập đại yêu nghiệt, chỉ có Diệp Khuynh Thành và Chiến Hoàng Thiên có thể để mắt tới. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Mấy đại yêu nghiệt khác Tiêu Phàm cũng đều gặp rồi, nhưng luận thực lực, ngoại trừ Diệp Khuynh Thành và Chiến Hoàng Thiên, thật đúng là không có mấy người được hắn chú ý đến, dù là Dạ Cô U, Tiêu Phàm cũng chỉ xem là không tệ mà thôi. Về phần Độc Cô Tương Đình và Mộ Dung Minh Nguyệt, chỉ có thể coi là thiên tài bình thường, mà càng về phía sau, khoảng cách chênh lệch với những yêu nghiệt chân chính càng ngày càng lớn. Sau một thời gian dài, Diệp Khuynh Thành đột nhiên vùng lên lấy mạng hai người hai thú, trải qua một phen chiến đấu, xiêm y của hắn bị xé vụn không ít, nhưng khí thế toàn thân lại không mảy may suy giảm. Diệp Khuynh Thành nhìn chăm chú đám người Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên, trong sâu thẳm con mắt hiện lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, sau đó bay vụt về phía chân trời. Tiêu huynh, chúng ta cũng cáo từ đây. Chiến Hoàng Thiên chắp tay nói. Bảo trọng, Tiêu Phàm gật đầu, hắn biết Chiến Hoàng Thiên chắc chắn có chuyện riêng, cũng không tiện giữ lại. Nhìn thấy mấy người rời đi, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Linh Nhi đều xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Mấy người nhìn nhau mỉm cười, tất cả đều không nói gì. Lão Tam, người kia là cường giả kiếm đạo đến từ nơi nào? Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng phá tan sự im lặng. Bí mật, Tiêu Phàm mỉm cười, chuyện của bộ hạ cũ Tu La Điện Tiêu Phàm tạm thời không có ý định nói cho mấy người biết, đây được xem là sức mạnh bí mật của Tu La Điện. Sau khi dung luyện tinh huyết của Tu La Vương, Tu La huyết mạch của Tiêu Phàm được cường hóa mạnh mẽ, hiện tại hắn cũng không biết đạt đến cấp độ nào, có điều phản kháng lại sự áp chế trong sức mạnh huyết mạch của Dạ Cửu U là không có vấn đề gì, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể phá vỡ hư không bên trong chúng thần mộ địa. Không để ý đến sức mạnh áp chế của Dạ Cửu U, Tiêu Phàm mở ra không gian bí cảnh và tiểu thiên địa cũng dễ dàng rất nhiều, để tránh bại lộ sức mạnh của bộ hạ cũ Tu La Điện, Tiêu Phàm còn cố ý đưa đám người hình thánh vào bên trong không gian bí cảnh của Tu La Điện. Không nói thì không nói. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún vai nói. Đám người cười ha ha một tiếng, Lăng Phong lại nói, Lão Tam, vậy ngươi hiện giờ là tu vi gì, đây không phải bí mật gì chứ. Nên tính là thất biến chiến thần đi, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra sắc mặt cổ quái, gì mà xem như thất biến chiến thần. Tiêu Phàm thật đúng là không có lừa bọn họ, sau khi dung hợp tinh huyết Tu La Vương. Sức mạnh thân thể và linh hồn của Tiêu Phàm đã vượt qua thất biến chiến thần, nhưng áo nghĩa mà hắn lĩnh ngộ vẫn đột phá ở sát ranh giới bảy thành. Tổng kết một chút, miễn cưỡng xem như thất biến chiến thần, có điều lĩnh ngộ bảy thành tu la áo nghĩa,
cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng rồi, Tiểu Kim sao không xuất hiện cùng các ngươi? Quan Tiểu Thất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Thất có vận mệnh của hắn, yên tâm, rất nhanh hắn sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm nói, con mắt nhìn sâu vào màn sương hỗn độn. Hắn lại bổ sung một câu, không lâu nữa, chúng thần mộ địa sẽ một lần nữa giáng lâm thần kiếp địa, nơi này sẽ lại trở thành chiến trường. Nhìn cảnh thế giới bị tàn phá, Tiêu Phàm có chút không đành lòng, thế nhưng là hắn lại không thể làm gì, không đánh đuổi được bộ lạc huyết ma, chiến hồn đại lục vĩnh viễn không được an bình. Ca ca, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Tiêu Linh Nhi lại hỏi. Trước đó chúng ta nhận được tin, nói chiến thần điện đã động thủ với các đại cổ tộc của chiến hồn đại lục, muội lo lắng. Tiêu Linh Nhi không tiếp tục nói hết, nhưng Tiêu Phàm bọn họ cũng hiểu được, vấn đề này Tiêu Phàm đã sớm biết được từ miệng Lăng Ngạo. Trong mắt Tiêu Phàm bắn ra một đạo sát mang, một thoáng sau mới bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ bả vai Tiêu Linh Nhi nói, yên tâm, chúng ta rất sớm có thể trở về. Gào, đột nhiên, một luồng âm thanh phẫn nộ vang vẳng bên tai đám người Tiêu Phàm, kéo tinh thần của bọn họ trở lại. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa kia huyết bào nhân chiến thần cảnh đỉnh phong bị kiếm La một kiếm đâm xuyên ngực, thời khắc trường kiếm chấn động, nửa thân dưới của huyết bào nhân bỗng nhiên bị khuấy đến vỡ nát. Huyết bào nhân cũng là hạng người cực kỳ quả quyết, nửa thân trên của hắn nhanh chóng bay về nơi xa trốn đi. Kiếm La miệng thở dốc, trên người hắn khắp nơi đều là vết kiếm, máu me đầm đìa, nhiều chỗ lộ ra xương cốt, nhìn qua mà giật mình. Hắn muốn giết chết huyết bào nhân, nhưng đã hữu tâm vô lực, có thể dựa vào cửu biến chiến thần làm trọng thương chiến thần viên mãn, hắn đã tận lực rồi. Muốn chạy ư, Quan Tiểu Thất thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng, dương cung đặt tên, một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, đâm trúng đầu huyết bào nhân. Các ngươi đều sẽ chết rất thảm. Trong hư không truyền đến một đạo giọng nói khàn khàn, đầu của huyết bào nhân bỗng nhiên nổ tung. Đến đây, huyết đồ thập bát kỵ, toàn bộ bị hủy diệt. Tại thần kiếp địa của bộ lạc huyết ma, Minh Yểm ngồi trong đại điện nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khởi bẩm phó lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một giọng nói lo lắng phía ngoài cung điện vang lên. Chuyện gì? Minh Yểm bỗng nhiên mở to hai con ngươi, một vệt thần quang bắn ra, dường như cắt đứt thiên địa. Huyết đồ thập bát kỵ, toàn quân bị tiêu diệt rồi. Giọng nói kia tiếp tục truyền đến. Minh Yểm nghe vậy, toàn thân khẽ run, không biết là do tức tối hay gì, nhưng lửa giận vẫn ầm ầm kéo đến, ánh mắt hung hãn mà quát lạnh, một đám phế vật. Tu sĩ quỳ gối bên ngoài đại điện nín thở không nhúc nhích, đến cả hô hấp cũng không dám, vô cùng kinh sợ Minh Yểm. Truyền lệnh của bản tôn, huyết thần đại quân lập tức xuất chinh, bản tôn muốn phong tỏa thần kiếp địa, huyết đồ nơi này. Hồi lâu sau, Minh Yểm lạnh lùng phun ra một câu. Huyết đồ thập bát kỵ đều là tu vi cửu biến chiến thần trở lên, ngay cả yêu huyết long báo cũng là bát biến chiến thần, vậy mà toàn bộ bị hủy diệt, làm sao để Minh Yểm nuốt trôi cục tức này. Hắn điều động huyết đồ thập bát kỵ đi tiêu diệt Tiêu Phàm, đối phương ngược lại có thể hủy diệt huyết đồ thập bát kỵ. Đủ để chứng minh thực lực kinh khủng của Tiêu Phàm. Minh Yểm không chỉ muốn báo thù cho hậu bối Minh La của hắn, mà còn không muốn để Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành nữa. Bây giờ mới chưa đến một năm, nếu để cho bọn chúng tiếp tục trưởng thành thì còn đến mức nào? Vâng, phó lãnh chúa đại nhân, tu sĩ ngoài điện nghe vậy, không khỏi thở ra một hơi lạnh, hắn biết phó lãnh chúa đại nhân muốn phát đại thần uy. Đợi người ngoài điện rời đi. Sát khí trên người Minh Yểm từ từ tụ lại, ngẩng đầu về phía chân trời, dường như nhìn thấu thiên khung. Sau đó, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc ngọc đài, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ rất đỗi kinh ngạc, bởi vì ngọc đài này với thông thiên thần huyết đài mà hắn đạt được dường như giống nhau như đúc, chỉ là khí tức phát tán ra cường đại hơn mà thôi. Khi Minh Yểm tác động, từng luồng huyết sắc quang mang từ thông thiên thần huyết đài ầm ầm tỏa ra, tỏa sáng khắp hư không. Hào quang lan tràn rất nhanh, giống như một vòng huyết nhật dâng lên, từ vị trí của Minh Yểm, lan tới toàn bộ thần kiếp địa, tốc độ lan nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thời gian nhất thống thế giới này cũng đã đến rồi. Minh Yểm ngẩng đầu, dường như nhìn xuyên vào thương khung sâu thăm thẳm, lãnh đạm phun ra một câu. Giờ phút này, tại thần kiếp địa, nhóm Tiêu Phàm đang lao đi vùn vụt. Đột nhiên chân trời chấn động mạnh,
một nguồn uy lực vô song từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người có cảm giác như đang khiêng một tòa lâu đài, nặng như vạn tấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người kinh ngạc nhìn về chân trời, không biết vì sao. Ngay sau đó, từng luồng hào quang màu đỏ cuốn tới từ phía chân trời, giống như bóng mây che khuất cả thiên khung, thần kiếp địa trở nên mịt mù ảm đạm, dần dần trở nên đỏ lòng, giống như một cảnh chết chóc nơi chiến trường. Chẳng lẽ là, Trọc Thiên Hồng thở ra một hơi lạnh, thất kinh kêu lên, đây là chí bảo của Minh Yểm, thông thiên thần huyết đài, hắn chuẩn bị phong tỏa toàn bộ thần kiếp địa sao? Thứ có thể làm cho Trọc Thiên Hồng kinh ngạc như vậy, thật không đơn giản. Đám người nghe vậy, mặc dù không biết Minh Yểm là ai, nhưng trông thấy sắc mặt khó coi của Trọc Thiên Hồng, bọn hắn có thể đoán được vài phần. Thông thiên thần huyết đài, Tiêu Phàm nhíu mày, đưa tay ra trước, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc đài màu đỏ, hắn đã từng luyện hóa ký ức của tu sĩ dị tộc, có chút suy nghĩ mơ hồ. Trong tay công tử cũng có thông thiên thần huyết đài sao? Không đúng, của ngài chỉ là bản sao chép. Trọc Thiên Hồng ban đầu kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu nói. Bản sao chép, Tiêu Phàm nghi hoặc, nói tiếp, thứ này đoạt được từ tay của Minh La, sao có thể là bản sao chép? Thông thiên thần huyết đài, là thứ vượt trội hơn những thần binh thông thường, thuộc về thiên thần pháp bảo, lúc trước chính là chúng ta bị thông thiên thần huyết đài này mê hoặc, mới tiến vào thế giới này. Trọc Thiên Hồng giải thích. Vật trong tay công tử nhiều nhất giống như thần binh thông thường mà thôi, còn cách cấp độ của pháp bảo rất xa. Pháp bảo, đám người kinh ngạc, Nam Cung Tiêu Tiêu nói, người nói thiên thần, là cảnh giới phía trên chiến thần cảnh đúng không? Trọc Thiên Hồng gật đầu, thần sắc khó coi nói, không sai, pháp bảo ẩn chứa một tia lực pháp tắc, dù chỉ là một tia, tuyệt nhiên không thần binh nào có thể so sánh. Theo người nói, thông thiên thần huyết đài này vô dụng. Tiêu Phàm nghe vậy. Lông mày hơi nhíu, nhìn thông thiên thần huyết đài trong tay, có nét thất vọng. Trước đó thấy được sự công kích của thông thiên thần huyết đài, Tiêu Phàm còn tưởng rằng thông thiên thần huyết đài này rất quý giá, hại hắn còn cố ý cất giấu. Không, rất hữu dụng. Trọc Thiên Hồng vội vàng lắc đầu, giải thích thông thiên thần huyết đài, bên trong ẩn chứa một tia thời không pháp tắc, rất phi diệu, có thể dùng để vây hãm hư không. Hoặc là quan sát cảnh tượng đã xảy ra, cũng có thể dùng để trị thương. Trị thương, Tiêu Phàm kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng đột nhiên được khai sáng, sau đó cau mày nói, thảo nào ta từng chém đứt cánh tay của Minh La, sau đó hắn lại hoàn toàn vô sự, mà hắn lại thường xuyên có thể truy ra vị trí của ta, nguyên do đều là do thông thiên thần huyết đài này dở trò quỷ quái. Không sai, đây chính là năng lực của thông thiên thần huyết đài, đừng nói chỉ là đứt mất một cánh tay. Ngay cả khi đầu rơi xuống, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Trọc Thiên Hồng giải thích. Dừng một chút, Trọc Thiên Hồng lại nói, hơn nữa ta nghe nói, thông thiên thần huyết đài có thể đảo ngược thời gian trong phút chốc, cũng không biết có phải thật hay giả. Đám người hắt ra một hơi lạnh, đảo ngược thời gian, trên đời lại có dạng năng lực dị thường này sao? Vậy đây là bảo bối tốt rồi. Tiêu Linh Nhi ngạc nhiên nói, đầu rơi xuống đất đối với chiến thần cảnh mà nói mặc dù có thể không chết. Nhưng nói chung, nếu như không thể phục hồi như cũ, bộ thân thể này cũng sẽ không thể dùng. Về phần đảo ngược dòng thời gian, mấy người nghĩ cũng không dám nghĩ. Thứ mà ta nói chính là pháp bảo thông thiên thần huyết đài kia, thứ này của công tử chỉ là sao chép, cần một huyết mạch cường đại mới có thể phát huy tác dụng. Minh La khôi phục thương thế, huyết mạch mà hắn cường đại lên đoán chừng rất mạnh. Trọc Thiên Hồng lại nói, về phần đảo ngược dòng thời gian, khẳng định là không thể nào. Nhiều nhất chỉ là quay lại không gian thời gian trước đó một chút mà thôi. Vậy vật này thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm cất tiếng nói, lời nói của Trọc Thiên Hồng hắn không hoài nghi, thân thể Minh La khẳng định có cửu u ma huyết, bất luận là khôi phục thương thế hay là truy tìm tung tích hắn đều có thể sử dụng. Thậm chí hắn đang nghĩ, huyết mạch của mình có thể kích thích cùng thông thiên thần huyết đài không? Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới việc dùng thứ này để đảo ngược dòng thời gian. Dù chỉ là dùng để khôi phục thương thế và quay lại chút khoảnh khắc trước đó, cũng là đủ rồi. Chỉ cần làm được hai điểm này, trong lòng Tiêu Phàm thấy thông thiên thần huyết đài đã rất quý báu rồi. Trọc Thiên Hồng thở sâu, chỉ về phía chân trời, giờ phút này chân trời đã bị màn đỏ bủa vây, bao phủ trên không trung của thần kiếp địa, cảnh sắc trong mắt mọi người hết thảy đều biến thành màu đỏ máu. Hiện tại Minh Yểm đã phong tỏa thiên địa, chúng ta muốn rời khỏi thần kiếp địa. Trực tiếp bay khỏi nơi này là không thể nào,
cơ hội duy nhất để chúng ta rời đi, chính là nằm ở thông thiên thần huyết đài này. Trọc Thiên Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Thông thiên thần huyết đài này chỉ là bản sao chép mà thôi, có thể phá vỡ phong tỏa thiên địa sao? Lăng Phong nghi ngờ nói. Chắc chắn có thể, thông thiên thần huyết đài này mặc dù là bản sao chép, nhưng ít nhiều cũng ẩn chứa một tia mang đặc tính của thời không, của minh yểm cho dù là chính phẩm, nhưng bây giờ phong tỏa cả một giới, uy lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều, mặt khác hắn cũng không có khả năng trụ lâu. Trọc Thiên Hồng khẳng định. Không thể trụ lâu, đám người nghe vậy, lập tức thở một hơi nhẹ nhõm. Không được rồi, chúng phải nhanh chóng tìm được đám người dị bằng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, đột nhiên hét lớn, dọa đám người phát hoảng. Nhìn thấy tốc độ của Tiêu Phàm tăng lên, mọi người cũng vội vã đuổi theo. Quan Tiểu Thất không nhịn được mà hỏi, Tam ca, Trọc tiền bối đã nói, dị tộc phong tỏa thiên địa, không còn bao lâu nữa thì chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Sự việc không đơn giản như vậy, người cảm thấy dị tộc có động tĩnh lớn như vậy lại chỉ là chơi đùa hay sao? Lăng Phong là một người nhìn xa trông rộng, nháy mắt đã nghĩ tới điều gì đó. Ngươi là nói, Quan Tiểu Thất cũng không ngốc, ánh mắt hơi run lên. Thiên địa của thần kiếp đà đã bị phong tỏa rồi, chắc chắn dị tộc cũng đã biết được chuyện chúng ta giết chết thập bát kỵ kia, bọn họ chuẩn bị ra tay với người của chiến hồn đại lục. Lăng Phong thấp giọng nói. Nghe được lời nói của Lăng Phong, mọi người cũng đã hiểu rõ ràng, dị tộc sử dụng thông thiên thần huyết đài không thể chỉ để chơi đùa được. Dù sao thì dùng thông thiên thần huyết đài phong bế toàn bộ thần kiếp địa chắc chắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn, hơn nữa cũng không thể duy trì bao lâu. Như vậy dị tộc chắc chắn sẽ điều động rất nhiều người để giết chết bọn họ cùng với những tu sĩ khác của chiến hồn đại lục ở thần kiếp địa. Chẳng trách Tiêu Phàm lại nôn nóng như vậy, để dị bằng mang mấy trăm người bọn họ đến thần kiếp địa rèn luyện, những người kia đều là chiến hoàng và chiến đế, chiến thần. Muốn giết chết bọn họ thì chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Tiêu Phàm vội vã dùng ngọc phù truyền âm liên lạc với dị bằng hỏi vị trí của bọn họ. Lão Tam, hay là chúng ta tách ra tìm đi? Lăng Phong thấp giọng nói. Không, tốt nhất là chúng ta đừng tách ra. Tiêu Phàm lắc đầu, bây giờ bộ lạc huyết ma đang chuẩn bị càn quét lớn, chắc chắn có lực lượng đông đảo, một khi tách ra mà gặp phải người của bộ lạc huyết ma thì quả thật là rất nguy hiểm. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía mấy người Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi, các ngươi đi vào không gian bí cảnh trước, rời khỏi thần kiếp địa lại để các ngươi ra ngoài. Được, Tiêu Linh Nhi gật nhẹ đầu, đã là lúc này rồi, điều mà nàng nghĩ đến đầu tiên cũng là sự an toàn của mọi người. Tu vi của nàng và người Sở gia quá yếu, ở lại cũng sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho bọn Tiêu Phàm thôi. Ngay khoảnh khắc Tiêu Phàm đưa bọn Linh Nhi vào trong không gian bí cảnh thì trăm con tử tinh lôi thú kia cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại Nam Cung Tiêu Tiêu và Lôi Hoàng. Hiển nhiên là bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã có không gian bí cảnh, dù sao thì truyền thừa chiến tộc cũng không hề yếu hơn truyền thừa của Tu La Điện. Trong nháy mắt người ở đây chỉ còn lại 8 người Tiêu Phàm, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Long Thần, Trạc Thiên Hồng, Lôi Hoàng và Kiếm La. 8 người quần áo gọn nhẹ ra trận, tất nhiên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, dựa theo chỉ dẫn của dị bằng, nhóm người Tiêu Phàm tốn 3 giờ liền tìm được người của đệ nhất lâu. Ai cũng không thể ngờ rằng một nơi như trong thung lũng bí ẩn kia thế mà lại đang ẩn giấu một đội ngũ mấy trăm người. Ngay khi Tiêu Phàm cảm nhận được thì 3 bóng người dẫn đầu tiến lên đón tiếp, chính là dị bằng, kim giáp và thị huyết, trên người dị bằng giờ phút này phát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà đã đột phá cảnh giới chiến thánh đỉnh phong, cũng chỉ cách cảnh giới chiến thần một bước. Còn 2 người kim giáp và thị huyết đã luyện hóa thần lực chi tinh, thời gian 1 năm cũng đã đột phá đến ngũ biến chiến thần. Bái kiến công tử, 3 người cùng chắp tay nói. Tiến bộ đều rất lớn, Tiêu Phàm gật đầu hài lòng nói. Đúng thế, công tử, bây giờ ta còn tốt hơn so với mong đợi, đã đột phá ngũ biến chiến thần rồi. Kim giáp hơi đắc ý mà cười nói. Ngu ngốc, Trạc Thiên Hồng bĩu môi liếc nhìn kim giáp trợn mắt, hắn ta vốn không hợp kim giáp, nghe được lời này lại càng khinh thường không thôi. Trước kia tốt xấu gì ngươi cũng là chiến thần đỉnh phong, bây giờ đột phá ngũ biến chiến thần vậy mà đã vênh váo đắc ý như vậy rồi. Trạc Thiên Hồng, ta biết ngươi đang ghen tị, nếu không thì đến luyện một chút. Kim giáp nhếch miệng cười, dáng vẻ ta đã biết tổng ngươi rồi. Thời gian hơn 1 năm. Chỉ dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá ngũ biến chiến thần,
thật ra cũng rất đáng để kiêu ngạo, phải biết rằng hiện tại thần linh khí thiếu thốn, dù là đột phá bất kỳ một tiểu cảnh giới nào cũng đều vô cùng khó khăn. Hừ, Chọc Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế cuồng bá xông thẳng đến phía Kim Giáp. Nụ cười trên mặt Kim Giáp nháy mắt cứng đờ tại chỗ, lùi về sau mấy bước, kinh hãi mà nhìn Chọc Thiên Hồng nói, không thể nào, sao ngươi lại có thể mạnh hơn ta? Kim Giáp tốt xấu gì cũng đã từng là chiến thần đỉnh phong, đối với khí thế cực kỳ quen thuộc, ít nhất cũng là chiến thần hậu kỳ đó, Chọc Thiên Hồng vậy mà lại đột phá chiến thần hậu kỳ. Được rồi, Tiêu Phàm khoát tay, để Chọc Thiên Hồng dọa Kim Giáp một chút cũng tốt, nếu không thì hắn còn đang đắc ý nữa, người ở đây lúc này ai cũng có thể nghiền ép Kim Giáp. Vẻ mặt Kim Giáp chán trường, thậm chí còn hơi hối hận nếu bản thân lĩnh ngộ áo nghĩa thêm, trùng kích lại cảnh giới chiến thần thì tốt biết mấy. Có lẽ sớm đã đột phá cảnh giới chiến thần rồi. Bây giờ luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá ngũ biến chiến thần, muốn đột phá chiến thần hậu kỳ thì đã không thể nào nữa rồi. Thị Huyết đứng ở bên cạnh không nói một lời, thế nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên định, tựa như đã quyết tâm làm điều gì đó. Các ngươi cũng không cần suy sụp, Chọc Thiên Hồng chỉ là khôi phục lại tu vi, tất nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm còn nói thêm, thần lực chi tinh của các người bị cướp đoạt, đột phá sẽ càng khó khăn, tất nhiên là không thể bằng. Công tử, ngài không cần an ủi chúng tôi, chờ sau khi đuổi dị tộc ra khỏi chiến hồn đại lục, nếu như ta còn có thể sống sót thì chắc chắn sẽ tự phá hủy căn cơ bắt đầu lại một lần nữa. Thị Huyết hít sâu nói, giọng nói cực kỳ dứt khoát. Nếu quả thật có ngày đó, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi một tay. Tiêu Phàm hài lòng nhìn Thị Huyết, hắn rất thích dáng vẻ quyết tâm này của Thị Huyết. So sánh với nhau thì Kim Giáp tuy có thiên phú mạnh nhưng lại trở nên tầm thường. Tiêu Phàm cũng đã sớm biết được hậu quả của việc luyện hóa thần lực chi tinh, sau này nếu muốn đột phá thì nhất định phải luyện hóa thần lực chi tinh cao cấp hơn, nếu không thì không thể nào đột phá đến cảnh giới cao hơn được. Đa tạ công tử, Thị Huyết cung kính thi lễ rồi lùi sang một bên. Dị Bằng, đệ nhất lâu như thế nào rồi? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Dị Bằng nói. Dị Bằng hít sâu. Cung kính nói, bẩm công tử, hiện tại đệ nhất lâu tổng cộng có 624 người, 112 chiến thánh, 324 chiến đế, những người khác đều đã đột phá cảnh giới chiến hoàng, ngoài ra trong quá trình rèn luyện đã có 276 huynh đệ đã ngã xuống. Lúc nói ra câu cuối cùng, trong mắt Dị Bằng có hơi nước bốc lên, vẻ mặt nháy mắt ảm đạm xuống. Vẻ mặt của Kim Giáp và Thị Huyết cũng hiếm khi mà nghiêm túc lên, đột nhiên quỳ một chân xuống đất nói. Thuộc hạ bảo vệ bất lực, xin công tử trách phạt. Lúc Tiêu Phàm nghe được câu nói đầu tiên của Dị Bằng đã đoán được kết quả cuối cùng rồi, trong mắt cũng hơi đỏ lên, 276 người, gần như đã tổn thất 1/3. Phải biết rằng những người này đều là cửu đại Diêm La đã chọn ra từng người có nghị lực kiên trì, nếu không thể nói vạn người không được một thì cũng tuyệt đối là trong ngàn người khó cầu. Nếu như bọn hắn trưởng thành thì chắc chắn sẽ là nhân vật cấp bậc tinh nhuệ đối với Tu La Điện, tuy bây giờ bọn họ chỉ là chiến hoàng và chiến đế nhưng sau này thì sao? Tiêu Phàm vẫn luôn tin rằng chỉ người có nghị lực bất phàm mới có thể đi được càng xa trên con đường tu luyện này. Việc này không thể trách hai vị tiền bối, là nguyên nhân của thuộc hạ. Hai mắt Dị Bằng đỏ bừng, vội vàng bào chữa cho Kim Giáp và Thị Huyết. Bọn họ chết như thế nào? Trong mắt Tiêu Phàm bắn ra sát ý, từ trong giọng nói của mấy người, hắn nghe ra sự việc cũng không hề đơn giản như vậy. Trên người Dị Bằng phát ra sát khí lạnh như băng, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu, sau khi khôi phục lại cảm xúc một lát mới tỉ mỉ nói ra cái chết của hơn 200 người kia. Nửa năm trước, Dị Bằng vẫn luôn dựa theo yêu cầu của Tiêu Phàm để huấn luyện tu sĩ của đệ nhất lâu, tu luyện kỹ năng chiến đấu tốt nhất, dùng đan dược tốt nhất. Tất cả đều đang được tiến hành đâu vào đấy, thường xuyên có người đột phá cảnh giới cao hơn. Lúc đó Dị Bằng cảm thấy ngoại trừ cấp bậc chiến hồn thì không ai có thể ngăn cản bọn bước chân đột phá của bọn họ. Nhưng Dị Bằng cho rằng đây không phải vấn đề, tu sĩ đệ nhất lâu cũng không vì trói buộc cấp bậc chiến hồn mà lo lắng, bọn họ tin tưởng chỉ cần Tiêu Phàm trở về thì bọn họ liền có thể vượt qua cảnh giới càng cao hơn nữa. Bởi vậy nên dù đám người đã gặp phải bình cảnh thì cũng vẫn sẽ ngày đêm tu luyện, mệt mỏi thì đi vào trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các nghỉ ngơi, tốt lên liền tiếp tục đi ra tu luyện. Cứ như thế trôi qua thời gian nửa năm, thành tích của đám người đệ nhất lâu cực kỳ xuất sắc. Đến tận nửa năm trước,
Lúc đó tu sĩ bị thương tương đối nhiều, tất cả đều chờ ở bên trong không gian bí cảnh, vốn dị bằng vô cùng yên tâm đối với không gian bí cảnh. Thế nhưng điều khiến hắn không hề nghĩ tới chính là vấn đề lại xảy ra bên trong không gian bí cảnh, bởi vì có người xông vào không gian bí cảnh. Khi ta đi vào trong không gian bí cảnh thì tất cả 276 huynh đệ đều đã mất mạng. Dị bằng nghĩ lại nói, câu chữ đã hơi nghẹn ngào, sát ý trên người hắn ta càng ngày càng dày đặc. Là ai? Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là hơn 200 sinh mệnh còn đang sống sờ sờ, vậy mà lại có thể gặp phải tai bay vạ gió. Trong lòng hắn lập tức khẽ run lên, hắn nhớ rõ nửa năm trước đột nhiên cảm ứng được không gian bí cảnh thay đổi, chỉ vì thân đang ở chúng thần mộ địa nên hắn căn bản không thể mở ra lối vào không gian bí cảnh. Giây phút nói ra lời này, trong đầu Tiêu Phàm nhớ tới một bóng dáng, chỉ là hắn vẫn có chút không dám chắc. Là người đã từng làm đại trưởng lão Sở gia, dị bằng nghiến răng nói. Quả nhiên là hắn, Tiêu Phàm nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, gần như sắp nắm ra máu. Ngoại trừ số ít vài người hắn cực kỳ tin tưởng nên đã giao cho bọn họ cửa ra vào của không gian bí cảnh vạn thánh dược các thì những người khác đều không thể mở ra được. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là đại trưởng lão Sở gia, bởi vì đại trưởng lão Sở gia đã cướp đi vạn thánh dược các. Nếu như luyện hóa nó thì có thể đi vào không gian bí cảnh. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn luôn cho rằng cho dù đại trưởng lão đã luyện hóa được vạn thánh dược các thì hắn cũng có thể dễ dàng giết chết hắn, cho nên cũng không để việc này ở trong lòng. Điều hắn không ngờ tới chính là đại trưởng lão Sở gia vậy mà lại trùng hợp đi vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các khi hắn tiến vào chúng thần mộ địa, hơn nữa còn đúng lúc gặp được hơn 200 người của đệ nhất lâu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng ân hận, trong con người bắn ra hai tia sáng mang sát ý màu máu, trầm giọng nói, việc này không liên quan gì đến các ngươi, là lỗi của ta. Nếu lúc trước ta cướp lấy vạn thánh dược các thì có lẽ sẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Tuy rằng nói như vậy nhưng Tiêu Phàm cũng biết, lúc trước vì bảo vệ Tiêu Linh Nhi nên hắn cũng không thể không từ bỏ vạn thánh dược các. Bây giờ hắn ta ở đâu? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Hẳn ở bên trong không gian bí cảnh, dị bằng hung ác nói, hắn ta hận không thể lập tức giết chết đại trưởng lão Sở gia, trả thù thay cho hơn 200 huynh đệ đã chết kia. Công tử, chúng tôi cũng từng đi vào trong đó, thế nhưng lão già kia có thể điều khiển sức mạnh của không gian bí cảnh áp chế chúng tôi, hơn nữa chúng tôi lại sợ phá hỏng không gian bí cảnh nên không dám ra tay hết sức. Kim Giáp thấp giọng nói, chỉ là một cái không gian bí cảnh mà thôi. Chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng sống của các huynh đệ Tu La Điện sao? Ánh mắt giận dữ của Tiêu Phàm quét ngang, sát khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Cả người Kim Giáp run lên một cái, lập tức không dám nói thêm gì nữa, lúc này hắn ta mới ý thức được hơi thở phát ra trên người Tiêu Phàm còn khủng bố hơn Chọc Thiên Hồng nhiều. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thu sát tâm lại, trầm giọng nói, gọi hết các huynh đệ khác ra đây. Vốn dị bằng còn cho rằng Tiêu Phàm chuẩn bị vào không gian bí cảnh trả thù nhưng không ngờ không phải như vậy, hắn không hề do dự lấy ngọc phù truyền âm ra nói mấy câu. Trong nháy mắt từng bóng người xông ra từ trong rừng, đứng ngay ngắn thành một đội ngũ hình vuông. Khi nhìn thấy Tiêu Phàm thì ánh mắt tất cả mọi người đều nóng rực lên, cung kính hành lễ nói, bái kiến điện chủ. Tuy bọn họ rèn luyện ở đây nhưng cũng đã nghe nói không ít chuyện liên quan đến Tiêu Phàm ở bên ngoài. Tiêu Phàm đã trở thành thần tượng mà mọi người sùng bái nhất trong lòng. Các huynh đệ, là điện chủ, ta rất vui mừng vì sự tiến bộ của các ngươi, là huynh đệ, chưa thể bảo vệ những huynh đệ đã mất thật tốt là sai lầm của ta. Mọi người yên tâm, mối thù của các huynh đệ đã mất, Tiêu Mỗ nhất định sẽ báo. Tiêu Phàm nhìn xung quanh mà mạnh mẽ nói ra. Ý niệm của Tiêu Phàm vừa động thì đột nhiên mấy bóng người chợt xuất hiện, mọi người không khỏi trợn to hai mắt. Mấy bóng người kia giống Tiêu Phàm như đúc. Tiêu Phàm không để ý đến ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói, thứ mà Tiêu Mỗ đã từng hứa với các ngươi thì bây giờ đều là nói được làm được, cửu phẩm chiến hồn mới chỉ là bắt đầu, ta tin nhất định sẽ có một ngày mọi người đều có thể tiến tới cảnh giới cao hơn. Giọng nói hạ xuống, Tiêu Phàm và tám phân thân linh hồn cùng lúc cử động, tay của mấy người cùng lúc vỗ về phía trán của 9 người khác, một cỗ thần lực dồi dào mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể mọi người. Ngay sau đó thì chuyện khiến cho tất cả mọi người chấn động đã xảy ra, chỉ thấy trán 9 người được Tiêu Phàm chọn chúng kia đột nhiên hiện lên từng chiếc cửu phẩm chiến hồn,
hơn nữa còn là tuyệt phẩm chiến hồn. Cho dù đám người Tu La Điện đã từng thấy thủ đoạn của Tiêu Phàm nhưng nội tâm giờ đây cũng không thể bình tĩnh nổi, thuận tay liền tạo ra cửu phẩm chiến hồn, thủ đoạn này thật sự là quá đáng sợ. Bọn Long Thần và Kiếm La cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy thủ đoạn như vậy. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm và 8 phân thân linh hồn xuyên qua bên trong hơn 600 tu sĩ của đệ nhất lâu, thay đổi chiến hồn của từng người. Thời gian chỉ tốn vẻn vẹn chưa tới 10 giây mà thôi. Tốc độ như vậy càng khiến cho tất cả mọi người không còn gì để nói, mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu nghĩ tới lúc trước người khác thức tỉnh chiến hồn đều vô cùng khó khăn thì trong lòng liền cạn lời. Không nghi ngờ gì là những người Tu La Điện này đều rất may mắn, mỗi người bọn họ đều có thể có được cửu phẩm chiến hồn. Đồng thời bọn họ cũng rất bất hạnh, còn chưa trưởng thành nhưng có thể đã phải đối mặt với sự xâm lược của dị tộc. Mấy người Lăng Phong cũng vô cùng mong đợi, nếu như cho bọn hắn đủ thời gian, những người của Tu La Điện này trưởng thành lên thì có thể đạt tới trình độ như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi đi, sau một canh giờ, toàn bộ hơn 600 người đều có được cửu phẩm chiến hồn, sắc mặt Tiêu Phàm hơi trắng bệch. Thậm chí ngay cả ánh sáng màu trắng của tảng đá bên trong thần cung cũng ảm đạm đi, hơn 600 cửu phẩm chiến hồn trở lên, năng lượng màu trắng của tảng đá cũng đã tiêu hao không ít. Thế nhưng hắn lại cảm thấy tất cả những điều này đều cực kỳ đáng giá. Trong quá trình này, rất nhiều người thi nhau đột phá, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, đám người Lăng Phong vội vàng tách những tu sĩ đang đột phá kia ra. Có vài người chỉ vì hạn chế đẳng cấp của chiến hồn mà không thể tiếp tục đột phá, giờ đây có được cửu phẩm chiến hồn thì gông cùng xiềng xích đó tất nhiên cũng được phá vỡ, đột phá chỉ là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy tất cả những điều này, Tiêu Phàm hài lòng mỉm cười, giữa lúc ý niệm chuyển động thì 8 phân thân linh hồn cũng biến mất. Đa tạ điện chủ, tu sĩ của đệ nhất lâu lập tức cung kính hành lễ nói. Không cần cảm ơn ta, đây là thứ mà các ngươi nên có được, Tu La Điện trong tương lai còn phải dựa vào cố gắng của mọi người. Tiêu Phàm lắc đầu. Sau đó trong mắt hiện lên sự sắc bén, lạnh giọng nói, giết huynh đệ của Tu La Điện ta thì phải trả một cái giá xứng đáng. Bây giờ mọi người cùng ta đi trả thù cho 276 huynh đệ đã mất. Lấy tay thăm dò, Tiêu Phàm vạch ra một lỗ hổng trong không trung, một hơi thở quen thuộc đập vào mặt, Tiêu Phàm đằng đằng sát khí bước vào. Mọi người biết, đó là thông đạo truyền tống nối liền với vạn thánh dược các, tất cả mọi người giờ phút này đều không hề do dự mà bước vào trong đó. Bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các, linh khí quẩn quanh nơi thung lũng, trong không khí ngập tràn hương thơm đan dược nồng đậm. Chính giữa thung lũng có một đan lô cực lớn, toàn thân đan lô hiện lên màu đỏ xanh, tản ra sức sống dày đặc, một lão giả mặc áo bào màu đen ngồi phía dưới đan lô, đang bấm tay bắn ra từng thủ ấn, linh khí đất trời bốn phía nhất thời mạnh mẽ xông tới. Một lát sau, lão giả mặc áo bào đen dừng tay lại, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng mà nói, cuối cùng thì cũng sắp thành hình rồi, chỉ cần ăn long kim đan trong ngày hôm nay thì ta có thể tiến thêm một bước, đột phá ngũ biến chiến thần. Lão giả mặc áo bào đen không phải ai khác mà chính là đại trưởng lão Sở gia Sở Cổ đã cướp đi vạn thánh dược các. Mấy năm nay, dựa vào đan dược hắn ta đã miễn cưỡng khiến cho bản thân bước vào cảnh giới tứ biến chiến thần, nếu như chỉ nói đến trình độ luyện dược thì phỏng chừng chiến hồn đại lục không có mấy ai có thể so sánh với ông ta. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên mặt đại trưởng lão Sở Cổ có từng cái bọt nước thối giữa, trong bọt nước chảy ra chất lỏng màu xám đen, nhìn thấy mà giật mình. Cực kỳ ghê tởm. Nước mủ màu xám đen kia tỏa ra một mùi tanh hôi vô cùng khó ngửi, khiến cho người khác vừa ngửi thấy liền buồn nôn. Không được, cho dù tiếp tục đột phá thì cũng không thể ngăn cản độc tố trong người lan ra, bây giờ chỉ có nguyệt độc băng tàm mới có thể hoàn toàn luyện hóa nó. Ánh mắt của đại trưởng lão Sở Cổ chợt lạnh lẽo, thậm chí còn lộ ra một tia tàn nhẫn. Thế nhưng trong đầu của ông ta lại đang nhớ tới dáng người của Tiêu Linh Nhi. Vẻ hối hận lộ rõ trên mặt. Sớm biết vậy thì nên mang Tiêu Linh Nhi rời khỏi Sở gia, phỏng chừng bây giờ nguyệt độc băng tàm đã sắp trưởng thành rồi. Sở Cổ hít sâu, trong lòng vẫn luôn không thể bình tĩnh nổi. Mấy năm nay, hắn ta vẫn luôn cực kỳ hối hận trước kia đã không ra tay với Tiêu Linh Nhi, cướp đi chiến hồn nguyệt độc băng tàm bên trong cơ thể nàng, khi hắn ta muốn ra tay thì đột nhiên lại nhảy ra một tên Tiêu Phàm. Chất độc trong cơ thể hắn ta càng ngày càng nghiêm trọng, đã dần dần đi đến bao phủ lấy tứ chi bách hài, không bao lâu nữa chất độc trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn phát tác,
đến lúc đó thì không ai có thể cứu được hắn nữa. Hừ, Sở Cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên gương mặt dữ tợn lộ ra vẻ khinh thường mà nói, một đám rác rưởi, vậy mà lại dám đến tìm chết. Giọng nói vừa hạ xuống thì hai tay Sở Cổ đánh ra từng cái thủ ấn, nháy mắt trong thung lũng đã sương mù lượn lờ, bốc hơi mù mịt, chớp mắt đã trở nên mông lung lờ mờ. Ngay sau đó, Sở Cổ bỗng nhiên biến mất tại chỗ tựa như chưa từng xuất hiện. Gần như cùng lúc đó thì phía trên một cái hồ lớn cũng đột nhiên nứt ra một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, hồn thú bốn phía thấy vậy vội vàng chạy trốn khắp nơi. Vù một tiếng, một bóng người bước ra từ bên trong cánh cửa ánh sáng, đó là một thanh niên mặc áo bào đen, con người sắc bén đang đánh giá không gian xung quanh, cuối cùng nhìn về một hướng. Đây mới chỉ là bắt đầu, mấy giây sau, sau lưng thanh niên mặc áo bào đen đã xuất hiện mấy chục người. Hơn nữa số người vẫn còn đang không ngừng tăng thêm, chẳng mấy chốc đã tăng đến mấy trăm người. Hiển nhiên thanh niên mặc áo bào đen cũng không phải ai khác mà chính là Tiêu Phàm đến để báo thù, người bên cạnh hắn chính là đám người Lăng Phong và tu sĩ của Đệ Nhất Lâu. Các tu sĩ Đệ Nhất Lâu kiêng dè mà nhìn xung quanh, sắc mặt ba người Dị Bằng, Kim Giáp và Thị Huyết vô cùng âm u, Dị Bằng có thể mở ra cánh cửa truyền tống, trước kia bọn họ đã từng đi vào nơi này vài lần. Mỗi một lần đều không chiếm được chỗ tốt nào. Lời thề son sắt muốn báo thù cho các huynh đệ Đệ Nhất Lâu đã mất của Tiêu Phàm, hắn thật sự có thực lực này sao? Cũng không phải bọn họ nghi ngờ thực lực của Tiêu Phàm, mà là đối phương có thể điều khiển toàn bộ sức mạnh của không gian bí cảnh, cho dù có cấp bậc cao hơn cũng chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Hơn nữa nếu phá hủy không gian bí cảnh thì bọn hắn cũng sẽ bị lạc bên trong hư vô mênh mông. Tiêu Phàm đứng đầu đội ngũ, hắn khoanh tay mà đứng đó, vẻ mặt không hề bận tâm, mày giận như kiếm, cực kỳ sắc bén, trong mắt càng là tràn ra hung quang mạnh mẽ. Đã từ rất lâu, Tiêu Phàm chưa từng tức giận, người hiểu rõ Tiêu Phàm đều biết lần này Tiêu Phàm đã thật sự nổi giận. Xung quanh một mảnh yên lặng, Tiêu Phàm chưa động thì những người khác cũng không dám tự tiện mở miệng. Ha ha, các ngươi lại còn dám mang nhiều người đến tìm chết như vậy. Một lát sau, một tiếng cười giận dữ hung hăng truyền đến từ chân trời, bỗng nhiên một điểm đen tới gần với tốc độ cực nhanh, tựa như nhảy qua không gian với tốc độ cực hạn vậy. Thời gian chưa đến hai lần hít thở thì điểm đen liền hóa thành một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện ở nơi cách mấy chục người hơn 10 trượng, ngoại trừ Sở Cổ thì còn có thể là ai nữa. Tiêu Phàm, trong con ngươi Sở Cổ nháy mắt nhìn đến trên người Tiêu Phàm, lập tức hiện lên ánh sáng mà nói. Ngươi là đến đòi lại vạn thánh dược các hay là đến để báo thù cho người của ngươi? Tiêu Phàm híp mắt, tia sáng lạnh lẽo như điện xẹt, hắn không nghĩ tới Sở Cổ vậy mà lại biết những người kia là người của hắn, nói như vậy thì Sở Cổ cố ý giết chết các huynh đệ Tu La Điện. Điện chủ, thuộc hạ xin chiến. Kiếm La cung kính tiến lên, nhìn Sở Cổ tựa như đang nhìn một người chết. Trước đó hắn nhìn thấy Tiêu Phàm giận dữ phẫn nộ còn cho rằng kẻ địch là một kẻ vô cùng lợi hại, trong lòng Kiếm La cũng hoảng sợ. Nhưng hắn không ngờ rằng đối phương cũng chỉ là một tên tứ biến chiến thần. Nói một câu không dễ nghe thì một kẻ chỉ là tứ biến chiến thần căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của Tiêu Phàm, ngay cả Kiếm La hắn ra tay cũng cảm thấy làm bẩn tay mình, càng đừng nói là để Tiêu Phàm mạnh hơn hắn ta ra tay chứ. Tiêu Phàm không hề để ý mà tiến lên từng bước một đi về phía Sở Cổ. Tiêu Phàm, không biết ngươi bây giờ đã đột phá tu vi gì rồi? Đã đột phá cảnh giới chiến thần rồi sao? Đừng nói với ta là ngươi vẫn chỉ có tu vi chiến thánh nhưng lại muốn khiêu chiến cảnh giới chiến thần trung kỳ như ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Sở Cổ càn rỡ cười lớn, linh hồn lực của hắn bao phủ tất cả, đã phát hiện ra hai kẻ có tu vi ngũ biến chiến thần là Kim Giáp và Thị Huyết. Dù hai người này là ngũ biến chiến thần nhưng trước đó đã từng giao thủ với hắn thì cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Về phần đám người Tiêu Phàm, hơi thở trên thân mỗi người đều đã được thu lại nên Sở Cổ căn bản không thể nhìn ra. Theo hắn thấy, cho dù Tiêu Phàm có nghịch thiên như thế nào thì cũng không cắn nuốt đan dược giúp đột phá nhanh như hắn, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới chiến thần tiền kỳ mà thôi. Thật sự là mấy năm này Sở Cổ luôn bận luyện chế đan dược, hơn nữa sau khi đột phá cảnh giới chiến thần thì liền rời khỏi thần kiếp địa nên căn bản không hề biết chuyện đã xảy ra ở chúng thần mộ địa. Nếu không thì phỏng chừng hắn ta sớm đã bị dọa đến mức bỏ chạy, sao còn có thể phách lối như vậy? Mọi người nhìn Sở Cổ như đang nhìn một kẻ ngu, Tiêu Phàm vừa ra tay,
chỉ cần tùy tiện ra một chiêu cũng đã có thể nghiền chết hắn một cách dễ dàng, vậy mà hắn lại còn dám kiêu căng như vậy. Nhìn thấy mấy người Tiêu Phàm im lặng, Sở Cổ còn cho rằng Tiêu Phàm đã sợ hãi rồi, ở giữa lòng bàn tay của hắn lập tức hiện ra một tòa cung điện cỡ nhỏ. Tiêu Phàm tất nhiên chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra đó chính là Vạn Thánh Dược Các. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi giao Tiêu Linh Nhi ra, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Sở Cổ cười lạnh nói, bộ dạng ta đã nắm chắc các ngươi trong tay rồi. Ngươi có biết kết cục của những kẻ ngu ngốc giống như ngươi là gì không? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng thì Nam Cung Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Ngươi là thứ gì, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Sở Cổ khinh thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, căm tức nói. Ta tính là thứ gì? Nam Cung Tiêu Tiêu giữ tợn cười một tiếng, suýt chút nữa liền muốn ra tay, thế nhưng lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tiêu Phàm híp mắt, ý niệm vừa động thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước người hắn, chính là Tiêu Linh Nhi. Sư tôn, Tiêu Linh Nhi nhìn thấy Sở Cổ ở phía xa, vẻ mặt phức tạp, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói ca, không phải huynh đã đồng ý với ta sẽ tha cho hắn một mạng sao? Tha cho ta một mạng. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng thì Sở Cổ lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, khịt mũi khinh thường nói, Tiêu Linh Nhi, ca ca tốt của ngươi đã sợ hãi rồi, lão hủ chỉ đe dọa dụ dỗ một chút thì hắn liền giao ngươi ra. Tiêu Phàm sợ rồi, trong lòng mọi người điên cuồng co rút, lão già này mới đột phá tứ biến chiến thần đã không coi ai ra gì, mù quáng tự đại như vậy rồi sao? Tiêu Linh Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nghe thấy lời của Sở Cổ thì mặt nàng cũng đen lại. Người có thể giết chết Sở Cổ ở đây đếm hai tay cũng không hết, ca ca có cần phải sợ hắn không? Linh Nhi, ta để muội ra đây chỉ vì muốn nói cho muội biết hắn đã giết 276 huynh đệ Tu La Điện, nhưng vì mặt mũi của muội thì có thể để cho hắn một chỗ toàn vẹn. Lúc này, Tiêu Phàm luôn yên lặng không nói cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện, trước kia hắn đã đồng ý với Tiêu Linh Nhi sẽ tha cho Sở Cổ, Tiêu Phàm cũng không muốn so đo với hắn. Nhưng Sở Cổ tuy biết rõ những người kia là người Tu La Điện của hắn còn không hề lưu tình mà giết chết. Tiêu Phàm thân là Tu La Điện chủ, tất nhiên muốn cho thuộc hạ của mình một cái công đạo, nếu như ngay cả thù cũng không báo thì chẳng phải là khiến cho tất cả người của Tu La Điện đều thất vọng rồi sao? Ta, Tiêu Linh Nhi còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Tiêu Phàm ngắt lời. Muội có thể tùy ý chọn một chỗ trên người hắn, Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi mà nói. Lần này cho dù là mặt mũi của muội muội ruột Tiêu Linh Nhi cũng sẽ không cho. Mấy người dị bằng hít sâu một hơi, bọn họ không ngờ Tiêu Phàm vì báo thù cho các huynh đệ đã chết của bọn họ mà thậm chí ngay cả tình nghĩa huynh muội cũng không để ý đến. Sau khi khâm phục thì mọi người cũng càng thêm công nhận Tu La Điện. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, Tiêu Linh Nhi biết bản thân nói gì cũng vô dụng, hơi do dự nói, để lại cái đầu đi. Ha ha, để lại cái đầu. Sở Cổ nghe vậy thì càn rỡ cười lớn, lạnh lùng nhìn bọn Tiêu Phàm, cười gằn nói, các ngươi yên tâm, lão hủ chắc chắn sẽ vặn từng cái đầu của các ngươi xuống. Hắn bắt đầu thúc giục Vạn Thánh Dược Các trong lòng bàn tay, chỉ một thoáng không gian lập tức run lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ. Có vài tu sĩ đệ nhất lâu không chịu được luồng áp lực này, hai chân nhũn ra, suýt thì quỳ xuống trên mặt đất. Ta chính là chúa tể bên trong không gian bí cảnh này. Sở Cổ cực kỳ tự tin mà nói. Hừ, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, theo đó thì một luồng thần lực cuồng bạo từ trên người hắn kích động xông ra, nháy mắt liền phá nát luồng uy áp kia. Thế nhưng tất cả vẫn chưa phải là kết thúc, lôi điện đầy trời lao ra từ trên người hắn ta hóa thành từng con lôi long bay lượn giữa đất trời, cả không gian bí cảnh rung lên dữ dội, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Sao có thể? Cảm nhận được luồng uy áp lôi điện cuồng bạo kia, hai mắt Sở Cổ trừng lớn, cả người bắt đầu run rẩy, sắc mặt đã hơi trắng bệch. Chỉ dựa vào luồng uy áp kia thì tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới chiến thần trung kỳ, đạt đến cảnh giới chiến thần hậu kỳ. Sở Cổ giờ mới hiểu được, ánh mắt vừa nãy đám người nhìn về phía ông ta thật sự không phải là giả vờ, mà là sự khinh thường phát ra từ nơi sâu trong linh hồn. Cái tên béo này đã đáng sợ như thế, vậy những người khác thì sao? Sắc mặt Sở Cổ cực kỳ khó chịu, tựa như chết cha chết mẹ vậy. Vừa nghĩ tới chính mình còn nói muốn giết sạch bọn họ, muốn vặt đầu bọn họ xuống làm bóng đá, còn mắng tên béo kia là cái thá gì thì trong lòng Sở Cổ cũng hơi run lên.
Chẳng trách trước đó Tiêu Linh Nhi nói tha cho hắn một mạng, vậy mà bản thân còn không tranh thủ, lại đi chế giễu bọn họ. Ca, đưa ta đi đi. Tiêu Linh Nhi một hơi thật sâu, bất đắc dĩ mà lắc đầu, Sở Cổ có ân với nàng, Tiêu Linh Nhi không muốn nhìn thấy Sở Cổ chết trước mặt mình. Điều nàng có thể làm được thì đã tranh thủ giúp Sở Cổ, tiếc là bản thân Sở Cổ lại không quý trọng, giết hơn 200 người của Tu La Điệt, Tiêu Phàm có thể bỏ qua cho hắn mới lạ. Tiêu Phàm gật đầu, hắn để Tiêu Linh Nhi xuất hiện ở đây cũng không phải là để chế giễu Sở Cổ, cũng không phải để đánh vào mặt Sở Cổ, bởi vì điều này căn bản là không cần thiết. Chỉ là hắn đã từng đồng ý với Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm không muốn sau này Tiêu Linh Nhi có khúc mắc với mình, hôm nay cho dù như thế nào thì hắn cũng phải cho huynh đệ đệ nhất lâu một cái công đạo. Sở Cổ ở cách đó không xa lập tức hét lớn mà nói, Linh Nhi, ta là sư tôn của ngươi mà, ngươi không thể đối với ta như vậy. Linh hồn lực của Tiêu Phàm bao phủ lấy Tiêu Linh Nhi, ý niệm trong đầu vừa hiện lên thì Tiêu Linh Nhi đã biến mất, lúc này Tiêu Phàm mới nhìn về phía Sở Cổ nói, vốn dĩ nhìn vào việc ngươi đã từng cứu Linh Nhi, cho dù biết rõ ngươi là vì muốn lấy được chiến hồn của Linh Nhi thì ta cũng không muốn mạng của ngươi, tiếc là tự gây nghiệt thì không thể sống. Kiếm La, Tiêu Phàm bỗng nhiên quát lên lạnh lẽo. Có thuộc hạ, Kiếm La cung kính tiến lên. Ngoại trừ không được động vào đầu của hắn thì bổn điện chủ muốn hắn bị thiên đao vạn quả mà chết, thiếu một đao sẽ hỏi tội ngươi. Giọng nói của Tiêu Phàm vô cùng lạnh lẽo. Sở Cổ nghe vậy thì không khỏi dùng mình một cái, hắn vội vàng thúc giục vạn thánh dược các, muốn phá không để chạy khỏi nơi này. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vạn thánh dược các kia nháy mắt liền thoát khỏi khống chế của Sở Cổ, hóa thành một tia sáng rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Sao lại như vậy? Sở Cổ sợ hãi kêu lên, bản thân rõ ràng đã luyện hóa vạn thánh dược các rồi, sao có thể bị Tiêu Phàm điều khiển? Sao hắn có thể biết được là Tiêu Phàm sớm đã luyện hóa vạn thánh dược các, chỉ vì lo lắng bản thân biến thành quân cờ của bọn họ nên lúc trước mới để cho hắn ta cướp vạn thánh dược các đi? Nếu như Tiêu Phàm muốn đuổi theo cũng là chuyện rất dễ dàng, nếu vậy thì căn bản cũng sẽ không xảy ra chuyện phía sau. Không để cho hắn kịp kinh ngạc. Mình là hơi thi lễ với Tiêu Phàm, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở bên cạnh Sở Cổ, đánh một chưởng lên ngực của hắn, trực tiếp phá nát kinh mạch toàn thân của hắn, đây là để ngăn cản hắn ta tự sát. Ngay sau đó thì trường kiếm trong tay Kiếm La vung lên, từng đạo kiếm khí cắt vào cơ thể của Sở Cổ, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp không gian. Bàn tay của tu sĩ đệ nhất lâu nắm chặt lại, có người còn nghiến răng nghiến lợi. Tựa như bọn họ đang tự tay báo thù cho các huynh đệ đã mất. Giờ phút này không có bất kỳ ai thương hại Sở Cổ, từ bên trong lời nói vừa nãy, bọn họ đã hiểu rõ cách làm người của Sở Cổ, nếu như thực lực của bọn họ thật sự không đủ thì kết quả của bọn họ cũng không tốt đẹp gì. Kiếm La cắt từng kiếm một, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, máu thịt cả người Sở Cổ bắn ra tung tóe. Sau thời gian uống nửa chén trà thì gần như chỉ còn lại một bộ xương máu me đầm đìa và một cái đầu nguyên vẹn. Đối với cảnh giới chiến thần, nhục thể chết thì linh hồn cũng sẽ không bị diệt vong, đây là chỗ mạnh mẽ của cảnh giới chiến thần. Mà giờ phút này cũng đã khiến cho Sở Cổ cảm nhận được đau đớn của mỗi một nhát kiếm, muốn chết mà không thể, hắn không ngừng gào thét, giọng nói đã hơi run rẩy. Giết, giết ta đi, giết ta đi. Sở Cổ rốt cuộc cũng nhận thức được sự đáng sợ của Tiêu Phàm, cũng hiểu được bản thân đã làm ra một chuyện ngu xuẩn đến thế nào. Khi hắn tàn nhẫn giết chết 276 người của đệ nhất lâu, tuy hắn nhất thời thỏa mãn được ham muốn nhưng cũng đã định trước kết cục hôm nay của hắn. Điện chủ, hình phạt thiên đao vạn quả đã hoàn tất. Vẻ mặt của Kiếm La hiện ra trước mặt Tiêu Phàm, đối với mệnh lệnh của Tiêu Phàm, hắn ta sẽ không chút do dự mà chấp hành. Tiêu Phàm gật đầu, chậm rãi đi về phía Sở Cổ nói, khi ngươi giết các huynh đệ Tu La Điện của ta thì ngươi phải nghĩ đến ngày hôm nay, đây là cái giá mà ngươi phải trả cho hành vi ngu xuẩn của bản thân. Tiếng nói hạ xuống, Tiêu Phàm nháy mắt vừa điểm thì một đạo kiếm chỉ liền bắn vào mi tâm của Sở Cổ, trong mắt của Sở Cổ chấn động một lát rồi từ từ lan rộng ra. Điện chủ uy vũ, Tu La Điện vô địch, tu sĩ của Tu La Điện hưng phấn mà kêu to lên, báo thù rửa hận cho các huynh đệ đã mất. Đây là giấc mơ nửa năm nay của bọn họ, bây giờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy cảnh này tất nhiên là sảng khoái lòng người. Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói, Tu La Điện chưa từng lạm sát kẻ vô tội,
nhưng cũng không cho phép người khác tùy ý dẫm đạp. Tu La đệ tử chúng ta, chỉ cầu không thẹn với lòng. Tu La đệ tử chúng ta, chỉ cầu không thẹn với lòng. Tu sĩ của Tu La Điện cùng lúc hét lớn, lời nói vang dội vọng lại thật lâu trong không gian. Tu La đệ tử chúng ta, chỉ cầu không thẹn với lòng. Giọng nói hùng hồn vang vọng thật lâu trong không trung, mấy người Kiếm La cảm nhận được từ trong mắt của đám người kia ánh nhìn mãnh liệt, cho dù tâm tính hắn ta vô cùng kiên định thì giờ phút này cũng khá là xúc động. Dị Băng, tiếp theo các người đều dưỡng sức tại đây, chờ trở lại chiến hồn đại lục rồi hãy rời đi. Tiêu Phàm hít sâu rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Dị Băng nói. Vâng, công tử, Dị Băng gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm báo thù cho các huynh đệ đã mất, trong lòng hắn ta cũng đã tốt hơn nhiều. Ý niệm vừa động thì một bóng người lại xuất hiện, vậy mà lại là Sở Nguyệt, Tiêu Phàm nói, Sở Nguyệt, về sau ngươi theo bên người Dị Băng đi. Đa tạ công tử, sắc mặt Sở Nguyệt hơi đỏ lên, thế nhưng vẫn vô cùng biết ơn mà nói. Tiêu Phàm mỉm cười không nói thêm gì nữa, dù sao thì đối phương cũng là vợ chồng, hắn đã tách bọn họ ra rất lâu rồi, huống hồ có Sở Nguyệt ở bên cạnh thì có lẽ Dị Băng sẽ càng hăng hái nhiệt tình hơn. Về phần người của đệ nhất lâu thì bây giờ vẫn không thể tạo thành chiến lực, rất nhiều người trong bọn họ mới có được cửu phẩm chiến hồn nên cũng cần thời gian để làm quen. Tiêu Phàm tin rằng chẳng bao lâu nữa, những người này đều sẽ đột phá đến cảnh giới chiến thánh, về phần cảnh giới chiến thần thì Tiêu Phàm cũng không dám khẳng định, dù sao chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Sau đó Tiêu Phàm và bọn Lăng Phong rời khỏi không gian bí cảnh, vừa mới xuất hiện ở thần kiếp địa thì mày Tiêu Phàm đã nhíu lại. Tam ca, làm sao vậy? Quan Tiểu Thất hỏi, những người khác cũng hơi nghi hoặc. Tiêu Phàm mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên có thêm một cái ngọc phù, thời điểm thúc giục thì bên trong ngọc phù đột nhiên truyền ra một giọng nói, công tử, bộ lạc huyết ma đã điều động một đội huyết thần quân bắt đầu tàn sát thần kiếp địa, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đây là giọng của Mộ Dung Tuyết, hơn nữa còn khá vội vã, chẳng lẽ bọn họ bị người khác đuổi giết. Sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu trở nên vô cùng nghiêm túc, mọi người cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bộ lạc huyết ma vậy mà lại điều động huyết thần quân. Kiếm La vô cùng kinh ngạc. Người biết huyết thần quân, Tiêu Phàm nghi ngờ mà nhìn về phía Kiếm La. Biết, sắc mặt Kiếm La nghiêm túc, gật đầu nói, đội quân này đã tồn tại từ vạn năm trước, số lượng không nhiều, đại khái khoảng 8.000 người, nhưng mỗi người đều là cảnh giới chiến thần, chính là đội quân này năm đó đã đánh chiến hồn đại lục của chúng ta tơi bời. 8.000 người, đều là cảnh giới chiến thần, đám người không khỏi hít một hơi khí lạnh, đội quân 8.000 chiến thần. Đưa mắt nhìn khắp chiến hồn đại lục này thì có bao nhiêu chiến thần. Nghĩ đến đây thì đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, híp mắt nói, có vẻ như đây chưa phải là điểm mấu chốt của bộ lạc huyết ma đúng không? Không sai, Kiếm La gật đầu, đau khổ cười nói, tuy rằng huyết thần quân mạnh mẽ nhưng cũng không phải là cường giả đứng đầu. Ngàn năm trước, cửu điện Diêm La của Tu La Điện đã từng gặp bọn họ, miễn cưỡng có thể ngăn cản bọn họ. Nói đến đây thì trong mắt Kiếm La hiện lên một tia kiêu ngạo, có thể ngăn cản 8.000 huyết thần quân, Tu La Điện ngàn năm trước cũng đã đủ mạnh rồi. Chí ít thì bây giờ Tu La Điện không thể ngăn cản đội quân này, Tiêu Phàm nhận ra thực lực của Tu La Điện vẫn còn lâu mới đủ được. Không phải các ngươi nói huyết thần quân cũng không phải là điểm mấu chốt của bộ lạc huyết ma sao? Chẳng lẽ còn có sức mạnh mạnh mẽ hơn? Lăng Phong không nhịn được mà hỏi. Không phải ngươi đã lấy được truyền thừa huyết ngục thiên phượng sao, chắc hẳn là cũng có ghi lại. Tiêu Phàm ngừng lại, trong truyền thừa Tu La quả thực là có ghi chép như vậy, số người của đội quân kia không nhiều bằng huyết thần quân nhưng thực lực thì huyết thần quân lại không thể nào so sánh nổi. Đội quân mà Lão Tam nói hẳn là huyết ma quân, Nam Cung Tiếu Tiêu chen vào nói, chẳng qua không phải đội quân này đã diệt vong từ vạn năm trước rồi hay sao? Không, đội quân này không hề bị diệt. Ngàn năm trước chúng ta đã từng gặp được, cũng chính là bởi vì huyết ma quân xuất hiện nên chúng ta mới thất bại thảm hại. Kiếm La lắc đầu nói. Mọi người chìm vào suy nghĩ, nếu đội quân này xuất hiện, vậy thì đại lục chiến hồn còn có sức mạnh gì để chống lại bộ lạc huyết ma? Điện chủ cũng không cần lo lắng, huyết ma quân sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn, ngàn năm trước cũng là bởi vì điện chủ đại nhân lúc ấy đã đánh giết vào đến tổng bộ lạc huyết ma nên mới ép bọn họ ra tay. Kiếm La lại nói thêm, ta ngược lại không phải lo lắng huyết ma quân,
Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta đang nghĩ làm thế nào mới có thể huấn luyện mấy trăm người của đệ nhất lâu thành con át chủ bài. Bọn họ sao? Kiếm La có chút không dám tin, sau đó lại nhận ra bản thân đã nói sai thì vội vàng giải thích, điện chủ, không phải thuộc hạ coi thường bọn họ mới chỉ có vài người là chiến hoàng, muốn để bọn họ chống lại huyết ma quân thì ít nhất cũng phải đột phá chiến thần đã. Vậy cũng chưa chắc là không thể. Tiêu Phàm híp mắt, trong mắt hiện lên sự tự tin. Đám người còn muốn nói điều gì đó nhưng Tiêu Phàm đã khoát tay nói, được rồi, việc này nói sau, bây giờ việc cấp bách chính là làm thế nào để rời khỏi đây. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy mấy miếng ngọc phù truyền âm ra rồi nói, tất cả mọi người nghe đây, bây giờ lập tức đến gần chỗ của ta đang nhìn thung lũng ở 8.000 dặm phía bắc bên ngoài. Chẳng bao lâu Tiêu Phàm đã nhận được câu trả lời của mấy đại Diêm La, mọi người nhanh chóng chạy tới phía bên này. Điều bọn họ phải làm bây giờ chính là chờ đợi, Tiêu Phàm không thể bảo đảm sự sống chết của người khác nhưng hắn không thể để người của Tu La Điện ở lại thần kiếp địa. Chờ đợi là một loại giày vò đối với mọi người, Long Thần luôn há miệng muốn nói chợt nhìn sang Tiêu Phàm, ta có thể gia nhập Tu La Điện không? Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn Long Thần, sau đó vô cùng vui vẻ mà nói, cầu còn không được. Với thực lực của Long Thần, nếu như có thể gia nhập Tu La Điện thì đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, nơi sâu trong nội tâm của Tiêu Phàm vẫn luôn có chút áy náy đối với Long Thần. Long Tịch vì hắn mà chết, Long Vũ vì cứu hắn mà bây giờ cũng không biết tung tích, lúc này nghĩ lại thì Tiêu Phàm vẫn không thể chống lại thực lực của con ngọc thủ kia. Tiêu Phàm cẩn thận phỏng đoán thì chủ nhân của ngọc thủ kia tất nhiên sẽ là Tu Vi Thiên Thần. Chỉ là đưa mắt nhìn khắp chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng chưa từng nghe nói nữ nhân nào đột phá cảnh giới thiên thần, khả năng duy nhất chính là đến từ bên ngoài. Tiêu Phàm biết, ngạo khí của Long Thần không hề thua kém bất kỳ ai, sở dĩ hắn ta bằng lòng gia nhập Tu La Điện cũng chỉ là vì muốn cống hiến một phần sức lực của mình cho đại lục chiến hồn mà thôi. Long Thần bái kiến điện chủ, Long Thần hơi thi lễ mà nói. Long Thần nghe lệnh, lập tức đứng lên, lệnh cho ngươi làm Diêm La thứ 7 của Tu La Điện. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nói, trong 9 đại Diêm La, bởi vì lần trước Lưu Ly từ bỏ vị trí Diêm La nên vừa lúc còn trống một vị trí. Cho đến tận bây giờ, trong lòng Tiêu Phàm vẫn chưa có người có đủ tư cách, không ngờ Long Thần vậy mà lại bằng lòng chủ động gia nhập, tất nhiên là cầu còn không được rồi. Nói thật ra thì Tiêu Phàm cũng không có bao nhiêu ham muốn về quyền lực, cho dù là bọn Ảnh Phong thì Tiêu Phàm cũng chỉ coi bọn họ là huynh đệ mà thôi. Vâng, điện chủ. Long Thần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Long Thần gật đầu nói. Có Long Huynh gia nhập, Tu La Điện ắt hẳn sẽ như hổ thêm cánh. Tiêu Phàm cười nói. Vừa dứt lời thì đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng va chạm kịch liệt, từng đạo đao quang kiếm ảnh xông lên tận trời, lộ ra ánh sáng chói mắt dị thường. Mấy người Tiêu Phàm nhanh chóng bay đến phía không trung, nhưng lại nhìn thấy từng bóng người đang nhanh chóng lao thẳng về phía bọn họ. Tiêu Phàm. Cứu mạng, Tiêu Phàm còn chưa nhìn rõ những người kia là ai thì một tiếng cầu cứu đã truyền ra từ bên trong đám người kia. Nghe được tiếng kêu kia, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy được một bóng người quen thuộc, người kia không phải ai khác, chính là Mộ Dung Minh Nguyệt. Lúc này toàn thân Mộ Dung Minh Nguyệt đều là vết kiếm, máu tươi thấm lên trường bào màu đỏ ngòm, nhìn qua hết sức yêu diễm. Khí tức trên người hắn rất yếu. Bây giờ chỉ là đang khổ cực chống đỡ, cứ tiếp tục như thế, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Trước đó hắn đi theo cường giả của Mộ Dung gia tộc rời đi, không đợi bọn hắn đi tới thần kiếp địa, huyết ma bộ lạc liền bắt đầu phong tỏa thiên địa, cho dù là cường giả của gia tộc bọn họ cũng không có cách nào rời đi. Không thể không nói bọn họ thật không may, chưa từng rời đi thì cũng thôi đi, vậy mà gặp ngay phải huyết thần quân của huyết ma bộ lạc. Phần lớn cường giả của Mộ Dung gia tộc cuốn lấy huyết thần quân, để cho các tử đệ khác của Mộ Dung gia tộc đi trước, những toàn bộ người khác tản ra chạy trốn, mà Mộ Dung Minh Nguyệt cùng mấy người nữa vừa lúc chạy trốn về phía này. Nguyên bản mấy người Mộ Dung Minh Nguyệt đã không còn chút tâm tư phản kháng nào, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tiêu Phàm. Giờ khắc này, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như lại thấy được hy vọng, không chút do dự cầu cứ Tiêu Phàm. Xuất thủ. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, để lại một câu nói rồi không chút do dự hóa thành một luồng ánh sáng xông ra ngoài. Người này không phải Mộ Dung Minh Nguyệt sao? Ta nghe nói trước kia hắn nhiều lần châm chọc Lão Tam,
cũng nhiều lần khiến Lão Tam khó xử. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút không muốn ra tay. Bây giờ không phải là lúc để ý đến những ân oán này, địch nhân của chiến hồn đại lục, chỉ có huyết ma bộ lạc. Lăng Phong lắc đầu, không chút do dự đánh giết ra ngoài. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đã xuất hiện không xa Mộ Dung Minh Nguyệt, trường kiếm trong tay rung động, từng đạo kiếm khí vung ra, chẳng mấy chốc lại mấy người bị kiếm khí chém giết. Đại bộ phận đều có thực lực ngũ biến chiến thần, Tiêu Phàm híp hai mắt, liếc mắt nhìn ra tu vi của khoảng 10 người đối diện, những người này hắn không thèm để ở trong mắt. Lấy thực lực bây giờ của hắn, giải quyết mấy tên ngũ biến chiến thần cùng lục biến chiến thần, cũng chỉ là chuyện mấy hơi thở mà thôi. Cảm ơn ngươi, Tiêu Phàm. Mộ Dung Minh Nguyệt từ đáy lòng nói lời cảm tạ, với dáng vẻ còn chưa hoàn hồn, có thể trở về từ cõi chết, hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn. Lão Tổ đưa các ngươi về gia tộc đâu? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Lão Tổ ngăn cản những người khác, đám người đuổi giết chúng ta chỉ là đám người yếu nhất mà thôi, bọn hắn có chừng 100 người, tất cả đều có tu vi chiến thần cảnh trung kỳ trở lên. Mộ Dung Minh Nguyệt vừa trả lời vừa thở hồng hộc. Ngoài ra còn có 3 người còn sống, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, có một loại cảm giác sống lại sau khi chết. Vừa mới chém giết tầm 10 người, nói cách khác, bọn hắn còn khoảng 80, 90 người. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống. Yếu nhất cũng là ngũ biến chiến thần, vậy thì mạnh mẽ tới đâu? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nơi xa lại có từng bóng người nhanh chóng kích xạ mà đến, cả mảnh thương khung đều bị nhuộm thành màu máu. Mấy người Tiêu Phàm dường như thấy được một mảnh mây máu đang lao nhanh tới. Điện chủ, nơi đó cũng không ít người bị huyết thần quân truy sát. Kiếm La Thân là cửu biến chiến thần, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Thần kiếp địa lớn như thế, vì sao bọn họ đều chạy trốn tới đây? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Bọn họ không phải chạy trốn về phía này, mà là chạy trốn về phía vọng cổ thiên đô. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm vô cùng. Ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Cũng đúng, bây giờ phong tỏa thiên địa, cũng chỉ có truyền tống trận ở vọng cổ thiên đô mới có thể rời khỏi thần kiếp địa, nơi này chính là phía bắc của vọng cổ thiên đô, dường như là khu vực cần phải đi qua. Quan Tiểu Thất trong nháy mắt hiểu rõ. Chạy trốn về vọng cổ thiên đô thì có ý nghĩa gì chứ, chẳng lẽ chiến thần điện sẽ để cho bọn họ mượn truyền tống trận để rời đi sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Vọng cổ thiên đô hiện giờ nằm trong tay của chiến thần điện lại coi như đã phản bội chiến hồn đại lục, biết rõ huyết ma bộ lạc muốn huyết tẩy thần kiếp địa, bọn hắn làm sao có thể để cho mọi người rời đi chứ? Đừng nói rời đi, không giết bọn hắn cũng nên thắp hương cầu nguyện rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ra tay hay là không? Lăng Phong hỏi. Đương nhiên là ra tay, bọn chúng khi nào tới gần chúng ta, cũng sẽ giết chúng ta. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Lấy tay vung lên, trên trăm tử tinh lôi thú bỗng nhiên xuất hiện, Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói, phướng đông bắc giao cho ta. Theo ta giết, cũng không đợi mấy người trả lời, Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, liền dẫn tử tinh lôi thú xông lên. Tiêu Phàm nhíu mày, nguyên bản hắn còn không muốn cùng với huyết thần quân đối cứng, dù sao thực lực của bọn họ cũng có hạn. Hiện tại đối mặt với mấy trăm huyết thần quân vẫn có thể đánh một trận, nhưng tiếp theo chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Đây chính là 8.000 huyết thần quân, chắc chắn có không ít chiến thần hậu kỳ, thậm chí không thiếu cường giả chiến thần viên mãn, nếu như bị huyết thần quân vây quanh, bọn họ sẽ gặp phiền toái rồi. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, hai người cầm đầu chính là Hình Thánh và Du Ảnh. Huyết thần quân. Hai người nhìn thấy thân ảnh xa xa, thần sắc không khỏi nhíu lại. Hình Thánh, Du Ảnh, các ngươi đi sang hướng Tây Bắc, tốc chiến tốc thắng, cần phải trong thời gian uống cạn nửa chén trà giải quyết bọn hắn. Ngữ khí Tiêu Phàm không cho phép từ chối. Rõ, điện chủ, Hình Thánh nghe vậy, chẳng những không sợ hãi gì, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, dường như quay trở về ngàn năm trước đó. Tất cả mọi người, theo ta giết. Không nên làm yếu đi uy phong của Tu La Điện chúng ta. Giết, hơn 100 người bộ hạ cũ của Tu La Điện đằng đằng sát khí xông tới, bọn hắn có một số ít người mặc dù muốn rời xa giết chóc, chuẩn bị rời khỏi Tu La Điện. Mà bây giờ xem ra là không thể nào, còn chưa đuổi hết dị tộc ra khỏi chiến hồn đại lục, trong thiên hạ sẽ không có một chỗ an bình. Lão đại, tiểu ngũ,
Long huynh, Kiếm La, Trọc Thiên Hồng, các ngươi đi cùng với ta, có thể giết càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo lưu quang phi thân về phía phương xa. Hắn nguyên bản không muốn bại lộ bộ hạ cũ của Tu La Điện, nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào những người này bọn họ, là không thể nào đối phó với nhiều huyết thần quân như vậy. Đến lúc đó, người của các đại cổ tộc tất nhiên sẽ bị diệt toàn bộ, đối với chiến hồn đại lục mà nói, tuyệt đối là một tổn thất rất lớn. Mặt khác, Ảnh Phong cùng Phong Lang đang chạy về phía bên này, Tiêu Phàm nhất định phải tranh thủ cho bọn họ đủ thời gian. Giết, Lăng Phong từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hơn 100 chiến thần cảnh là bộ hạ cũ của Tu La Điện, trong lòng của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, có điều bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ những việc này. Một khi toàn bộ huyết thần quân tới gần, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Trọc Thiên Hồng, Quan Tiêu Thất đợi tất cả mọi người rồi cùng xông tới, trên thân bọn họ nở rộ khí thế đáng sợ. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Một người ở trong Mộ Dung gia tộc nhìn về phía đám huyết thần quân lít nha lít nhít, sớm đã bị dọa cho vỡ mật gần chết. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thật sâu nơi xa một chút, sau đó cắn răng nói, đi, cùng ta đi vào vọng cổ thiên đô, tìm cơ hội rời đi từ vọng cổ thiên đô. Vâng, công tử, mấy người không chút do dự gật đầu, bọn họ hiện tại đã không còn dũng khí đối mặt với huyết thần quân. Dứt lời, mấy người quay người bỏ chạy về phía vọng cổ thiên đô. Mấy người vừa mới chạy được không đến ba dặm, đột nhiên mấy đạo cầu vồng từ phía vọng cổ thiên đô bay thẳng tới, tập trung vào mấy người Mộ Dung Minh Nguyệt. Không, Mộ Dung Minh Nguyệt giống to, hai mắt trợn trừng, trong mắt đều là vẻ sợ hãi cùng không cam lòng. Phụt phụt, nhưng mà, mấy đạo cầu vồng kia căn bản không để ý đến bọn hắn, trực tiếp chui vào mi tâm mấy người, thân thể Mộ Dung Minh Nguyệt cứng ngắc tại chỗ, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Xa xa Tiêu Phàm chém chết một tướng sĩ huyết thần quân, vừa hay ánh mắt nhìn thấy một màn đó từ phía hậu phương, trong mắt lóe lên một vòng u quang, khinh thường nói, muốn từ vọng cổ thiên đô rời đi. Nơi đó đã bày thiên la địa võng, chờ lấy tất các ngươi tự chui đầu vào lưới đó. Cái chết của Mộ Dung Minh Nguyệt, Tiêu Phàm cũng không quá mức để ý, thân là một trong thập đại yêu nghiệt, hôm nay đã sớm thành hữu danh vô thực, ở thời điểm này vậy mà đều chỉ muốn may mắn trốn thoát. Để Tiêu Phàm quá thất vọng rồi. Nếu như người của chiến hồn đại lục đều giống như Mộ Dung Minh Nguyệt, đoán chừng đã sớm diệt vong. Tam ca, Mộ Dung Minh Nguyệt chết rồi, không cứu được tiểu tử này. Quan Tiểu Thất lách mình xuất hiện ở gần Tiêu Phàm. Lúc này còn muốn chạy trốn, chết cũng xứng đáng, dù sao giữ lại cũng là phế vật. Vẻ mặt Lăng Phong lạnh lùng vô cùng, có điều bây giờ tình huống rất không lạc quan. Người của chiến thần điện vậy mà lại ra tay với chúng ta. Bọn hắn còn có cái gì không dám làm sao? Tiêu Phàm lạnh giọng nói, dừng một chút, lại ngưng tiếng nói, có điều ta quả thật đã khinh thường bọn hắn, chiến thần điện lại còn có những cung tiễn thủ mạnh mẽ như thế. Tam ca yên tâm, những người này cứ giao cho ta đi, ta cam đoan bọn hắn không kẻ nào dám ở sau lưng bắn lén. Quan Tiểu Thất vỗ ngực bảo đảm nói. Có nắm chắc không? Tiêu Phàm tỏ vẻ lo lắng. Trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, lại có mấy ngũ biến chiến thần cảnh huyết thần quân bị hắn chém giết. Mặc dù hắn còn chưa đúng nghĩa đột phá chiến thần cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn đã không kém gì cửu biến chiến thần, coi như chiến thần viên mãn cũng dám ra sức đánh cược một lần. Yên tâm, Quan Tiểu Thất tự tin cười một tiếng, đột nhiên nói với hư không, các huynh đệ, theo ta lên. Tiếng nói vừa xong, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, dưới chân Quan Tiểu Thất. Thần linh khí đột nhiên phun trào, hóa thành một con chim lửa to lớn trống rỗng xuất hiện, hai cánh mở ra, dẫn Quan Tiểu Thất bay nhanh về phía sau. Tinh linh hỏa điểu của linh tộc, Kiếm La hơi kinh ngạc, trước đó hắn còn khinh thường thực lực thủ hạ của Tiêu Phàm, mà bây giờ, Tiêu Phàm liên tục mang cho hắn niềm vui bất ngờ. Linh tộc biến mất vạn năm, vậy mà lại lần nữa xuất hiện, nhìn tinh linh hỏa điểu kia cấp bậc không thấp, vậy mà trở thành vật cưỡi của Quan Tiểu Thất. Chắc chắn địa vị của Quan Tiểu Thất tại linh tộc không thấp. Mấu chốt nhất là, Quan Tiểu Thất lại còn là huynh đệ của Tiêu Phàm, lại nhìn thấy tử tinh lôi thú từ phía xa, ánh mắt Kiếm La nhìn về phía Tiêu Phàm một lần nữa lại có biến hóa. Tử tinh lôi thú đã từng là vật cưỡi của chiến tộc, bây giờ có vẻ như cũng được khống chế trong tay huynh đệ của Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, phía sau đột nhiên bắn ra mấy mũi tên cầu vồng, lần này mục tiêu của tên cầu vồng là đám người Tiêu Phàm.
tốc độ nhanh vô cùng. Mấy người Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị lui lại, vậy mà trong hư không quỷ dị bắn ra mấy mũi tên, bay thẳng kia vào mấy mũi tên cầu vồng kia, sau đó tất cả đều đụng vào nhau. Mà việc này mới chỉ là bắt đầu, sau một khắc, hư không lại quỷ dị sinh ra mấy chục đạo lưu quang, tốc độ so sánh với vừa rồi không chỉ nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không thấy đâu nữa. Sau một nhịp thở, ở nơi bên ngoài hơn nghìn dặm, đột nhiên nổ vang liên tục, một trận khói lửa ngút trời bốc lên. Nghe đồn linh tộc đâu đâu cũng có, xem ra là thật. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục hiện lên một nụ cười, có quan tiểu thất ở đây, người của chiến thần điện muốn bắn lén là không có khả năng. Mọi người tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm truyền âm nói với mọi người, thân thể của hắn bỗng nhiên chia ra làm 9, ngoại trừ bản thể, lại có thêm 8 linh hồn phân thân. Yên tâm đi công tử, nhìn ta làm sao tàn sát bọn hắn. Chọc Thiên Hồng cười lớn, trong mắt hắn, những huyết thần quân này đều là vật đại bổ. Lần trước được Tiêu Phàm dạy bảo, lần này, Chọc Thiên Hồng ra tay quả quyết cùng mạnh mẽ hơn rất nhiều, 8 xúc tu hóa thành 8 thanh thần kiếm, kiếm ảnh hiện đầy hư không. Tiêu Phàm cũng không hề nương tay, bây giờ giết thêm được thêm một huyết thần quân, tương lai nguy hiểm đối với chiến hồn đại lục sẽ giảm xuống một phần. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, quyết định cuối cùng về tương lai của chiến hồn đại lục cũng không phải là lực lượng của trung tầng cùng hạ tầng, mà là lực lượng của tầng cao nhất. Những chiến thần cảnh trung kỳ này, đổi lại là chiến luân hồi và cửu u ma thần, cũng đồng dạng có thể thiện tay nghiền sát. Muốn đánh đuổi dị tộc ra khỏi chiến hồn đại lục, cách duy nhất là giết chết được cửu u ma thần, chỉ là giết chết cửu u ma thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Có điều tạm thời chưa nói tới, những việc Tiêu Phàm có thể làm cũng chỉ có như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, thủ hạ huyết thần quân chết trong tay Tiêu Phàm nhiều vô số, mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, hài cốt khắp nơi, máu tanh khắp trốn. Nhưng số lượng huyết thần quân dường như không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu chỉ có chừng 100. Mà bây giờ đã có khoảng 300-400. Cộng thêm ở mấy hướng khác, số lượng huyết thần quân đã nhiều đến hơn 1000 người, áp lực mà đám người Tiêu Phàm phải đối mặt càng lúc càng lớn. Mặc dù bọn họ cứu được không ít tu sĩ cổ tộc, nhưng cũng rất nhiều người đã tử vong, cho dù ngay cả nhân vật cấp bậc thập đại yêu nghiệt, cũng đã chết 2 người. Lão Tam, Độc Cô Tương Đình và Phong Thiên Khê chết rồi. Lăng Phong truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Bây giờ huyết thần quân càng ngày càng nhiều, đám người Ảnh Phong còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới. Cố gắng kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên và Giả Cô U đã hoàn toàn điên cuồng, Phong Thiên Khê chết đối với 2 người bọn họ đả kích rất lớn, Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy được bộ mặt đáng sợ của Chiến Hoàng Thiên. Tiêu Phàm không biết là có nên cảm thấy may mắn khi Phong Thiên Khê chết không? Nếu như Phong Thiên Khê còn sống, có lẽ Chiến Hoàng Thiên sẽ không điên cuồng như vậy. Chiến tranh là tàn khốc như vậy, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Huyết thần quân mạnh mẽ hẳn lên khiến cho Tiêu Phàm cũng vô cùng bất đắc dĩ, dù là hắn chém giết người cùng cấp như sâu kiến, nhưng số lượng huyết thần quân quá nhiều, nhiều đến không thể nào giết hết được. Mà thực lực của các huyết thần quân chạy tới sau cũng càng ngày càng mạnh, kéo dài thêm, đoán chừng bọn họ đều phải lưu lại nơi này. Nhưng hắn lại không thể không kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà, mấy người Phong Lang cần thời gian uống cạn nửa chén trà mới có thể hoàn toàn tụ tập ở đây, lấy cách làm người của Tiêu Phàm, hắn không thể nào từ bỏ huynh đệ của mình. Thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng không quá nhiều. Tiêu Phàm tự nói một tiếng. Bỗng nhiên, 8 linh hồn phân thân kia đột nhiên chạy về phía sau, ở phía dưới xương thịt như chất thành núi ùn ùn cả lên. Cùng lúc đó, sát khí trên thân Tiêu Phàm càng trở nên hừng hực, máu nhuộm áo bào đen, tu la kiếm nằm ngang, nhỏ xuống mấy giọt máu đỏ tươi, máu tanh khắp trốn. Giết, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, thân thể hóa thành huyễn ảnh, phóng vào giữa đám huyết thần quân, những nơi đi qua, máu tươi tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Hắn giống như một cỗ máy giết chóc, nghiền ép tứ phương, tất cả mọi người đều bị hắn một kiếm chém giết mệnh cách. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, tốc độ giết người kia, giống như thu hoạch lúa mạch, dễ như trở bàn tay. Huyết thần quân vốn một mực mang danh dữ tợn, giờ phút này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Có ít người còn ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ,
nhìn Tiêu Phàm đại sát đặc sát. Hắn tựa như một tôn sát thần hàng thế, hung uy vô hạn, thu gạt lấy từng đầu tính mệnh tướng sĩ huyết thần quân, hư không rơi ra một trận mưa thi thể. Vây lấy hắn, một tiếng hét lớn từ trong đám người truyền đến, chỉ thấy vài luồng hơi thở mạnh mẽ cuốn tới, 10 người áo đen thoáng hiện vây Tiêu Phàm vào giữa. Cửu biến chiến thần, Tiêu Phàm dừng lại, thần sắc lạnh lùng nhìn 10 người xung quanh. Nhật Nguyệt kiếm trận, trong đó một người áo đen hét lớn một tiếng, 10 người đồng thời xuất kiếm, kiếm khí đầy trời, ngưng tụ thành một đạo kết giới kiếm khí vây Tiêu Phàm vào giữa. Thập đại cửu biến chiến thần xuất hiện cực kỳ quỷ dị, thực lực Tiêu Phàm tất nhiên bất phàm, bình thường cửu biến chiến thần ở trước mặt hắn cũng có thể bị lập tức giết chết. Nhưng 10 người thì lại khác, hơn nữa còn bố trí kiếm trận, uy lực tăng gấp bội, kiếm khí đầy trời dày đặc hư không, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không tìm thấy cửa để đột phá. Nhật Nguyệt kiếm trận chính là trận pháp mạnh mẽ công phòng kết hợp, vẻn vẹn trong chốc lát, toàn thân Tiêu Phàm đã nhuốm máu. Chỉ một thoáng, trường kiếm trong tay Tiêu Phàm múa lên, quanh người hắn kiếm khí lượn lờ, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một kiếm giới, ngăn cản kiếm khí đầy trời kia ở ngoài. Lão Tam, đám người Lăng Phong kêu lên sợ hãi, nhanh chóng chạy tới gần. Cản bọn họ lại, một tên cũng không để lại, giết không tha. Xét được một tên, thường làm bách phu trưởng. Một nam tử mặc huyết sắc chiến giáp trong đám người vây quanh Tiêu Phàm mở miệng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, lộ ra vẻ khát máu. Giết, tu sĩ huyết thần quân nghe vậy, máu tươi trong cơ thể đều dường như sôi trào lên, bách phu trưởng, đây chính là vị trí bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ tới, bây giờ chỉ cần giết chết một người đã có thể trở thành bách phu trưởng, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ? Kiếm khí đao mang dày đặc hư không, Tiêu Phàm bị nhốt, 4 người Lăng Phong, Trọc Thiên Hồng, Long Thần và Kiếm La lập tức bị vây ở giữa, trong lúc nhất thời khó mà đột phá. Mọi người chậm rãi rút lui về phía sau. Lúc này, bên tai mọi người đột nhiên truyền đến giọng nói của Tiêu Phàm. Quay đầu nhìn lại, mấy người Lăng Phong lập tức nhìn thấy, một linh hồn phân thân của Tiêu Phàm đang lại gần phía bên này, ở chân trời cũng có linh hồn phân thân của Tiêu Phàm, đi ra tiếp ứng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng bộ hạ cũ của Tu La Điện. Mấy người Lăng Phong nhìn nhau, bắt đầu vừa đánh vừa lui, huyết thần quân mạnh mẽ thế nào bọn họ cũng đã thấy qua, căn bản bọn họ không thể giết chết hết chúng được. Bằng không mà nói, chi quân đội này cũng sẽ không đóng quân ở đây lâu dài như vậy. Bây giờ nơi này chỉ có hơn 1000 người, bọn họ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, một khi 7000 người khác xông tới, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó có khả năng. Thời gian chậm rãi trôi đi, huyết thần quân xung quanh vẫn không ngừng tăng lên, không bao lâu. Ảnh Phong, Phong Lang, Lãnh Tiếu Nhận cùng mấy người Diêm La tất cả đều tới gần. Rốt cuộc đã đến, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, khí thế trên người lập tức mạnh lên mấy phần, Tu La huyết mạch sôi trào, sau lưng hắn, xuất hiện một hư ảnh to lớn màu máu. Huyết sắc hư ảnh không phải cái gì khác, chính là Tu La huyễn ảnh, tản ra một luồng khí tức cuồng bá, hai tay dùng sức, đánh ra phía ngoài của kiếm trận. Ầm 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 kiếm trận nổ tung. Kiếm khí chém lên trên thân Tu La huyễn ảnh, vậy mà giống như vật thật, kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện hai khe hở. Tiêu Phàm thừa cơ chạy ra ngoài nhờ hai khe hở kia, thân hình như thuấn di biến mất tại chỗ. Phụt một tiếng, trong đó một cửu biến chiến thần bị Tiêu Phàm một kiếm cắt đứt cổ, ngay cả linh hồn cùng nhau chém giết. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhanh lui ra phía sau, hét lớn với tất cả mọi người cùng ta lui lại. Lui lại! Các ngươi chạy không thoát đâu. Một cửu biến chiến thần bên trong đám huyết thần quân cười lạnh nói, mấy người gắt gao cuốn lấy Tiêu Phàm, cho dù là bọn họ vừa mới bị giết chết một người, nhưng vẫn không có bất kỳ ý tứ e ngại nào. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, nhìn về phía 9 bóng người kia, trong mắt lóe lên một vòng sát khí rét lạnh, cửu biến chiến thần, nghĩ lại thì các ngươi cũng là nhân vật cấp tướng lĩnh của huyết thần quân, vậy đều hãy lưu lại đây đi. Xâm La vạn tượng, Tiêu Phàm hét lớn. Biển máu cuồn cuộn từ trên người hắn lan tràn, bao phủ chu vi vài dặm, ngay sau đó, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên biến mất tại chỗ, ở hư không lưu lại mấy ảo ảnh. Thái huyễn thần du bộ được hắn thi triển đến cực hạn, trong đó 3 người bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng mi tâm, chết không kịp ngáp. Nhưng 6 người khác vẫn không biết e ngại là gì, liều mạng cuốn lấy Tiêu Phàm, tựa như đang trì hoãn thời gian. Tam ca, đi mau, đám người chiến thiên hạ đang đánh tới.
Bóng người Quan Tiểu Thất từ đằng xa xuất hiện, thân hình có vẻ hơi chật vật. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bắn giết bát biến, thậm chí cửu biến chiến thần bình thường cũng không đáng kể, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của chiến thần viên mãn. Tiêu Phàm nghe vậy, phóng tầm mắt nhìn qua, cuối chân trời đột nhiên có mấy bóng người nhanh chóng tiến tới, mấy cái lắc mình đã tới gần. Khoảng cách nơi đây với vọng cổ thiên đô chỉ khoảng 3.000 dặm, hoạt động và tiếng vang lớn như thế, chắc chắn đã sớm kinh động đến bọn hắn. Đối với cường giả chiến thần cảnh mà nói, khoảng cách 3.000 dặm nếu như toàn lực đi đường, vẻn vẹn chỉ cần mười mấy nhịp thở mà thôi. Mà giờ khắc này, bộ hạ cũ của Tu La Điện, Nam Cung Tiêu Tiêu dẫn đầu tử tinh lôi thú, cửu đại diêm la của Tu La Điện, cùng Lăng Phong, tất cả cũng đều tụ tập ở cùng nhau. Các tu sĩ đại cổ tộc cũng tụ tập lại với nhau, mấy người chiến hoàng thiên, giả cô u cũng nhanh chóng tới gần phía bên này. Tất cả xung quanh đều là lít nha lít nhít tu sĩ huyết thần quân, có một vài tu sĩ cổ tộc muốn chạy trốn về phía vọng cổ thiên đô, lúc này một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bị kiếm khí gạt bỏ. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này xem các ngươi chạy đi đâu. Lời nói từ đằng xa truyền đến, sau đó nhìn thấy chiến thiên hạ mang theo mấy chục cường giả chiến thần cảnh xuất hiện ở phía xa, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy hờ hững. Chiến thiên hạ, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn lên không trung, hắn đối với chiến thần điện đã hận thấu xương. Nếu như chiến thần điện chỉ ở góc độ người đứng xem không can thiệp, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể trách bọn hắn không quan tâm. Nhưng mà chiến thần điện lại nhiều lần muốn tính mạng của hắn, mà lại thường xuyên ở lúc mấu chốt tới ngáng chân, chuyện này đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ chí mạng. Hít sâu một hơi, hai tay Tiêu Phàm bấm niệm pháp quyết, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không lập tức dày đặc hồn văn, trên mặt đất, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, hóa thành một kết giới lớn bằng mảng ánh sáng. Tất cả đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới. Lại nhìn thấy xa xa tám Tiêu Phàm đồng thời bấm niệm pháp quyết, hiển nhiên, Tiêu Phàm đã sớm bố trí trận pháp ở đây. Tất cả mọi người vào trận, nhanh, Tiêu Phàm kêu to, huyết thần quân càng ngày càng nhiều, lại không rời đi, cho nên thật sự không đi được. Đám người nghe vậy, bất kể là người của Tu La Điện, hay là người của cổ tộc, tất cả đều phóng vào bên trong màn ánh sáng. Giờ khắc này, bất luận là người một nhà, hay đã từng là địch nhân, đều trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Giết bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy trốn. Sắc mặt chiến thiên hạ hơi đổi một chút, nhưng mà khi bọn hắn kịp phản ứng, phần lớn mọi người đã xông vào bên trong màn ánh sáng. Huyết thần quân công kích vào phía trên màn ánh sáng, vậy mà bị bắn ngược lại. Lấy Tiêu Phàm bây giờ tạo ra trận pháp, từng ấy công kích tất nhiên không có khả năng phá vỡ được trận pháp mà hắn đã tỉ mỉ bố trí, nếu dễ dàng phá vỡ như vậy, cũng không cần hao phí hắn tám linh hồn phân thân bố trí tỉ mỉ. Ngăn Tiêu Phàm lại, giết một mình hắn là đủ rồi. Chiến thiên hạ lo lắng quát to. Trong mắt hắn, những người khác cộng lại đều không quan trọng bằng tính mạng của một mình Tiêu Phàm, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phàm, ngay cả để cho người khác chạy mất cũng không quan trọng. Giờ phút này, chỉ có Tiêu Phàm còn ở bên ngoài trận pháp, còn đang khởi động trận pháp, đây chính là cơ hội tốt nhất để tới giết chết hắn. Tiếng nói vừa xuống, chiến thiên hạ là người đầu tiên phóng tới Tiêu Phàm, tức giận đập xuống một trường. Một màn này làm đám người Lăng Phong bị dọa cho phát sợ, trường cương tới rất nhanh, mắt thấy đã đánh vào trên người Tiêu Phàm. Đột nhiên, một đạo lưu quang lướt qua trước mắt hắn, bay thẳng lên không trung mà đi. Uỳnh, một đạo kiếm mang sắc bén chém xuống, xé nát trường cương của chiến thiên hạ, cơn bão năng lượng cuồng bạo quét sạch giữa trời đất. Kiếm la. Lăng Phong ngoài ý muốn nhìn bóng người kia, hắn không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này, lại là kiếm la ra tay cứu giúp. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Chiến thiên thản nhiên nhe răng cười. Tiếng nói vừa dứt, sáu huyết thần quân cửu biến chiến thần từ nơi xa đã tới gần, đánh thẳng về phía Tiêu Phàm. Đây chính là sáu cửu biến chiến thần đó, ngoại trừ Tiêu Phàm đang ở bên ngoài ra, còn ai có thể ngăn cản. Kiếm la chỉ là cửu biến chiến thần mà thôi, để hắn đối phó với một người chiến thiên hạ còn có thể ứng phó được, hắn không có khả năng đồng thời ngăn cản sáu cửu biến chiến thần khác. Giờ phút này, Tiêu Phàm đang chủ trì trận pháp, không thể phân tâm đối phó bọn hắn. Một khi phân tâm,
những người chết chính là các tu sĩ của chiến hồn đại lục đang trong trận pháp, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lo lắng cho Tiêu Phàm. Chiến Thiên Hạ phía trước mặt lại cười lạnh không thôi, hắn tin tưởng, giờ khắc này không có ai có thể cứu được đám người Tiêu Phàm nữa. Lúc mắt thấy sáu đại cửu biến chiến thần công kích sắp tới gần, vù vù đột nhiên, lại có mấy bóng người xông ra, nhìn lại thì thấy Huyết Cô Tuyệt, Du Ảnh, Hình Thánh cùng Chiến Hoàng Thiên đồng thời xuất hiện phía sau lưng Tiêu Phàm, cuồng bạo công kích ngăn cản sáu đại cửu biến chiến thần của đối phương ở ngoài. Bốn người lạnh lùng nhìn chăm chú lên sáu cửu biến chiến thần trước mặt, dáng vẻ thấy chết không sờn. Nụ cười trên mặt Chiến Thiên Hạ trở nên cứng đờ, hắn không nghĩ tới, lúc này lại còn một đám người không sợ chết dám ra đây cứu Tiêu Phàm. Bốn người Huyết Vô Tuyệt tới gần màn ánh sáng, khoảng cách với Tiêu Phàm rất gần, bọn họ nếu không xuất thủ, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm mà chết, trận pháp sẽ không còn người chủ trì, đến lúc đó tất cả mọi người vẫn như cũ phải chết. Điểm này tất cả mọi người đều hiểu, cho nên bọn họ không chút do dự xuất thủ bảo vệ Tiêu Phàm. Mấy người Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang cũng lấy lại tinh thần, cũng chuẩn bị rời khỏi trận pháp, nhưng mà lại bị một tiếng hét chặn lại. Các ngươi đều định làm gì, đứng lại cho ta. Tiêu Phàm quát lên một tiếng, đám người Lăng Phong bỗng nhiên ngừng thân hình, Tiêu Phàm vội vàng vung tay lại đánh ra một đạo thủ quyết. Chỉ một thoáng, màn ánh sáng hừng hực, hóa thành từng đạo sóng ánh sáng dập dờn. Mấy người Lăng Phong lại muốn vọt ra bên ngoài màn ánh sáng nhưng lại bị từng đạo quang mang ngăn trở, sắc mặt mấy người hoàn toàn thay đổi, bọn họ làm sao không hiểu ý của Tiêu Phàm đó là không muốn để cho bọn họ nhúng tay vào. Bọn họ rất rõ ràng tình thế bây giờ, bằng vào đám người Tiêu Phàm, là không thể nào ngăn cản được Huyết Thần Quân. Tiêu Phàm cũng hiểu việc này, vì thế lại càng không thể để cho bọn họ tham dự vào. Mấy người Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét lên, Lão Tam, còn coi chúng ta là huynh đệ, hãy thả chúng ta ra ngoài. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, yên tâm, ta không chết được. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười. Sau đó, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một huyết sắc ngọc đài, chính là Thông Thiên Thần Huyết Đài. Tiêu Phàm duỗi một ngón tay ra, thần lực ngưng tụ thành một thanh thần lực kiếm, cắt lên cổ tay của cánh tay bên kia, máu tươi phun ra ngoài, nhỏ lên trên Thông Thiên Thần Huyết Đài. Lúc linh hồn lực thôi động, Thông Thiên Thần Huyết Đài lập tức tỏa ra ánh sáng hừng hực, một luồng khí tức cực kỳ huyền diệu tản ra, ngay sau đó, tất cả huyết sắc quang mang ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một luồng huyết sắc lưu quang bay thẳng về phía chân trời. Ánh mắt mọi người đều bị luồng huyết sắc lưu quang này hấp dẫn. Chỉ thấy huyết sắc lưu quang thẳng xông thẳng tới 9 tầng mây, phía trên bầu trời, huyết sắc quang mạc kia đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Lão Tam, thả chúng ta ra ngoài. Tam ca, mấy người Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất hét lớn, hai mắt đỏ bừng, trong hốc mắt có nước mắt chảy quanh, bọn họ làm sao không biết, đây là Tiêu Phàm dùng mệnh hộ tống bọn họ rời đi. Sức mạnh Thông Thiên Thần Huyết Đài có thể phá vỡ phong tỏa thiên địa. Bọn họ có thể thông qua truyền tống trận mà Tiêu Phàm bố trí rời đi, nhưng còn đám người Tiêu Phàm thì sao? Giờ phút này, bộ hạ cũ của Tu La Điện, tu sĩ cổ tộc, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm vì cứu bọn họ mà dùng chính tính mạng của mình cố gắng hết sức. Những người đã từng hơi có thành kiến đối với Tiêu Phàm, trong lòng bỗng cảm thấy xem thường chính bản thân mình, cùng Tiêu Phàm so sánh, lòng dạ của bọn họ đúng là vô cùng hẹp hòi. Bọn họ biết nếu như không có Tiêu Phàm, hôm nay tất cả người của cổ tộc đều phải lưu tại nơi này không thể rời đi. Sắc mặt đám người Giả Cô U, Lăng Thanh Tịch, Diệp Khuynh Thành trở nên phức tạp, bọn họ vốn không muốn nợ ân tình với Tiêu Phàm, nhưng hôm nay, phần nhân tình này của Tiêu Phàm, bọn họ nhất định phải nợ rồi. Tiêu Phàm lắc đầu, như là đã quyết định, làm sao có thể thả bọn họ ra ngoài được cơ chứ? Chỉ thấy Tiêu Phàm mỉm cười, lớn tiếng nói ra, các huynh đệ, mọi người về chiến hồn đại lục chờ ta. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm nắm tay đánh ra một đạo thủ quyết, ầm một tiếng, Thông Thiên Thần Huyết Đài trong tay hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một luồng sức mạnh dung nhập vào bên trong lồng ánh sáng. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng bao phủ đám người Lăng Phong đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Phù một tiếng, quang mang bỗng nhiên bắn về phía cái khe ở không gian phía trên bầu trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng biến mất với nó còn có đám người Lăng Phong,
vùng đất ở đây trở nên vắng vẻ vô cùng. Thông Thiên Thần Huyết Đài mà Tiêu Phàm có được mặc dù chỉ là bản sao, nhưng vẫn có thể chém vỡ được phong tỏa thiên địa. Tiêu Phàm, người thân là Tu La Điện Chủ, vậy mà dùng mạng của mình để đổi lấy tính mạng của những sâu kiến kia. Chiến Thiên Hạ cũng hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Kỳ thật đâu chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả Huyết Thần Quân cũng kinh ngạc vô cùng, dường như không tin Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Thậm chí ngay cả mấy người hình thánh, Du Ảnh cùng Kiếm La cũng không thể tin được, tại bên trong ấn tượng của bọn hắn, các đời Tu La Điện Chủ đều là người vô tình, xưa nay sẽ không hy sinh chính tính mệnh của mình đi cứu những người khác. Mà Tiêu Phàm lại lấy thân mạo hiểm, vì cứu những người khác mà không để ý tới sống chết của mình. Giờ khắc này, ánh mắt ba người hình thánh nhìn về phía Tiêu Phàm đã thay đổi hoàn toàn. Các vị, xin lỗi. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ, tám linh hồn phân thân biến mất, hắn không để ý đến Chiến Thiên Hạ, ngược lại quay đầu nhìn về phía đám người Chiến Hoàng Thiên. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại 6 người là Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt, Chiến Hoàng Thiên, Hình Thánh, Du Ảnh và Kiếm La. Mà đối diện thì ngoài Chiến Thiên Hạ và 6 đại cửu biến chiến thần, còn có hơn ngàn cường giả chiến thần cảnh trung kỳ trở lên, thực lực hoàn toàn không cùng một cấp độ. Mà số lượng Huyết Thần Quân càng ngày càng nhiều, bên trong còn không ngừng tăng lên, cứ tiếp như thế, đoán chừng 6 người khó thoát khỏi cái chết. Tiêu huynh, ngươi vì đại nghĩa, Chiến Mỗ cảm thấy hổ thẹn. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, Chiến Hoàng Thiên ta cảm thấy vinh hạnh. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu. Trước kia hắn còn có chút khúc mắc đối với Tiêu Phàm, nhưng bây giờ một tia khúc mắc sau cùng cũng tan thành mây khói, ý chí của Tiêu Phàm đã hoàn toàn khuất phục hắn. Thuộc hạ vì lệnh của điện chủ quyết không từ. Thần sắc ba người hình thánh, Kiếm La và Du Ảnh vẫn bình tĩnh như thường, hít sâu một hơi nói. Mặc dù bọn họ lưu lại, nhưng ba người không hề trách cứ Tiêu Phàm, từ thời khắc bọn họ bay ra khỏi trận pháp, bọn họ đã biết sẽ có kết quả như thế này. Sư đệ, chúng ta rất đã lâu không kề vai chiến đấu rồi. Huyết Vô Tuyệt thoải mái cười một tiếng, thần sắc bình thản như thường, dường như đã sớm không quan tâm tới sống chết. Vậy hôm nay hãy chiến đấu một cách thoải mái đi. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hừ, hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Chiến Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đám người xông tới Tiêu Phàm. Lão Phu cũng đã lâu chưa từng động thủ, bây giờ sẽ lấy Chiến Thiên Hạ ngươi để khai đao. Hình Thánh quát lạnh một tiếng, lách mình xuất hiện tại trước người Chiến Thiên Hạ. Một đám bại tướng dưới tay ta mà thôi, năm đó các ngươi nếu như không trốn thoát, sớm đã chết cách đây ngàn năm rồi. Chiến Thiên Hạ cực kỳ khinh thường. Rất hiển nhiên, hắn cùng Hình Thánh lúc ngàn năm trước đó đã từng giao thủ qua, chỉ là năm đó bại cục của Tu La Điện đã định, Tu La Điện chủ sớm an bài đám người Hình Thánh tiến vào bên trong chúng thần mộ địa. Giết, Hình Thánh hét lớn một tiếng, lực áo nghĩa cuồn cuộn mãnh liệt, khiến cho cả mảnh bầu trời đều run rẩy lên. Xem ai giết được nhiều hơn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đã đi không được, vậy sẽ dứt khoát giết cho thật thoải mái. Giết được thêm một tên, Chiến Hồn Đại Lục sẽ bớt được một địch nhân. Giết, bốn người Chiến Hoàng Thiên, Huyết Vô Tuyệt, Kiếm La cùng Du Ảnh cũng đồng thời động thủ, việc đã đến nước này, chỉ có giết ra một đường máu mới có thể sống sót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.